chương 311, chuyện trái lương tâm. Trang hạo nhiên im lặng đứng ở trước phòng bệnh, nhìn về phía người nhà họ tần và bộ dáng im lặng của tưởng thiên lỗi, cũng biết cho dù là ai, bọn họ cũng có thể nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng chỉ có tô thủy kỳ, bọn họ không dám thỉnh cầu, nhất là người nhà họ tần, chỉ có thủ tướng là trời, cũng biết thủ tướng quý trọng cháu trai, chuyện không có quá mức, sẽ không dễ dàng làm khó cháu trai, bọn họ làm sao dám đưa ra lời thỉnh cầu này. Tần Vĩ Nghiệp trầm trọng suy nghĩ một chút, vẫn nói, mặc kệ như thế nào, vì như mặt, tôi cuối cùng phải thử một chút. Sắc mặt Tưởng Thiên Lỗi cũng nghiêm túc, còn nghĩ biện pháp. Trang Hạo Nhiên nhìn bọn họ trầm trọng như thế, hai mắt anh nhanh chóng xoay chuyển, liền im lặng xoay người, từng bước từng bước đi trở về phòng bệnh, mới vừa đứng ở bên cửa, liền thấy bác sĩ đã kiểm tra cho khả Hinh xong, cô cũng bình tĩnh lại, nằm ở trên giường, chỉ lặng lẽ rơi lệ, Nhã Tuệ và Lâm Sở nhai yên lặng nhìn cô, anh lập tức đi vào hỏi bác sĩ bác sĩ tại sao trái tim cô ấy đột nhiên đau bác sĩ để ống nghe bệnh xuống nhìn trang hạo nhiên nói trái tim đau có rất nhiều nguyên nhân tạo thành mà mọi người trực tiếp biết chính là bệnh tim chấm ngoặc kép nhã tuệ lập tức căng thẳng nhìn về phía bác sĩ hai mắt trang hạo nhiên nóng lên nhìn về phía bác sĩ đừng căng thẳng chấm ngoặc kép bác sĩ mỉm cười nói lúc này làm kiểm tra bước đầu cho đường tiểu thư loại bỏ tình huống này có thể hai ngày nay bởi vì thân thể của cô ấy không khỏe, tiêm quá nhiều thuốc kháng sinh làm ảnh hưởng đến việc ăn uống và tất cả bộ phận khỏe mạnh trong thân thể của cô ấy, mà đau tim có rất nhiều loại, viêm dạ dày cũng có biểu hiện giống như đau tim, triệu chứng loạn tim thần kinh. Loại triệu chứng này sẽ xảy ra ở trên than những người trẻ tuổi, mặc dù tỷ lệ phát bệnh thấp, nhưng so phái nam, tỷ lệ phái nữ phát bệnh khá cao. Chấm ngoặc kép. Trường hợp này, có phải cảm xúc căng thẳng, sẽ xảy ra hay không? Nhã tuệ nhớ tới khả hình đã có rất nhiều lần như thế rồi. Đúng vậy, nhất là cảm xúc căng thẳng quá độ thì tỷ lệ phát bệnh khá cao, cho nên. Thật sự có tình trạng như vậy thì phải tự điều chỉnh bản thân. Chấm ngoặc kép, bác sĩ nói. Audio điện tử võ tấn bền. Trang hạo nhiên im lặng nhìn về phía khả hình ở trên giường vẫn yên lặng rơi lệ. Nhưng đây chỉ là chẩn đoán bước đầu của tôi, vẫn phải đi làm kiểm tra thân thể chi tiết mới có thể kết luận cuối cùng, nhưng mọi người đừng quá lo lắng, bệnh nhân đã bình tĩnh. Chấm ngoặc kép, bác sĩ nói xong, liền bảo y tá trưởng lập tức lấy mẫu máu của khả hình để thử máu. Y tá nhận lời, lập tức cầm ống tiêm không, đi tới trước mặt của đường khả hình, nâng nhẹ bàn tay nhỏ bé tái nhợt của cô, cầm băng cao su, buộc chặt vị trí cổ tay của cô, nhìn cô một cái, mới nhẹ nhàng nói cô nhịn đau, bây giờ tôi rút máu. Chấm ngoặc kép, đường khả hình giống như đã chết, Nằm ở trên giường, tay rũ xuống một bên, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Nhã tuệ nhìn sắc mặt cô như cho tàn, trong lòng đau nhói, liền im lặng lau nước mắt, ngồi xuống vịn nhẹ cánh tay cô. Khả Hinh vẫn yên lặng, y tá trưởng nhìn cô một cái, liền cầm ống kim lên, chăm chú cắm vào trong làn da cô, kéo lên, máu đỏ tươi dần dần tràn ra, cô có chút lo lắng nhìn về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vẫn không nhận nhận đau đớn gì. Nhìn về phía rừng trúc kia, nước mắt run rẩy, tạo thành nước mắt khổ sở. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh chăm chú, thở dài một hơi. Lấy mẫu máu xong, bác sĩ lập tức sắp xếp cho Đường Khả Hinh đi kiểm tra CT. Trang Hạo Nhiên lập tức tiến lên, muốn ôm Khả Hinh, không ngờ cổ tay bị người nhẹ nhàng nắm lấy, anh cúi xuống, nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắm cổ tay của mình, lạnh lẽo mà mềm mại, lộ ra tuyệt vọng và chết tâm, anh ngẩng đầu lên cô tôi muốn đi khỏi nơi này. Chấm ngoặc kép, cô nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía bóng trúc, dương dương nói nhỏ. Nhưng thân thể của cô còn chưa khỏe, nhã tuệ đau lòng nói với cô. Tốt, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại lạnh nhạt nói, kiểm tra xong rồi, đi ngay, được không? Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng để xuống, rũ xuống một bên. Trang Hạo Nhiên im lặng ôm thân thể lạnh lẽo của cô, cẩn thận đặt ở trên giường di động, lấy thêm chăn phủ nhẹ lên người cô, Ngẩng đầu lên bảo y tá đẩy nhẹ cô đi ra ngoài. Chiếc giường di động chậm rãi di chuyển về phía trước, đi ngang qua một chiếc, hai chiếc, ba chiếc đèn huỳnh quang. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía chỗ đó, nước mắt nóng hổi lại lăn xuống. Mọi người cũng im lặng đi theo cô, đi khỏi. Người kia cách người này càng ngày càng xa, giống như chiếc giường nhỏ lạnh lẽo, bánh xe sắt thật nhỏ chuyển động, giống như sinh mạng luân hồi. Bầu trời rất tối tăm chuyện thế giới kia tạm thời không nghĩ tới, cũng không nhớ nổi rồi. Khả Hinh làm xong kiểm tra, chưa có kết quả ngay, Trang Hạo Nhiên im lặng ôm cô, đi khỏi bệnh viện, lại tự mình lái xe đưa cô và Nhã Tuệ về, được Lâm Sở Nhai và cả đám vệ sĩ hộ tống, chậm rãi chạy nhanh trên con đường lớn Mộc Lan về nhà mình. Khả Hinh mặc áo sơ mi dài tay màu trắng, váy dài màu xanh đậm, mặt dính vào bên cửa sổ, hai mắt trống rỗng nhìn bóng cây xanh đậm rậm rạp phía ngoài cửa sổ, cô vẫn im lặng. Trang Hạo Nhiên vừa chậm rãi lái xe, vừa quay đầu nhìn Khả Hinh một cái, cô vẫn im lặng tiêu tụy đáng sợ, anh thở dài một hơi. Một làm gió mát thổi tới, mang đến một mùi thơm. Đường Khả Hinh nghe mùi thơm này, hai mắt trống rỗng chuyển động, hơi ngẩng đầu muốn tìm kiếm mùi thơm này, vào lúc này, trên bầu trời rơi xuống đầy hoa nhỏ màu vàng như nhung, có một ít tung bay trong lá màu xanh biếc, có một ít tung bay ở trước tòa lầu cũ kỹ, có một ít rơi trên mặt đất, mặc cho bánh xe đè ép có chút đã tránh được vận rủi, nhẹ nhàng tung bay ở trước kính xe, bay vào bên trong buồng xe. Trang hạo nhiên không nhịn được thả chậm tốc độ xe, theo bản năng hít một cái, liền lộ ra nụ cười, nói thơm quá. Đây là hoa gì? Đường khả hình hơi ngẩng đầu lên nhìn hoa bay đầy trời, giống như tuyết, bồng bềnh trong không trung, dịu dàng giống như một chút suy tư trong tình yêu. Cô sâu kín đưa tay ngọc thon dài ra ngoài cửa sổ, nắm lấy một chút cánh hoa nhỏ rơi xuống như tuyết trong lòng bàn tay, nhìn nó dừng lại, liền theo gió bay đi, rốt cuộc dịu dàng nói, hoa tương tư. Chấm ngoặc kép, nói xong, hai mắt nhanh chóng đỏ bừng. Hai mắt của cô lập lè, nuốt nước mắt vào lòng, rốt cuộc nhìn thấy ngôi lầu nhỏ của mình, nửa khuất ở sau cây ngọc lan. Trang hạo nhiên im lặng lái xe, chậm rãi dừng ở ngôi lầu nhỏ, bọn lâm sở nhai cũng lái xe đưa nhã tuệ đến dưới lầu. Cả người đường khả hình hư mềm không còn hơi sức đi xuống xe, đứng ở hoa tương tư bay trong gió, liếc mắt nhìn cánh hoa nhỏ màu vàng bay đầy trời, giống như đoàn bươm bướm nhấp nháy, đôi cánh lượn quanh trong thế giới của mình, hai mắt của cô mở đi, liền một mình xoay người đi về phía trước, nhã tuệ vội vàng đỡ cô, cũng im lặng đi về phía trước, lâm sở nhai muốn tiến lên, trang hạo nhiên lại dùng tay kéo lại. Tại sao, không đưa lên sao, lâm sở nhai quay đầu nhìn về phía trang hạo nhiên, hỏi. Trang hạo nhiên nhìn bước chân khả hình bồng bềnh không còn hơi sức, Từng bước từng bước rời về phía ngôi lầu nhỏ, anh sâu kín nói cô ấy có thói quen tự mình liếm vết thương để cho cô ấy từ từ bình phục lại. Bọn lâm sở nhai nghe vậy, chỉ đành im lặng đứng ở một bên, nhìn về phía đường khả hinh. Hoa nhỏ tương tư vẫn bồng bình lẻ loi. Đường khả hinh im lặng đi vào trong nhà, ngẩng đầu lên nhìn mọi thứ xung quanh một cái, không còn hơi sức hỏi hôm nay thứ mấy. Nhã tuệ lo lắng nhìn khả hinh nói thứ sáu, chấm ngoặc kép đường khả hinh khẽ gật đầu không lên tiếng người giống như cho tàn im lặng đi vào phòng nhẹ nhàng cởi áo ngủ đi vào phòng tắm nhã tuệ có chút ngạc nhiên nhìn về phía cô bình tĩnh rất đáng sợ hoảng sợ suy nghĩ cô không làm việc mốc chứ trong phòng tắm chuyển đến tiếng nước chảy bay ra một đám sương mù không đến bao lâu cả người đường khả hinh hơi ướt đẫm không sấy tóc mặc đồ ngủ đi ra cô không nói gì chỉ nhàn nhạt đi vào gian phòng thật bình tĩnh nằm ở trên giường mình kéo chân đắp lên người của mình, nhắm mắt lại. Nhã tuệ đi theo vào, nhìn cô như vậy, cũng không nói nên lời, chỉ tựa vào cạnh cửa, bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Hai ngày kế tiếp, Khả Hinh nằm ở trên giường giống như chết, không ăn không uống ngủ thiếp đi, vô luận nhã tuệ gọi cô như thế nào, cô cũng không đáp lại, cứ ngủ thật say như vậy, thỉnh thoảng nằm ngứa, thỉnh thoảng lật sang trái, thỉnh thoảng mệt mỏi co lại, ngủ rất say, thân thể liên tục lộ ra một chút mùi hoa, lông nghi nhẹ nhàng nhắm lại chóp mũi màu hồng dán lên chiếc gối đầu nhỏ, đôi môi khẽ mở, thở mạnh, ngủ rất say. Nhã tuệ ngạc nhiên nhìn về phía cô. Tối thứ sáu vẫn ngủ thẳng thứ bảy, rồi đến dạng sáng chủ nhật, ánh sáng mặt trời chiếu sáng lên bệ cửa sổ phòng ngủ nhỏ, rồi đến gió lạnh buổi trưa quét vào, ánh hoàng hôn lập lòe ở trước cửa sổ, cô vẫn cuộn tròn thân thể, chầm trầm ngủ say, tóc ngắn phủ xuống ở bên mặt, lộ ra một chút da trắng nõn mềm mại. Nhã tuệ bất đắc dĩ ngồi ở bên giường, cảm giác này hai ngày nay hơi lạnh, phủ thêm chăn cho cô, nhìn cô chầm chầm. Cô vẫn ngủ say, giống như tỉnh một ngàn năm, phải ngủ một ngàn năm. Chủ nhật, trên bầu trời sao lưa thưa, không đến bao lâu, lúc nửa đêm, một vùng mây đen áp xuống, một trận mưa rơi xuống dốc rách, lại mang tới luồng khí lạnh, cho đến sáng sớm, nước mưa rút đi, gió rất lạnh. Suốt cuộc đường khả hình chậm rãi mở mắt, tiếp xúc một mảnh màu trắng hoàn toàn mông lung, cô thở nhẹ một hơi, mới vừa muốn nhắm mắt lại, lại cảm giác có một bóng đen, lờ lửng lay động tại bức rèm tre, theo bản năng cô cảm thấy lạnh lẽo co lại, hơi lạnh này kích thích thần kinh của mình, cô lại chậm rãi mở mắt, cái bóng đen này dần dần rõ ràng, nhậm tử hiền mặc váy dài màu đen, đầu tóc xoăn, đang lạnh lùng giống như thần chết nhìn mình trọng chọc. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên, đường khả hình lập tức ngồi dậy giường, đề phòng nhìn về phía cô, theo bản năng suy nghĩ, nhã tuệ đã đi đâu. Nhậm Tử Hiền nở nụ cười, chậm rãi đi về phía Đường Khả Hinh, ném túi sách đen bóng của mình lên giường, mới nhìn cô nói, sợ cái gì? Làm việc trái với lương tâm à? Đường Khả Hinh lập tức nín thở nhìn về phía cô, chương 312, rất xấu. Nhậm Tử Hiền lại nhìn vẻ mặt của Đường Khả Hinh, đột nhiên cười cười nói, thế nào? Không hoan nghênh tôi à? Đường Khả Hinh không lên tiếng. Nhậm Tử Hiền nhẹ nhàng kéo một cái ghế ra, ngồi xuống nhìn bộ dáng tiều tụy của Đường Khả Hinh mỉm cười nói cảm giác bị vứt bỏ như thế nào khó chịu sao khổ sở sao hai mắt Đường Khả Hinh nhanh chóng ứa lệ Nhậm Tử Hiền ngẩng đầu suy nghĩ một chút tiếp tục xinh đẹp nhàn nhã nói để tôi nghĩ xem thấu tim phổi lòng như dao cắt sụp đổ tuyệt vọng cái từ nào tương đối chính xác cô nói xong liền có chút hả hê nhìn về phía Đường Khả Hinh Đường Khả Hinh cắn chặt răng cố nén nước mắt thở hổn hển níu chặt một đoạn giường nệm hay là đau lòng muốn chết sống không bằng chết nhậm tử hiền lại cao mày nhìn về phía cô cười hỏi thân thể đường khả hình đột nhiên dâng lên một chút tức giận lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô hận tôi à nhậm tử hiền cười nói hận đi cô cũng từng bị người đàn ông kia hôn qua ôm qua hận cũng là việc nên làm chỉ là hôm nay tôi đến muốn nói cho cô biết một chuyện khác rất thú vị Cô có muốn nghe hay không? Tuyệt đối có liên quan với cô. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía cô. Nhậm Tử Hiền nhìn về phía vẻ mặt của cô, lại vui vẻ cười nói: Thì ra ngày đó tưởng Thiên lỗi uống rượu say ngã ở trong ngực của cô là bởi vì anh ấy cầu hôn như mặt không thành, cho nên mới khổ sở bắt cô làm vật thay thế. Không ngờ cô ngu ngốc, mắc lừa, còn tưởng rằng người ta thật động lòng. Sắc mặt của Đường Khả Hinh lạnh lẽo. Nhìn về phía cô, trái tim càng dâng lên lạnh lẽo, trong đầu nhớ lại người kia ở bệnh viện, đau lòng nói một câu, tôi muốn cưới người phụ nữ này, mặc kệ cô ấy có thể sống mấy ngày, rốt cuộc trái tim có thể chịu đựng bao lâu, tôi cũng muốn cưới người phụ nữ này, nếu như cô ấy đồng ý gả cho tôi, tôi sẽ bỏ hết tất cả, cùng cô ấy sống mỗi ngày, cho dù ngày mai là ngày tận thế, tôi cũng khát vọng dắt tay của cô ấy, nếu cô ấy đồng ý gả cho tôi, tôi sẽ cho cô ấy một hôn lễ thế kỷ, tập trung hoa hồng đẹp nhất trên thế giới chỉ cần cô ấy muốn cho dù ánh trăng trên trời tôi cũng bắt thang lên trời thực hiện giấc mộng cho cô ấy nhưng cô ấy không cần tôi đấy tôi không thể làm được gì nhậm tử hiền nhìn về phía cô lại bật cười nói cô không biết sao đứa bé đáng thương làm sao cô cho rằng đường đường tổng giám đốc tưởng mới vừa quỳ xuống cầu hôn với một phụ nữ khác lại nhanh chóng yêu đứa ngốc như cô huống chi má trái của cô không trọn vẹn cô có tư cách trở thành bà tưởng sao cô có quá tự cao hay không? Cả người đường khả hinh lạnh run, nắm chặt khăn trải giường, run rẩy dữ dội. Nhậm tử hiền nhìn bộ dáng khổ sở của cô, tiếp tục mỉm cười nói cho nên. Phải làm gì đây, bản thân mình tự cho là tình yêu, thật ra ở trong mắt người đàn ông kia, ngay cả bụi bẩm cũng không phải. Chỉ cần cô ấy có chuyện gì, tưởng thiên lỗi sẽ chạy về phía cô ấy. Tôn nghiêm của cô, mọi thứ của cô, toàn bộ hủy ở trong tay của người phụ nữ nhu nhược đó cô ấy dùng một trái tim hư thúi không phải là của mình, để đổi lấy từng trái tim khỏe mạnh của những người ngu ngốc. Để cho mọi người rơi vào trong cảm bẫy tình yêu, cô ấy chỉ nhẹ nhàng khóc, những người đó liền đau thấu tim phổi. Ha ha! Cô cười thật vui vẻ. Nước mắt đường khả hình nhanh chóng run rẩy rơi xuống. Khổ sở à, đây chính là lấy thân thể khiếm khuyết của mình, để chiếm được sự đồng cảm của đàn ông, cho đến khi sự đồng cảm tràn lan, kết quả chính mình bị đau triệt để, mình phát cuồng, mình nghi ngờ, tại sao người đàn ông này, buổi tối trước còn hôn tôi, ngày mai lại chạy về phía một người khác. Ha ha, đó là cô ngu ngốc, cô có tư cách gì nhận được tình yêu của tưởng thiên lỗi? Cô có cái gì, bằng khuôn mặt không trọn vẹn? Ha ha, chấm ngoặc kép, nhầm tử hiền thật sự rất muốn cười. Trong thân thể đường khả hình chợt vọt lên từng cơn tức giận, nhìn về phía nhầm tử hiền. Nhìn tôi làm cái gì? Ước ao có khuôn mặt giống tôi sao? Nhậm tử hiền nhìn về phía cô. Tôi nhìn cô, tôi cảm thấy cô rất xấu. Chấm ngoặc kép, đường khả hình chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía nhầm tử hiền, dưng dưng bi phẫn nói. Cái gì, sắc mặt của Nhậm tử hiền lạnh lẽo, nhìn cô. Tôi xem thường cô, chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên lạnh lùng nói, tình yêu, ở trước mặt của tôi, có đi tới, có rút lui, tôi vẫn có thể vì cuộc đời của tôi, tình yêu của tôi, làm ra lựa chọn, vậy còn cô, cô chui vào trong ngõ cuộc thế giới của cô cô để cho mình không có lựa chọn khác cô ở trước mặt của tôi có gì đặc biệt hơn người tôi xem thường loại người như cô không chiếm được tình yêu lại đi phá hủy tôn nghiêm của người khác cô mới là người xấu nhất rất đáng xấu hổ chấm than ngoặc kép cô chấm ngoặc kép nhậm tử hiền chợt đứng lên vung bàn tay muốn tát đường khả hình một bạt tai đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn về phía bàn tay vung lên cô chợt đứng lên nắm chặt tay cổ tay kia, nắm rất chặt rất chặt, mới tiến tới gần nhậm tử hiền, hai mắt nổi hơi nước lạnh lùng, tức giận nói cô có tư cách gì đánh tôi. Tại sao cô đánh tôi? Cha mẹ tôi sinh tôi ra, nuôi tôi, để cho tôi đến trên thế giới này, tiếp nhận khổ sở, tiếp nhận vui vẻ. Nhưng không chấp nhận sỉ nhục và trà đạp, nhất là loại người như cô. Cô nói xong, tức giận vứt nhậm tử hiền qua một bên, tiếp tục tức giận nhìn về phía tử hiền, giận đến run rẩy nghẹn ngào nói, Loại người như cô không chiếm được tình yêu, muốn hủy diệt toàn thế giới để xoa dịu bi thương của cô, cô dựa vào cái gì? Trên thế giới này nhất định có lên tiếng phê phán công khai sao? Nếu như có, vậy má trái của tôi ai tới lên tiếng phê phán công khai cho tôi? Ba năm trước đây trong một đêm tối, một người đàn ông cầm dao bén nhọn đâm một dao vào trong thân thể của tôi, cầm axit dội vào má trái của tôi, tôi nằm ở trong vũng máu, khàn giọng kêu cứu nỗi khổ sở của tôi, ai tới lên tiếng phê phán công khai. Nếu tôi không thể lên tiếng phê phán công khai, tôi sẽ giống như cô, tôi phải giết sạch toàn bộ những người được trọn vẹn khắp thiên hạ. Nếu có thể làm vậy, người thứ nhất tôi giết chính là cô. Bởi vì cái gì cô cũng có, có cha mẹ, có vật chất, tiền bạc, có sắc đẹp, còn có một người chồng chưa cưới phụ nữ khắp thiên hạ đều khát vọng. Tôi không phải giết chết cô sao? Cô cuồng nộ nhìn về phía nhậm tử hiền, hỏi nhầm tử hiền trừng mắt nhìn về phía cô đường khả hình cảm giác bi thương chạy tràn lên não tiếp tục rơi lệ khóc nói con người lúc sống khóc một tiếng chính là bắt đầu khổ sở tôi đã sớm ý thức được loại khổ sở này cho nên tôi rất quý trọng hạnh phúc của tôi sức khỏe của tôi tôn nghiêm của tôi tất cả mọi thứ của tôi nhưng loại người như cô mới là loại người nhát gan như chuột thân thể của cô không khiếm khuyết nhưng cuộc đời của cô lại sống rất không trọn vẹn chấm than ngoặc kép Cô, cô đừng tưởng rằng làm thư ký của Hạo Nhiên thì dám la hét với tôi. Chấm ngoặc kép, nhầm tử hiền lại xúc động phẫn nộ nói. Đường khả hình lại cười lạnh nhìn cô một cái, mới nói, dũng khí của cô cũng như lời nói của cô, toàn bộ đến từ thân phận của cô, thiên kim đại tiểu thư, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, còn có vợ chưa cưới của tưởng thiên lỗi. Ngoài cái đó ra, cô còn có cái gì? Mặc dù tôi chỉ là thư ký nho nhỏ, tôi cũng không sợ cô. Từ nay về sau, nếu như cô còn dám ở trước mặt của tôi làm ẩm ý, nói lời sỉ nhục tôi, đừng trách tôi không tha cho cô. Chấm than ngoặc kép, nhậm tử hiền phẫn hận nhìn về phía cô, nước mắt từng viên như băng lạnh lùng chảy xuống. Tưởng thiên lỗi sẽ kết hôn, đường khả hình lại nghẹn ngào nhìn về phía cô, tức giận nói tiếng chuông trong nhà thờ sẽ vang lên. Mặc kệ người kia rốt cuộc là ai, cũng không liên quan đến tôi. Nhưng tôi có thể chúc phúc, cô có thể sao? Mặc dù hiện tại tôi hận anh ấy, rất hận, rất hận anh ấy. Chấm than ngoặc kép, nhầm tử hiền cắn răng nghiến lợi. Cô không thể, đây chính là khác nhau giữa tôi và cô. Đường khả hình nói xong, liền chỉ ra ngoài phòng kêu to, cô cút ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Không phải tôi không công kích người khác, không phải tôi không nói lời lạnh lùng, nhưng tôi sợ dơ bẩn miệng của tôi. Má trái của tôi bị phá hủy, tôi dùng tâm hồn của tôi bù đắp lại. Nhưng loại phụ nữ như cô, rõ ràng xinh đẹp, lại muốn ở trước mặt người khác xé toang mặt của mình cô thật rất xấu rất xấu cô cút đi cút ra ngoài ngoặc kép nhậm tử hiền tức giận nhìn cô một cái mới cắn răng im lặng xoay người vừa vặn nhìn thấy nhã tuệ sách theo bữa ăn sáng đi tới cô lạnh lùng nhìn nhã tuệ một cái mới hận hận nhanh chóng đi khỏi nhã tuệ nhìn thấy tình huống này lập tức có chút hoảng sợ để bữa ăn sáng xuống đi vào trong phòng hỏi khả hinh xảy ra chuyện gì đường khả hình lập tức ngã xuống sàn nước mắt rơi xuống dọc theo cằm nhỏ từng cơn bi thương lại ập tới một lần nữa giống như ông trời không muốn bỏ qua cho mình nhã tuệ đau lòng lập tức ngồi xổm trên mặt đất ôm chặt khả hình nói cô ấy lại nói lời độc ác tổn thương cô trời ơi tại sao người của toàn thế giới không buông tha cho cô chấm ngoặc kép đường khả hình mệt mỏi ngã ở trong ngực nhã tuệ rơi lệ nói cái nhà này thật sự rất nhỏ người nào muốn vào thì đi vào Chấm ngoặc kép, nhã tuệ cảm thán ôm khả hình nói, vậy chúng ta dọn nhà đi, rời đến một nơi an toàn hơn đi, dưới lầu có cửa chính, có bảo vệ, trở về nhà của chúng ta, còn có mật mã có được không? Đường khả hình nghe vậy, đột nhiên sâu kín nhìn lá mộc lan phía ngoài cửa sổ, nói, nhưng, nhà mới sẽ có cây ngọc lan và cây tương tư thơm như vậy sao? Mấy ông chú, ba dì ở dưới lầu làm thế nào? Chúng ta cũng không được ăn bánh bao rất thơm chấm ngoặc kép. Nhã tuệ bất chấp tất cả ôm khả hình, rơi lệ nói, mới bắt đầu, vẫn phải buông tay một chút đồ cũ. Đạo lý này, không phải chúng ta hiểu hơn so với ai khác sao. Dọn nhà đi, tôi cũng cảm thấy nơi này có chút không an toàn, tôi mới vừa nhìn thấy nhậm tử hiền từ trong phòng của tôi đi ra, tôi thật sợ hãi, thật sợ hãi. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình suy nghĩ những lời này, hai mắt xẹt qua ánh sang nóng bỏng, nhìn cây mộc lan phía ngoài phòng, có chút quyết tâm đang từ từ thành hình, để cho cô cắn chặt răng, ngẩng đầu lên. chương 313, chiều cao. Thu yên tĩnh, ánh nắng ban mai tỏa sáng rực rỡ, bầu trời trong xanh, từng đám mấy trắng bay bay. Bờ biển, gió thật to. Lá cờ của khách sạn Á Châu và Quốc Kỳ đón gió lay động phần phật, rất nhiều nhân viên đón gió mãnh liệt bước nhanh về phía trước. Xe buýt chậm rãi dừng lại ở trước khách sạn Á Châu, cửa xe chậm rãi mở ra bên trong xe đi xuống một cô gái nhỏ, mặc quần màu đen bó sát người, áo màu trắng thật dài bó sát người, bên ngoài khoác một cái áo khoác lông thỏ màu trắng tay cánh rơi, tay cầm một túi sách nhỏ màu trắng, mang giày ý cao 5 phân, đi xuống xe buýt, đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn về phía những nóc tòa nhà màu trắng nơi xa, hợp thành hình ảnh khách sạn Á Châu khổng lồ, cô không nói gì, quay đầu nhìn về phía nhã tuệ mặc đồ công sở, bên ngoài khoác áo khoác dài, hai người nhìn nhau mỉm cười. Cô, chấm ngoặc kép, nhã tuệ nhìn về phía đường khả hình hôm nay rực rỡ hẳn lên, vẫn có chút lo lắng hỏi cô không sao chứ. Đường khả hình đứng ở trong gió lớn, vén nhẹ tóc ngắn lay động bên mặt mình, nhìn chăm chú lá cờ khách sạn tung bay ở trước mặt, mỉm cười nói, khi còn bé, tôi bị sốt, nằm ở trên giường không nhúc nhích được, sau đó cha cầm thuốc kháng viêm và thuốc hạ sốt cho tôi uống, tôi không chịu uống, tôi nói thuốc thật đắng, tôi nói phát sốt thật khó chịu. Sau đó cha nói với tôi, Khả hình, con biết tại sao thân thể của con người sẽ bị sốt không? Nhã tuệ yên lặng lắng nghe. Đường khả hình trầm ngâm một chút, mới mỉm cười nói, bởi vì trong thân thể của con có sức đề kháng đánh đuổi kẻ xấu, đang sốt, chứng tỏ sức đề kháng trong thân thể đang đánh nhau với kẻ xấu, đánh càng hung, phát sốt càng lợi hại. Khi đó tôi liền hỏi cha, người đánh thắng chứ? Cha nói chỉ cần khả hình kiên cường và dũng cảm, đương nhiên là khả hình đánh thắng. Hiện tại con còn nhỏ, cho nên chúng ta phải uống thuốc, trợ giúp sức đề kháng trong thân thể đánh nhau với kẻ xấu. Hơn nữa phát sốt một lần, thân thể sẽ nhanh chóng lớn lên. Cha tôi còn nói, tôi phát sốt một lần, tôi sẽ cao 2cm. Thật không, nhã tuệ không nhịn được bật cười, không tin. Thật, đường khả hình nhìn về phía nhã tuệ, cười nói. Cô cao 1m59.8, có phải bởi vì khi còn bé bị sốt không đủ lợi hại, số lần bị sốt không nhiều đủ hay không? Nhã tuệ bật cười hỏi. Cô đi chết đi, hai ngày này tôi bị sốt rất lợi hại, tôi chỉ cần cao thêm 2cm. Năm nay tôi không phải 23 tuổi sao, đã 4 năm nay tôi không có đo chiều cao. Tâm trạng của đường khả hình đột nhiên thật tốt, bật cười nói. Tốt, chúng ta đi phòng y tế đo thử xem, nơi đó có máy đo chiều cao và cân nặng đấy. Nhã tuệ cũng không tin, nở nụ cười. Đi chứ, ai sợ ai, đường khả hình bật cười nói. Vậy thì đi thôi. Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh vừa nói vừa cười đi vào khách sạn Á Châu, đi qua phía sau vườn hoa, đi tới phòng y tế độc lập 3 tầng lầu, thấy ông bác sĩ già mặc áo blau, đứng ở bên cạnh hai gốc cây hoa phượng, đánh thái cực, đôi tay hợp thành chữ thập, ngưng thần đẩy ra bên ngoài, Nhã Tuệ lặng lẽ dắt Khả Hinh đi tới, dùng túi sách vỗ mông ông bác sĩ già kia một cái, ông bác sĩ già lập tức ra duỗi thẳng tay ra, đứng lên tức giận nhìn về phía hai đứa nhỏ cười ha 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 chạy đi nói cái con bé chết tiệt kia dám vỗ cái mông lão già tôi ngày nào cũng không chịu buông tha cho lão già tôi ha 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 chấm ngoặc kép nhã tuệ và khả hình cười đi vào phòng y tế vừa vặn liền nhìn thấy cô y tá trẻ đang chuẩn bị kiểm tra sức khỏe cho nhân viên năm nay nhìn thấy các cô tiến vào liền cười hỏi hai cô cần giúp đỡ chuyện gì xem ra không giống ngã bệnh xí chúng tôi tới đo chiều cao nhã tuệ xí cô một tiếng liền kéo khả hình đứng ở bên cạnh máy cân đo gần cửa sổ, mới nói cởi giày ra. Đường khả hình xí cô một cái, mới cởi bỏ giày của mình, đứng thẳng ở trên tường, ngẩng đầu lên hết sức hết sức muốn thẳng băng thân thể, cố gắng muốn dướn cao 1cm. Chấm ngoặc kép, cô buông lỏng một chút cho tôi. Chấm than ngoặc kép, nhã tuệ cười nhìn hướng khả hình, nói. Y tá kia đang sửa sang lại tờ khai kiểm tra sức khỏe, vừa sửa sang lại, vừa nhìn bọn họ cười nói, không nghiêm chỉnh cũng không cao được nữa. Chấm ngoặc kép, tôi không tin, đường khả hình đứng một cách nghiêm túc, nhã tuệ ngưng cười nhìn bộ dáng của cô đứng ngay ngắn, liền đè xuống cái nút ở bên cạnh, máy cân đo từ vị trí 2 mét, chậm rãi nhẹ nhàng hạ thấp xuống, đến cuối cùng áp đến đỉnh đầu khả hình, lại chậm rãi nhảy bắn lên, trong phát máy ra một âm thanh, nói thân cao 1 mét 62. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ đồng thời trừng lớn con ngươi, há to mồm, im lặng nhìn đối phương, không nói ra được một câu nào. Y tá kia vừa điền tờ khai, vừa nhìn về phía hai chị em, không nhịn được bật cười nói, "Chuyện gì vậy? Hai người không nghe thấy sao? Hay bởi vì nghe quá khiếp sợ, là thất vọng hay vui vẻ?" Đường Khả Hinh nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, vẫn không lên tiếng. Nhã Tuệ cũng không nhịn được cười ha ha, vẫn có chút không dám tin tưởng nói, "Không thể nào đâu." cao thật à. Đường Khả hình vẫn cảm thấy mình chưa qua 1m60 mà tiếc nuối, cô thở phào một hơi, vịn chặt vị trí trái tim, vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía nhã tuệ, lại dậm chân cười nói, mau. Mau, đo lại, khẳng định chúng ta cũng không có nghe lầm, mau, chấm than ngoặc kép. Nhã tuệ cũng không nhịn được cười, lại đè xuống cái nút, máy cân đo lại nhẹ nhàng hạ thấp xuống, sau đó rơi vào trên đỉnh đầu của Khả hình, lại nhảy bắn lên, nói, 1m62 chấm ngoặc kép đường khả hình và nhã tuệ đồng thời che miệng hưng phấn hết to a à. chấm ngoặc kép y tá hoảng sợ đến tờ khai kiểm tra sức khỏe trong tay cũng rớt ra mất hồn nhìn về phía họ ông bác sĩ già cắn răng nghiến lợi cầm cây thước muốn đánh người nói sáng sớm tinh mơ chạy vào kêu ẩm ý chấm than ngoặc kép a à. chấm ngoặc kép hai người bọn họ vừa la hét vừa cười tránh cây thước của ông bác sĩ già vui vẻ chạy ra ngoài đường khả hình chạy ra phòng y tế ngay lập tức hào hứng phấn nói với nhã tuệ không được chuyện này thật vui tôi muốn thông báo cho tổng giám đốc anh ấy luôn mang chiều cao để chặn miệng tôi ha 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 cô không nói hai lời không để ý đến nhã tuệ cũng không ăn điểm tâm giống như một đứa bé vui mừng phát điên thùng 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 chạy về phía bụi hoa bên này sân cỏ bên kia biến mất phía trước nhã tuệ đứng ở trước phòng y tế im lặng nhìn về phía cô bé ngốc thật lâu đột nhiên mỉm cười đại sảnh hoàn cầu rất nhiều nhân viên nhanh chóng đi vào đại sảnh chuyển vào thang máy đường khả hinh giống như phát điên đi tới đột nhiên cảm thấy mình như đứa bé dáng vẻ mừng rỡ ngẩng đầu ưỡn ngực nắm túi sách vọt vào thang máy bên cạnh có một cô gái bình thường nhìn cô thật cao hôm nay cũng không có gì đặc biệt khả hinh lập tức nhịn cười vuốt nhẹ mái tóc ngắn thật sự không khép miệng lại được lại cúi đầu cười run người rất nhiều đồng nghiệp ngạc nhiên xoay người nhìn thư ký tổng giám đốc Đường khả hình mới vừa muốn ngẩng đầu cười, nhìn mọi người đang ngạc nhiên liếc về phía mình, cô lập tức a hát một tiếng, giơ nhẹ tay nói thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, mọi người cùng nhau quay đầu đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đường khả hình lại kho người cười. Mọi người cùng nhau quay người lại, nhìn cô. Thang máy nhanh chóng vọt kênh trên, rốt cuộc rừng ở tầng lầu tổng giám đốc, đường khả hình phát điên lao ra, sau đó nhìn thấy tiêu đồng đang cầm hai ly cà phê muốn đi vào phòng tổng giám đốc cô không chú ý gì cười ha 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 chạy thoáng qua bên cạnh tiêu đồng cũng không có nghe được người khác gọi cô phịch một tiếng đôi tay cô đẩy cửa chính phòng tổng giám đốc kêu tổng giám đốc ngoặc kép cô dừng bước lại sững sờ ở cạnh cửa tưởng thiên lỗi mặc tây trang màu đen bên trong mặc áo sơ mi màu đen đeo cà vạt màu bạc ngồi một mình ở trên ghế salon cũng không có quay đầu lại trang hạo nhiên mặc tây trang màu bạc áo sơ mi trắng đeo cà vạt màu đen ngồi ở trên ghế salon mặt hướng ra cửa, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn về phía đường khả hình, cao mày nói tại sao lại hấp tấp như vậy. Đường khả hình siết chặt dây túi sách, không nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy trái tim trong chớp mắt trở nên lạnh lẽo, hai mắt nhanh chóng chớp một cái, hơi ngượng ngùng nói, vâng. Thật xin lỗi, tôi, tôi chỉ có chút chuyện muốn nói với anh, không biết anh bận rộn, tôi đi ra ngoài trước, xin lỗi, chấm ngoặc kép. Cô lập tức im lặng muốn đi khỏi tưởng thiên lỗi ngồi ở một bên vẻ mặt cứng ngắc không nói lời nào chờ một chút chấm ngoặc kép trang hạo nhiên lộ ra nụ cười nhìn về phía đường khả hinh nói cô đi vào đây cô không có việc gì nói với tôi tôi có chuyện muốn nói với cô đấy chấm ngoặc kép đường khả hinh chặn ngực thở gấp đứng ở cạnh cửa do dự một triệu lần nhưng vẫn từng bước từng bước đi vào phòng làm việc tiêu đồng nhìn cô một cái mỉm cười đi vào bên trong để cà phê xuống mới đứng dậy im lặng đi ra ngoài thuận tiện đóng cửa lại. Ngồi đi, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên hơi ngẩng đầu, nhìn ghế salon đối diện, ý bảo đường khả hình ngồi. Đường khả hình chỉ đành phải cúi đầu, từng bước từng bước đi về phía ghế salon bên này, nhẹ nhàng ngồi xuống. Tưởng thiên lỗi vẫn ngồi tại chỗ, không lên tiếng, cũng không có nhìn đường khả hình. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía đường khả hình, mỉm cười hỏi, thân thể khá hơn chút nào không? Tốt một chút rồi, không còn sốt nữa, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhất thời cảm thấy mình thân thể nhẹ tinh, lại trái tim lạnh lẽo, ý thức rõ ràng trả lời trang hạo nhiên. Tưởng thiên lỗi nghiêng người tới trước, bưng cà phê trên bàn trà, uống một hớp nhỏ. Trang hạo nhiên lại nhìn về phía cô cười hỏi, cô có chuyện gì tìm tôi? Chuyện này, chấm ngoặc kép, đường khả hình cảm giác đột nhiên có chút ngượng ngùng, liền cúi xuống, khẽ cắn môi dưới. Trang hạo nhiên hơi nghiêng đầu, nhìn bộ dáng xấu hổ của cô, liền bật cười nói, nói đi. Có chuyện gì? Vẫn, không có tiện, chấm ngoặc kép, đường khả hình không dám nói. Trang hạo nhiên cố ý cao mày nhìn về phía cô, cười nói, có gì không tiện, tổng giám đốc tưởng cũng không phải là người ngoài. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng, để ly xuống. Đường khả hình suy nghĩ trong chốc lát, mới rốt cuộc ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ ra một chút làm núng, nhìn về phía trang hạo nhiên, dịu dàng nói tôi. Tôi, tôi mới vừa đi phòng y tế, thông qua máy cân đo tiêu chuẩn quốc tế, đo chiều cao một chút. Chấm ngoặc kép. a à, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên ngẩn ra, lên tiếng trả lời, sau đó cười nhìn cô nói cô thấp hơn. Đường khả hình nhìn về phía anh, dù sao vẫn còn trẻ, rốt cuộc tâm trạng có chút khôi phục, có chút hả hê ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mắt to lóe sáng, nói tôi cao thêm 2cm, hiện tại tôi cao 1m62. Chấm ngoặc kép. À, Trang Hạo Nhiên sợ hãi kêu. Suốt cuộc tưởng thiên lỗi cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía cô. chương 314, quà tặng. Thật không, Trang Hạo Nhiên vẫn không tin, cười nói. Thật thật thật, trên mặt đường khả hình không che giấu được nụ cười, vui vẻ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói. Tưởng thiên lỗi hai mắt chuyển động, cũng không lên tiếng, sắc mặt hơi bình tĩnh, nghiêng người tới trước, nâng ly cà phê lên, uống một hớp, lông mày lướt trên một chút nghi ngờ, Tôi không tin, Trang Hạo Nhiên bật cười, đè xuống điện thoại bàn trên bàn uống trà, gọi tiêu đồng. Chấm than ngoặc kép. Vâng, tiêu đồng đáp. Mang thước dây tới đây cho tôi. Trang Hạo Nhiên cười nói. Vâng. Tiêu đồng cũng mỉm cười lên tiếng trả lời, sau đó cúp điện thoại đi tìm thước dây. Đến đây, cô đứng lên cho tôi. Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, kêu cô cũng đứng lên. Làm gì, anh không tin tưởng tôi trong lòng đường khả hình bị tổn thương nhìn về phía trang hạo nhiên nói đứng lên chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên gọi cô đường khả hình không có cách nào bất đắc dĩ chỉ đành phải để túi sách xuống nét mặt lộ ra mềm mỏng bật cười nhìn về phía anh hỏi làm gì đứng lên làm gì chẳng lẽ anh lại muốn đo tôi à tôi muốn đo cô đấy trang hạo nhiên nhịn cười kéo đường khả hình đi ra liếc nhìn cách ăn mặc của cô hôm nay nói hôm nay còn rất xinh đẹp Đường khả hình hé miệng, cười tinh nghịch nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi ngồi ở một bên, im lặng trầm ngâm nhìn một chỗ. Tới đây, đứng ở chỗ này, trang hạo nhiên kéo đường khả hình đứng dán trên tường cạnh cửa. Đường khả hình cũng nghe lời đứng dán vào tường, rất ngoan ngoán, muốn đứng thẳng băng thân thể. Đừng căng thẳng, đã cao là cao, nếu cô thật sự cao 1m62, tôi thưởng cho cô một phần quà. Trang hạo nhiên cười nhận lấy thước dây tiêu đồng đưa tới, căn dặn cô đi ra ngoài, chỉnh sửa một phần hợp đồng đưa vào. Có thật không, thưởng cái gì, đường khả hình thật thích trang hạo nhiên khen thưởng, cô vẫn luôn có loại suy nghĩ vô sỉ, cảm thấy anh chính là của mình. Trang hạo nhiên kéo thước dây, cười nói cô muốn cái gì thì cho cô cái đó. Nói nhảm, đường khả hình chừng mắt nhìn anh, cười nói tôi muốn xe, anh cho tôi xe đi. Tốt, trang hạo nhiên sảng khoái đồng ý. Đường khả hình sướng sở đứng ở nơi đó, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười hỏi có thật không? Ừ, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên mỉm cười trả lời, sau đó kéo dây thước ra, đo cho đường khả hinh, lại nhìn thấy cô mang giày cao gót, nói cởi giày ra. Anh nói a, à, nếu như mà tôi thật sự cao 1m62, anh cho tôi một chiếc xe con, không được đổi ý. Đường khả hinh không chịu cởi giày, chỉ vào anh, cố chấp nói. Nói nhảm, tôi nói chuyện không có giữ lời lúc nào. Trang Hạo Nhiên lên tiếng trả lời, mới ngẩng đầu lên nhìn cô, cau mày nói cô cởi hay không cởi. Cởi, đường khả hình thật sự tràn đầy tự tin vịn vào cánh tay Trang Hạo Nhiên, cởi giày cao gót của mình. Tưởng thiên lỗi ngồi ở một bên, hơi nghiêng mặt, cảm giác bóng dáng nho nhỏ kia di động, anh im lặng ngửa mặt, nhìn một chỗ nào đó ở phía trước. Còn chưa nhìn tới, đường khả hình cởi giày cao gót của mình ra, rất hào hứng nói, chiều cao, chiều cao, mày cố gắng cao 0 chấm một cm không được phép lùn nha chấm than ngoặc kép chấm trang hạo nhiên bật cười bảo đường khả Hinh đứng ngay ngắn mới vừa muốn đo lại phát hiện cái dây thước dây này một mình mình không đo được để cho cô đạp đuôi thước thì không đúng tiêu chuẩn liền quay đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi đang im lặng ngồi ở một bên nói tổng giám đốc tưởng hả tưởng thiên lỗi quay đầu nhìn về phía trang hạo nhiên tới đây giúp một tay giúp tôi đo một chút trang hạo nhiên ngoắc đường khả hinh đứng ở một bên hơi sửng sốt hai mắt hơi xoay tròn cũng không có nhìn người trước mặt tưởng thiên lỗi trầm ngâm một lúc lâu vẫn im lặng đứng lên ho nhẹ một tiếng đi tới trước mặt của đường khả hinh ngửi được trong cơ thể cô thoáng qua một mùi hương quyết không lên tiếng lạnh nhạt hỏi đo thế nào anh cầm ngồi xổm xuống trang hạo nhiên đưa đuôi thước cho anh tự cầm đầu thước vừa muốn bắt đầu đo tại sao muốn tôi ngồi xổm xuống tưởng thiên lỗi nhìn về phía trang hạo nhiên rõ ràng mất hứng hỏi trang hạo nhiên sửng sốt nhìn vẻ mặt không phục của tưởng thiên lỗi anh bật cười nói không có lý do gì anh muốn đứng cũng được chúng ta đổi anh không nói hai lời đưa đầu thước cho anh tự cầm đuôi thước cũng rất sảng khoái ngồi xổm xuống nói bắt đầu tưởng thiên lỗi cầm đầu thước nhưng vẫn không nhịn được nhắc mí mắt nhìn cô một cái đường khả hinh hai mắt lạnh lùng thở ra một hơi quay đầu đi Tưởng thiên lỗi lại nhìn cô một cái, mới chậm rãi đi lên trước, gần như đứng sát người cô, cảm thấy thân thể của cô bay ra mùi quyết rất thơm, rất nhẹ nhàng, giống như loại mùi thơm này, vo thành từng viên bọt bóng quyết, kỳ diệu bay ở xung quanh, anh chậm rãi cầm dây thước lên, từ từ dơ cao khỏi bả vai của cô, dơ cao khỏi mặt của cô, dơ tới đỉnh đầu, anh mới nghiêng người tới trước, muốn đo thước chính xác, xem tiêu chuẩn chiều cao một chút. Anh, anh, đo chính xác một chút, chấm ngoặc kép. Đường khả hình vốn không muốn nói chuyện, nhưng cô không muốn mất chiếc xe, ngay lập tức có chút căng thẳng nói. Tưởng thiên lỗi nghe cô gái ở trong ngực nói như vậy, hai mắt xẹt qua một chút dịu dàng, liền chậm rãi vươn tay, đem dây thước dính vào bên tường, lại đưa tay so với chiều cao đỉnh đầu khả hình. Một chút hơi ấm chuyển qua đỉnh đầu đường khả hình. Trái tim đường khả hình đập thình thịch, hai mắt lộ ra mơ hồ, nhưng vẫn lý trí cắn chặt răng, ngẩng đầu lên không lên tiếng. Được rồi chưa? Trang Hạo Nhiên ngồi cạnh mệt mỏi, ngẩng đầu lên hỏi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng so bàn tay rời vị trí dây thước, vừa đúng 1m62, hai mắt của anh xẹt qua nụ cười, trầm giọng nói, một em 62. Chấm ngoặc kép. Thật không, Trang Hạo Nhiên lập tức buông đuôi thước ra, chợt đứng lên, nhìn thước đo phía trên, quả nhiên chính là 1m62, anh giật mình nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức đưa tay ra dấu yêu, cười thật sáng lạn nói, đúng không? Đúng không? đúng không tôi cao hơn tôi một mét sáu mươi hai ha 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 cuối cùng cô không nhịn được che miệng ngẩng đầu cười trang hạo nhiên nhìn cô không nhịn được cười tưởng thiên lỗi đứng ở một bên cầm thanh thức dây im lặng không lên tiếng cô chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nhìn cô suy nghĩ một chút vẫn kinh ngạc mỉm cười anh đã nói tặng tôi một chiếc xe con không được đổi ý đường khả hình chỉ trang hạo nhiên thật vui vẻ cười nói được 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 tặng cho cô một chiếc xe con lấy được bằng lái tới đây lấy xe với tôi chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nói ngay ha 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 chấm ngoặc kép đường khả hình cười vui vẻ vội vàng đứng lên giày cao gót của mình không ngờ gót giày quá cao cả người ngã xuống cô ôi một tiếng suýt chút nữa thì té xuống tưởng thiên lỗi lập tức nắm chặt cổ tay của cô đường khả hình chợt vung ra tay trống rỗng tưởng thiên lỗi im lặng nhìn cô nét mặt đường khả hinh thu lại nhìn trang hạo nhiên cười hỏi anh đã nói rồi thì coi như là xong vậy tôi đi ra ngoài trước nha cô vui vẻ đạt được mục đích liền muốn xoay người đi ra ngoài đi đâu có chuyện tìm cô trang hạo nhiên lại đi thẳng tới ghế salon ngồi xuống cái gì đường khả hinh ngạc nhiên nhìn về phía trang hạo nhiên hỏi tưởng thiên lỗi không lên tiếng cũng đi trở về vị trí ngồi xuống ngồi đi trang hạo nhiên lại kêu cô ngồi xuống đường khả hinh suy nghĩ một chút liền im lặng đi tới vị trí ngồi xuống ngẩng đầu lên nhìn về phía trang hạo nhiên nghi ngờ hỏi có chuyện gì không trang hạo nhiên mỉm cười nhìn đường khả hinh một cái mới nghiêng người tới trước đem cái hộp sơn mài nhỏ màu vàng có in logo hoàn cầu ở trước mặt cẩn thận đẩy về phía đường khả hinh nói mở nó ra đường khả hinh ngẩng đầu lên nhìn anh một cái mới nghiêng người tới trước cầm lấy cái hộp nhẹ nhàng mở ra, rõ ràng là giấy chứng nhận tham gia so tài chuyên gia hầu rượu, là một tấm thẻ nhỏ màu vàng giống như danh thiếp, phía sau là con trỏ và mã vạch. Trang hạo nhiên nhìn về phía đường khả hình nói, cô có tấm thẻ vàng này, mới có thể chính thức tiến vào trụ sở tổng công ty Hoàn Cầu, nhận lấy rượu đỏ mẫu và tài liệu, còn có thể vào cơ sở dữ liệu cấp 2 của Hoàn Cầu, tra xét lịch sử phát triển của khách sạn, cùng kế hoạch thu mua trang trại nho khắp nơi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nắm chiếc thẻ vàng, khẽ gật đầu. Còn có, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên trầm ngâm trong chốc lát, mới cười nhìn đường khả hinh nói, có một việc, cô phải cảm ơn tổng giám đốc tường. Chấm ngoặc kép, đường khả hinh nghe nói như vậy, liền không nhịn được ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn tưởng thiên lỗi, mới nhìn trang hạo nhiên có chút miễn cưỡng cười hỏi, cái gì? Tưởng thiên lỗi lại nghiêng người tới trước, muốn bưng cà phê tới uống. Không có, trang hạo nhiên cười nhìn nói với cô, tưởng thiên lỗi nhìn cái ly trống không, im lặng không lên tiếng. Đường khả hình trầm ngâm nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên thu hồi nụ cười, nghiêm túc nhìn cô nói, Hoàn Cầu và tập đoàn Á Châu vốn là hai tổ chức khác nhau, trận đấu giữa chúng ta cũng có tính toán nhất định, cho nên chuyên gia hầu rượu hai bên trên căn bản sẽ không trao đổi nhiều, cũng sẽ không tham thảo nhiều ở lĩnh vực của đối phương. Nhưng tôi nghĩ mặc dù cô có thiên phú rượu đỏ, nhưng ít kinh nghiệm thực chiến, ở phương diện này cô sẽ khá thua thiệt nhưng lão đại của cô không thể can thiệp khách sạn cũng ở tận âu châu cũng không khả năng đưa một mình cô tới âu châu được tôi đòi tổng giám đốc tưởng một món nhân tình vào thời gian thích hợp để cho cô đi theo lauren tiên sinh tham gia thực tập tất cả các nơi ở khách sạn á châu đây chính là ơn huệ lớn bằng trời người bình thường anh ấy sẽ không bán khẳng định chính là nể mặt tôi anh nói xong liền muốn cười đường khả hinh vừa nghe xong hai mắt chợt lóe không lên tiếng cảm ơn tổng giám đốc tưởng đi trang hạo nhiên nhìn cô mỉm cười nói đường khả hinh nghe vậy vẻ mặt căng thẳng suy nghĩ trong chốc lát mới nhìn tưởng thiên lỗi khẽ gật đầu nói cảm ơn tổng giám đốc tưởng chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi ngồi ở trên ghế salon nghe những lời này trên mặt vẫn không biểu hiện gì nhưng vẫn chậm rãi nói cố gắng lên hy vọng cô có thể lấy được thành tích tốt trong trận đấu lần này cũng không uổng công tổng giám đốc trang đối dốc lòng vun bồi cho cô Tôi hiểu rồi, đường khả hình cũng nhàn nhạt, nhạt đáp lời, có một số việc, tôi hiểu, không cố gắng, cũng sẽ bị vứt bỏ. Tưởng thiên lỗi nặng nề suy nghĩ một lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, hai mắt lạnh lùng cười nói, tốt. Rất tốt, nếu như không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước, đường khả hình không nói gì thêm, chỉ im lặng đứng lên, đi ra ngoài. Này, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên chỉ vào đường khả hình nói, cô đi xem một chút có loại xe nào vừa ý, nói cho tôi biết một tiếng nếu như bên trung quốc không có tôi gọi điện thoại đặt trước điều kiện trước tiên là thi được bằng lái biết rồi tôi sẽ cầm bằng lái rất nhanh chấm than ngoặc kép đường khả hình lập tức vui vẻ nhảy ra ngoài đừng đóng cửa quá mạnh chấm ngoặc kép ầm chấm ngoặc kép tiếng chấn động vang lên trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi đồng thời sợ hết hồn quay đầu nhìn về phía cánh cửa kia đóng lại bây giờ còn đang rung lắc tại sao cậu dạy dỗ cô ấy trở thành như vậy tưởng thiên lỗi nghe tiếng cửa trái tim thật có chút hoảng sợ không vui nhìn về phía trang hạo nhiên tôi chấm ngoặc kép trang hạo nhiên không biết nên nói gì nhìn nét mặt tưởng thiên lỗi cũng tức giận nói ban đầu tôi đón cô ấy đến đây cô ấy cũng không như thế anh làm cho cô ấy biến thành như vậy anh còn không biết xấu hổ tưởng thiên lỗi đột nhiên không lên tiếng trang hạo nhiên thu hồi vẻ mặt nhìn về phía tưởng thiên lỗi nhẹ nhàng hỏi, như mặt như thế nào? Vẫn còn ở bệnh viện, tất cả mọi người gạt cô ấy, đoán chừng gạt cũng không được mấy ngày. Nhưng phải nhanh chóng tìm được trái tim mới đúng." Chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi nói. "Vĩ Nghiệp và, thủ tướng nói chuyện rồi sao? Cậu chủ Tô có đồng ý nhận cuộc phẫu thuật lần này hay không?" Trang Hạo Nhiên hỏi. "Hôm nay sẽ gọi điện thoại đến trong phủ thủ tướng, hẳn là phải chờ có kết quả." Chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng suy nghĩ phản ứng của Tô Thủy Kỳ khi nhận điện thoại. chương 315, Thỉnh Cầu. Phủ Thủ tướng. Bên trong phòng khách rộng lớn cổ kính, tiếng chuông điện thoại vang lên, lúc này bốn bề thanh tĩnh, chỉ thấy tường gỗ đỏ khảm bầu trời bao la rộng lớn, phản chiếu ánh sáng màu vàng nhạt cao quý, từ giữa đỉnh, rũ xuống một chiếc đèn lồng hình vuông bằng gỗ lê kiểu Trung Quốc, ánh đèn bên trong nhẹ nhàng chiếu sáng, phải lưới bốn phía hiện ra bươm bướm màu vàng trông rất sống động, giống như đang vỗ cánh bay múa, chính diện phòng khách là bức tranh trời mây thật to khảm vào trên tường gỗ tử đàn là bậc thầy điêu khắc trong nước tự mình dùng đá cẩm thạch thượng đẳng điêu khắc thành kết hợp với màu sắc tươi sáng của bức tranh nhìn xa xa giống như mây bay qua bầu trời phía dưới là lcd màu đen đang phát tin tức trong nước bên trái là một tấm bình phong hoa mẫu đơn hình tròn khổng lồ từ phía trên đỉnh kéo tới mặt sàn bên phải là một bức tranh phía trên là bài thơ phía dưới chính là hình ảnh núi non mây mù ngay chính giữa là ghế dựa gỗ đỏ sáng bóng mùi sơn, một bụi hoa thủy tiên nở rộ ở bên trong bồn xứ xanh. Một lư hương cửu đỉnh đang lượn lờ làn khói mỏng mùi đàn hương. Điện thoại tiếp tục vang. Có một cô gái mặc đồng phục màu đen, tuổi chừng 25-26, trải búi tóc thanh nhã, từ trong hành lang gỗ đỏ nhanh chóng đi ra, đi qua từng bước màn lụa màu vàng, đi tới phòng khách, bên cạnh điện thoại nhà, nhanh chóng cầm điện thoại lên, cẩn thận lên tiếng trả lời, xin chào, phủ thủ tướng nghe. Đối phương nói một hồi. Cô lập tức mỉm cười đáp nhẹ, thị trưởng, mời ngài chờ một chút, tôi lập chuyển lời cho ngài. Chấm ngoặc kép. Cô nói xong, liền nhấn phím chờ nghe, cúp điện thoại, bước nhanh qua phòng khách, sau đó đi qua chính sảnh, chính sảnh càng lộ ra vẻ rộng lớn, sang trọng, cổ điển, bốn bề đều là thủy tinh trong suốt, treo bức màn lụa màu vàng thẳng đứng, bức tranh thủy trúc xanh biết hoặc có lẽ là tranh đình các lưu thủy đang lay động ngoài cửa sổ, cô vòng qua ghế salon gỗ đỏ, đi lên cầu thang xoắn ốc bên trái, lại chuyển trái, đi qua một hành lang gỗ, đi về phía cuối, đi tới trước hai cánh cửa. Nhẹ nhàng gõ một cái. Vào đi, chấm ngoặc kép, một giọng nói trầm thấp vang lên. Có người nhẹ nhàng kéo cửa ra. Quản gia tịnh kỳ cẩn thận đẩy hai cánh cửa gỗ ra, đạp sàn gỗ màu xám cho ấm áp, nhìn thấy thư phòng gần trăm mét vuông, bên trái là một gác xếp nhỏ, để rất nhiều sách tầng tầng lớp lớp, lò đàn hương cũng nhẹ nhàng lượn quanh làn khói trắng. Cô đi qua gác xếp nhỏ, đi qua ghế salon gỗ vàng khảm màu trắng sữa, bước lên năm bậc thang, thấy thủ tướng mặc thường phục, đang ngồi ở trên ghế thái sư, tay trái nâng nhẹ quyển sách, trầm ngâm nhìn, ngoài cửa sổ gió nhẹ bay vào, ngoài cửa sổ hoa thược dược ở trong dòng suối nhỏ. Tươi tắn nở rộ, vô cùng xinh đẹp. Thủ tướng, điện thoại của thị trường, chấm ngoặc kép, tịnh kỳ mỉm cười cung kính nói. Thủ tướng để sách xuống, Nhìn cô một cái, suy nghĩ một chút, mới nói, tôi biết rồi, cô đi ra ngoài đi. Vâng, Tịnh Kỳ hơi cúi người, lui ra ngoài. Thủ tướng suy nghĩ một chút, mới cầm điện thoại trên bàn, nhấn thông điện thoại nội bộ, ừm một tiếng, quả nhiên là điện thoại của Vĩ Nghiệp, liền mỉm cười hỏi, Vĩ Nghiệp, cậu có chuyện gì? Ở điện thoại đầu kia, Tần Vĩ Nghiệp hết sức cung kính nhưng cũng vội vàng nói ra nhu cầu của mình với thủ tướng. Thủ tướng nghe xong, cũng hết sức coi trọng gật đầu nói, được tôi biết rồi. Tôi sẽ nói chuyện với Thụy Kỳ một chút, thay tôi hỏi thăm như mặt, để cho cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe người, tất cả phải nhìn về phía trước, sức khỏe là quan trọng nhất. Ở đầu bên kia, Tần Vĩ Nghiệp cảm ơn. Thủ tướng nắm điện thoại, suy nghĩ một chút, mới đặt xuống tới. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Đi vào, chấm ngoặc kép, thủ tướng đã đứng lên. Quả nhiên là lão quản gia An Di, người phụ nữ tuổi chừng 50, mỉm cười đi tới nói, thủ tướng, đã đến giờ ăn điểm tâm. Chấm ngoặc kép. Ừ, gọi cậu chủ chưa? Thủ tướng đi xuống bậc thang, nhàn nhạt hỏi. Đã phái người giúp việc gọi rồi. An Di nói. Thủ tướng không lên tiếng nữa, liền im lặng đi ra ngoài. Lúc này, trong ngôi nhà lớn cổ kính sang trọng và yên tĩnh, nghe chủ nhân nói muốn dùng điểm tâm, lập tức có rất nhiều người giúp việc mặc đồng phục khác nhau đi ra, đi về phía phòng chủ nhân của mình. Ngành Tô Linh đã mặc váy giải bó sát người màu vàng nhạt, Áo sơ mi không tay, cùng tới Tô Vân Tường và Chu Anh, mỗi người bọn họ đi về phía phòng ăn bên trái phòng khách, mới vừa muốn ngồi xuống ghế dựa cao, cũng đã thấy Thủ tướng cùng An Di đi tới, Tô Linh hết vui vẻ kêu nhỏ, Thủ tướng vĩ đại. Nghịch ngợm, Thủ tướng mỉm cười đi tới, tịnh kỳ lập tức kéo nhẹ ghế dựa cao ở vị trí đầu của bàn ăn dài, mời Thủ tướng ngồi xuống, người giúp việc lập tức tiến lên, bưng khay màu bạc, để xuống khăn lông nóng, khăn lông khô, cả nhà im lặng lau chùi. Thủy Kỳ đâu?" Thủ tướng ngẩng đầu lên nhìn về phía con trai và con dâu, cùng cháu gái. "Không phải cậu ấy tới rồi sao?" Tô Linh vừa nói, vừa nhìn về phía đầu kia, nở nụ cười. Một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Tô Thủy Kỳ mặc áo sơ mi sọc đen, quần dài thường màu nâu sậm, thắt lưng đeo dây lưng màu nâu thanh lịch nhãn hiệu Hoàng Thất Anh Quốc, phong thái tự nhiên lười biếng mỉm cười đi tới, nói với mọi người: "Chào ông nội, chào ba mẹ, chào chị." Chấm ngoặc kép. Chu anh lập tức trừng mắt về phía con trai, nói: "Mẹ nói, cả nhà chỉ có con dám để cho ông nội chờ đợi. Lúc nào cũng chờ ông nội ngồi xuống mới đi xuống lầu, thật không có lễ phép." Tô Thủy Kỳ chậm rãi mỉm cười, xin lỗi ông nội nói: "Ông nội, xin lỗi, cháu tới chậm." "Ngồi đi." chấm ngoặc kép, thủ tướng mỉm cười nói. "Vâng." Tô Thủy Kỳ ngồi xuống, nhận lấy khăn lông nóng tịnh kỳ tự mình đưa tới, lau tay, lại dùng khăn lông khô lau cầm chén sứ thanh hoa bầy trên bàn, hớp nhẹ một ngụm nước chanh, nhổ ra ngoài, mới nhìn về phía chị, mỉm cười hỏi tại sao nhìn em như vậy. Em trai chị rất đẹp trai, Tô Linh không nhịn được bật cười. Tô Thủy Kỳ bất đắc dĩ mỉm cười, nói chị không cần luôn nói như vậy, có một lần, anh dễ nghe chị nói như vậy, cũng đã ăn dấm. Anh ấy ghen, Tô Linh bật cười nói, anh ấy có em dễ như thế này, anh ấy nên cảm thấy vinh hạnh. Con thương yêu em trai, cũng không nên làm cho các cô gái ở bên cạnh nó chạy mất. Chu Anh mỉm cười nói, từ xưa đến nay, con dâu sợ nhất mẹ chồng và chị, em chồng. Ôi chao, chấm ngoặc kép, Tô Linh vừa để người giúp việc chuẩn bị bữa điểm tâm chay cho mình, vừa cười nói, chị chồng con đây rất tự biết mình, tương lai cũng không trông cậy vào em trai sẽ ở chung với chúng ta, nếu như cậu ấy tìm được người yêu rồi, chúng ta đuổi cậu ấy ra ngoài, tránh khỏi cậu ấy lôi thôi. Con nói mà không nghĩ, chấm ngoặc kép, Tô Vân Tường cười nói, khi còn bé, quấn mẹ sinh em trai cho con, quấn hai năm mới có, nhưng vừa ra đời, con lại không muốn nữa, nói chúng tôi thiên vị, chúng tôi còn lo lắng thật sự là thiên vị, từ trước đến giờ thương con nhiều hơn thương em trai. Người cả cùng nhau nở nụ cười. Tô Thủy Kỳ cũng không nhịn được cười, nhận lấy sữa tươi, cùng miếng sandwich cheese ba lớp và chén cháo bảo ngư, nói tiếng cảm ơn. Thủy Kỳ, ông nội có việc muốn trao đổi với cháu một chút, chấm ngoặc kép thủ tướng không dùng cơm trước, nhìn về phía cháu trai mỉm cười nói. Hả, Tô Thủy Kỳ vừa uống sữa tươi, vừa nhìn về phía ông nội, mỉm cười nói chuyện lớn của quốc gia sao. Mọi người lại cùng nhau cười. Chuyện lớn của quốc gia trông cậy vào cháu thì phiền toái. Thủ tướng nhìn về phía cháu trai cười nói, mới vừa rồi Vĩ Nghiệp gọi điện thoại cho ông, nói trái tim vợ của cậu ấy lại xuất hiện tình huống bài xích. Chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ lắng nghe, liền im lặng để ly xuống, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn về phía ông nội mọi người cũng có chút nặng nề nhìn về phía thủ tướng thủ tướng khẽ thở dài nói lúc ấy vi nghiệp muốn đến với như mạt ông cũng có lo lắng đứa bé này mảnh mai yếu đuối người có suy nghĩ cũng đơn giản nhất định phúc mỏng không ngờ lo lắng của ông quả nhiên ứng nghiệp đáng tiếc chính là như mạt thật sự là một cô gái tốt tâm địa hiền lành thường xuyên tham gia tổ chức từ thiện lúc rỗi rãnh còn có thể một mình đến cô nhi viện chăm sóc trẻ nhỏ ở trong thành phố của chúng ta, ấn tượng đều hết sức hết sức tốt, nhắc tới thị trường phu nhân, dân chúng đều có thể một lòng khen ngợi. Hôm nay xảy ra tình huống này, vĩ nghiệp cùng người nhà đều vô cùng nóng lòng, đều cực lực tìm kiếm trái tim thích hợp, muốn làm cấy ghép tim cho cô ấy một lần, mà việc cấy ghép tim, nghe nói phẫu thuật khó khăn có thể khó hơn so với trước kia. Chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ nhìn về phía ông nội, im lặng gật đầu. Nhưng bác sĩ trưởng của Như Mạt, bởi vì tuổi tác đã cao, sợ rằng không làm được cuộc phẫu thuật lớn như vậy nên nghĩ đến cháu đã từng là bác sĩ ngoại khoa rất nổi tiếng muốn cho cháu phụ trách bệnh tình của cô ấy ý kiến của cháu thấy thế nào thủ tướng nhìn về phía cháu trai hỏi người cả nhà cũng im lặng nhìn về phía anh tô thủy kỳ nghe xong im lặng suy nghĩ một chút mới ngẩng đầu lên nhìn về phía ông nội cũng chậm rãi cười nói thị trường tần là học trò đắc ý của ông nội vợ của anh ấy xảy ra chuyện này cháu nên giúp đỡ mới phải nhưng cháu đã không cập giao nhiều năm hơn nữa phẫu thuật ghép tim có rất nhiều rủi ro bây giờ đối với chuyện phẫu thuật cháu tạm thời không có lòng tin phải biết rằng việc cấy ghép tim lần thứ hai sẽ khó khăn nhiều hơn lần đầu ngay cả khâu lại mạch máu cũng đã tràn đầy nguy cơ ngấm lại kỹ năng cầm dao giải phẫu không chỉ một ngày đâu có thể nói cầm lên là có thể cầm lên không phải đơn giản như vậy tìm cháu thật sự là mạo hiểm cháu cũng không muốn mạo hiểm như vậy hay là mời thị trường tần tìm thêm bác sĩ khoa tim mạch khác đi hiện tại nhân tài như dạ sẽ có rất nhiều người chấp nhận ra sức vì thị trường, thật sự xin lỗi. Thủ tướng nghe xong, im lặng một lúc. Tô Linh cũng gật đầu, đồng ý lời của em trai nói, em trai nói cũng đúng, cậu ấy đã không cầm dao nhiều năm, mặc dù trước kia cậu ấy rất ưu tú, thế nhưng kỹ thuật hạng nhất vẫn không thường xuyên mài rúa, dễ dàng gặp chuyện không may hơn, nếu như em trai không giúp được cô Tần, NS không phải à chúng ta nợ một nhân tình lớn sao. Cũng sẽ làm cho giới y học bàn tán, nếu lui vạn bước, tương lai em trai lại muốn trở về bác sĩ ngoại khoa đây chính là một giao rất quan trọng thủ tướng bất đắc dĩ thở dài ông nội thật xin lỗi tô thủy kỳ nhìn về phía ông nội xin lỗi cười nói điều này cũng khó trách chúng ta hồi đáp cho cậu ấy thôi dù sao cháu cũng không cầm dao nhiều năm chúng ta không tính là từ chối thủ tướng cảm thán nói tòa nhà tổng giám đốc hoàn cầu đường khả hinh vừa muốn cầm tài liệu tiêu đồng giao cho mình đưa vào cho Trang Hạo Nhiên ký, lại thấy Đông Anh lo lắng đi tới, gõ cửa chính phòng làm việc của Trang Hạo Nhiên. "Vào đi." Tưởng Thiên Lỗi lập tức trả lời. Đông Anh lập tức đi vào, cũng không kịp đóng cửa, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, bất đắc dĩ nói, mới vừa nhận được điện thoại của người nhà họ Tần gọi tới, nói đã có tin tức trong phủ thủ tướng. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi lập tức căng thẳng nhìn về phía cô, hỏi, "Như thế nào?" Đông Anh khổ sở nói, trong điện thoại nói, lần này cậu chủ tô từ chối phẫu thuật và theo dõi bệnh tình của Như Mạt Tiểu Thư. Sắc mặt của tưởng thiên lỗi ngưng tụ, hai mắt xoay chuyển, khổ sở ngồi tại chỗ. Trang hạo nhiên khổ sở ngồi ở trên ghế salon, thất vọng thở dài. Đường khả Hinh đứng ở phía sau, nghe lời này, hai mắt chợt lóe lên nghi ngờ. Audio điện tử võ tấn bền. chương 316 cầu cạnh sau khi tưởng thiên lỗi và đông anh đi khỏi đường khả hinh mới im lặng đi vào phòng làm việc ngẩng đầu lên nhìn về phía trang hạo nhiên đã ngồi ở trước bàn làm việc chăm chú xem tài liệu cô suy nghĩ trong chốc lát nhẹ nhàng đi tới đem tài liệu đặt nhẹ ở trước mặt của anh mới thật cẩn thận ghé ở trên bàn nghiêng đầu nhìn về phía anh trang hạo nhiên vừa nhìn tài liệu cũng không ngẩng đầu lên hỏi chuyện gì đường khả hinh nhìn trang hạo nhiên khẽ mỉm cười hỏi muốn hỏi một chút lúc này tôi giống như nghe được có người nói đến tô thụy kỳ trang hạo nhiên dừng lại động tác ngẩng đầu lên cười như không cười nhìn về phía đường khả hình một câu hai nghĩa hỏi cô muốn hỏi chuyện này hay muốn hỏi chuyện khác anh không hỏi tới chuyện riêng của mình chuyện tình cảm của mình đường khả hình im lặng nhìn về phía anh không biết vì sao giọng nói trở nên có chút dịu dàng nhướng mày hỏi chúng ta phải làm một bước trao đổi chuyện riêng sao Trang Hạo Nhiên có chút dịu dàng nhìn về phía cô, mỉm cười nói, không cần. Chấm ngoặc kép, chật, đường khả hình khi dễ anh. Vậy cô muốn hỏi chuyện gì? Hỏi ngay đi, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại cúi đầu, xem tài liệu, mới cười hỏi. Lúc này tôi nghe nói chuyện gì, muốn tìm Tô Thủy Kỳ giúp đỡ. Như mà tiểu thư, chị ấy, chấm ngoặc kép, đường khả hình không dám nói hết lời, chỉ là có chút ẩn nhẫn nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không dừng bút máy trong tay, suy nghĩ trong chốc lát, thở nhẹ một hơi, đứng lên đi về phía ghế salon, nói trái tim của cô ấy xuất hiện tình huống bài xích. chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống bên cạnh Trang Hạo Nhiên, nhìn Trang Hạo Nhiên hữu chút kinh ngạc hỏi, xuất hiện tình huống bài xích là. chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt chợt chăm chú nói, chính là phải tìm được trái tim thích hợp, nếu như không, cô ấy có thể sẽ chết trong lòng của đường khả hinh run lên không thể tin nổi nhìn trang hạo nhiên nói không phải đâu trái tim đó vốn cũng không phải là của cô ấy chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nhìn khả hinh cười khổ nói trong lòng của đường khả hinh đau xót nhớ tới ánh mắt mất mát của tưởng thiên lỗi mới vừa đi khỏi trái tim của cô giống như trộn lẫn nhiều mùi bị một loại cảm giác không thể diễn tả ập đến cảm thấy nặng nề khó chịu vô lực trang hạo nhiên nhìn cô một cái không lên tiếng cúi xuống vậy, chấm ngoặc kép, đường khả hình cảm giác hơi thở có chút bị bóp nghẹt, ngẩng đầu lên, vẫn có chút căng thẳng nhìn Trang Hạo Nhiên nói, vậy. Hiện tại việc cấp bách, chính là tìm được trái tim thích hợp. Ừ, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên gật đầu nói, chúng tôi đã thu thập trái tim thích hợp trong kho tim của toàn thế giới, sau đó muốn tiến hành tầm soát một loạt bệnh tình, hơn nữa cô ấy đã cấy ghép lần thứ hai rồi, có thể khó khăn hơn so với trước đây. Bác sĩ trưởng của cô ấy cảm thấy tuổi tác đã cao, lực bất tòng tâm, đã đề cử cậu chủ nhà họ Tô, nghe nói anh ấy đã từng là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất của cả nước, đã từng trải qua vô số ca bệnh kinh điển, nếu như anh ấy có thể cầm dao phẫu thuật, theo dõi bệnh tình, chúng tôi sẽ yên tâm rất nhiều. Đường Khả Hinh ngồi ở một bên không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh, liền cười hỏi: "Thế nào?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hỏi: "Tô Thủy Kỳ không đồng ý sao?" "Không đồng ý?" Trang Hạo Nhiên nói thẳng, bởi vì anh ấy nói đã buông giao phẫu thuật nhiều năm, không có lòng tin cũng không có sức lực và thời gian theo dõi bệnh tình, chuyện này cũng có thể hiểu được, tự nhiên chúng tôi cũng không dám miễn cưỡng. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh ngồi ở trên ghế salon, thở nhẹ một hơi, mới nói, nếu như thật không tìm được bác sĩ thích hợp, hoặc giải phẫu không tốt, như mà tiểu thư. Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, hai mắt xẹt qua một chút đau lòng. Đường khả hình cũng bất đắc dĩ im lặng. Trang hạo nhiên lườm cô một cái, đứng lên, đi về phía bàn làm việc mới nói, cô không có việc gì chạy vào hỏi chuyện này làm gì. Chuyện này không liên quan đến cô, cô lo tranh tài thật tốt cho tôi, chuyện khác cô không cần phải lo. Vâng, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhẹ nhàng đáp lời, sau đó chậm rãi đứng lên, im lặng đi ra phòng làm việc. Cửa nhẹ nhàng đóng lại. Trang hạo nhiên đứng trước bàn làm việc, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cửa kia, thở dài một hơi. Văn phòng Tổng Công ty Hoàn Cầu, chi nhánh châu Á, nằm ở phía nam câu lạc bộ số 1, cũng là một tòa nhà nóc màu bạc duy nhất mặt ngó trung tâm thành phố, trang nghiêm, to lớn. Người ra vào bên trong, vẻ mặt rất nghiêm túc, ngẫu nhiên trao đổi đều hết sức nghiêm túc và cẩn thận. Hiện tại là đầu thu, lãnh đạo cấp cao Hoàn Cầu và Tập đoàn Á Châu trở lại báo cáo công việc. Và có các chuyên gia hầu rượu đến đây để nhận tài liệu và rượu mẫu, cho nên khá đông người. Đường Khả Hinh người mặc thường phục, trước ngực đeo thẻ làm việc, trong tay cầm thẻ vàng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía này nóc tòa nhà màu bạc, mỉm cười nói, đúng vậy. Đường Khả Hinh, hiện tại tất cả không có chút quan hệ tới cô, người ta có cuộc sống của người ta, cô có cuộc sống của cô, sống tốt cuộc sống của cô là được, cô mang theo tâm nguyện của cha cô, còn có cuộc sống của mẹ, còn có hy vọng của nhã vệ, bây giờ tôi không có thời gian trông nom chuyện của người khác chấm than ngoặc kép. Cô nói xong, ngay lập tức đón gió thu mãnh liệt, bước lên bậc thang đá cẩm thạch trắng, bước vào đại sảnh, nhìn về phía nhân viên tiếp tân mặc màu bạc đồng phục đang đứng ở trước quầy, cung kính đón khách. Đường khả hình đặt mình trong hoàn cảnh như thế, không nhịn được sức lực dồi dào, mỉm cười tràn đầy tự tin, chuẩn bị đi vào thang máy trong suốt, cũng đang trong lúc này, nhìn thấy Lauren vừa trong thang máy đi ra, đang căn dặn trợ lý xem loại rượu đỏ lá pi mới được nhập khẩu về, cô vui vẻ mỉm cười, lập tức bước nhanh tới, tay ôm cuốn sổ nhỏ của mình, cúi người thật thấp với Lauren, cung kính gọi nhỏ, Lauren tiên sinh. Lauren dừng lại, nhìn về phía đường khả hình dạng dỡ xuất hiện trước mặt của mình, đeo thẻ công việc, ông ta hài lòng mỉm cười nhìn về phía cô, hiền lành kêu nhỏ, đường khả hình. Vâng, đường khả hình lập tức lên tiếng trả lời. Lauren ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hình, mỉm cười nói, thật vui mừng có thể nhìn thấy cô ở nơi này. Lần trước tôi có thể thuận lợi lấy được tư cách dự thi, cảm ơn ngài đã tiến cử." Đường Khả Hinh rất biết ơn nói. Lauren cũng thoải mái cười nói, "Có thể bảo vệ tốt một hạt giống, đây là chuyện tiền bối chúng tôi nên làm. Chỉ là, cuộc tranh tài lần này, nhân tài thật sự đông đảo, cô nhất định phải cố gắng." "Tôi biết rồi, ngài yên tâm." Đường Khả Hinh lại kích động nói. Lauren nhìn cô thật sâu, không nhịn được từ trong túi tây trang của mình hết sức thân sĩ móc ra một cái ống nhỏ màu đen, đưa về phía cô nói, đây là món quà tôi tặng cho cô tham gia thi đấu lần đầu tiên. Đường khả hình sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn Lauren một cái, mặc dù bản năng muốn từ chối, không dám muốn, nhưng vẫn hết sức tò mò và mong đợi liếc mắt nhìn cái ống nhỏ màu đen trong tay ông ta, suy nghĩ một chút, vẫn đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng mở ra, rõ ràng là một dụng cụ mở chai cổ xưa, cô bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ông ta mỗi chuyên gia hầu rượu hợp cách, nhất định cũng phải có một con dao mở chai chuyên nghiệp của riêng mình, mà con dao mở chai này đi theo tôi 30 năm, hiện tại tôi tặng nó cho cô. Lauren mỉm cười nói, đường khả Hinh nghe vậy hoảng sợ nói, chuyện này, vật quan trọng như vậy, tôi làm sao có thể nhận. Trong tay của cô, có thể muốn không chỉ là một con dao mở chai, trong lòng phải có trái tim đầy nhiệt huyết mới được, như vậy mới không uổng công mong đợi của Tổng Giám đốc tưởng đối với cô. Lauren mỉm cười nhìn về phía cô nói. Đường khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía ông ta. Lauren nhìn về phía cô, hết sức an ủi cười nói, lần này cô có thể thuận lợi dự thi, ngoại trừ tổng giám đốc trang ra sức tranh thủ, còn có tổng giám đốc tưởng tự mình đến hoàn cầu, cầu cạnh với ủy viên lưu, nhưng là nửa uy hiếp, nửa cầu cạnh. Chấm ngoặc kép. Đường khả Hinh nghe vậy, nhớ tới lời nói hùng hồn, ánh mắt cứng rắn của tưởng thiên lỗi, im lặng không lên tiếng. Cố gắng lên, tôi tin tưởng cô." Lauren vươn tay vỗ nhẹ vai của cô, nhàn nhạt nói, "Ngày mai tổng giám đốc trang sắp xếp cho cô và tôi cùng nhau kiểm tra phòng rượu, cô phải chuẩn bị cho tốt." Đường Khả Hinh nghe xong cảm thấy hưng phấn cười nói, "Vâng. Tôi đi trước." Lauren nói xong, liền mỉm cười bước đi. Đường Khả Hinh xoay người, nhìn bóng lưng thản nhiên của Lauren, trong lòng đột nhiên tràn đầy năng lượng, nhìn về phía ông ta khom lưng lần nữa, hơi cất cao giọng thật kích động nói, "Lauren tiên sinh." "Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng." Lauren dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía bộ dáng Đường Khả Hinh nghiêm túc nhiệt tình, liền cười cười gật đầu một cái, mới im lặng đi khỏi. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười xoay người, nắm chặt con dao mở chai ở trong tay, thật kích động đi dọc theo phương hướng Tiêu Đồng đã chỉ dẫn, đi vào thang máy trong suốt số 1, thang máy nhanh chạy lên tới lầu 8, nhất thời xuất hiện đại sảnh màu trắng trang nhã, màn lụa mỏng vây quanh Khắp nơi đều là giá thủy tinh trong suốt. Phía trên để các loại rượu đỏ mẫu, còn có bản đồ phân bố trang trại nho nổi tiếng toàn thế giới. Phía trên có tên của 10 trang trại rượu đẳng cấp lá Pi, Conti. Nhân viên tiếp tân thấy đường khả hình, liền nở nụ cười nhiệt tình, cung kính lễ phép hỏi, xin hỏi có thể giúp gì cho cô. Chào cô, tôi tới lấy rượu đỏ mẫu. Đường khả hình mỉm cười đưa thẻ vàng cho nhân viên. Nhân viên xem qua thẻ vàng, cũng kiểm tra đối chiếu thân phận liền nở nụ cười thật nhiệt tình nói, thì ra cô chính là đường tiểu thư, chúng tôi ở chỗ này chờ đã lâu, sáng sớm hôm nay, tổng giám đốc trang đưa tới cho chúng tôi rất nhiều sô-cô-la và giỏ hoa, giống như chúng tôi sẽ khi dễ cô. Đường khả hình nghe vậy, không khỏi đỏ mặt mỉm cười. Tới đây, đây là rượu mẫu cô muốn, cô gái này tên là Lệ Sa, lại cười rất rực rỡ đi về phía sau quầy, đẩy một xe dương ướp lạnh. Mở nắp xe ra cười nói, đây là rượu mẫu vang trắng năm mới nhất, có Pinot Gris, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillon, Riesling, Viognier, Pinot Blanc, Chenin Blanc, Zevix Chaminer, Miller, Scarlet Secret, Scarlet Bay Mi, Camino. Chấm ngoặc kép. Cô cười giới thiệu rượu vang trắng xong, bàn tay thon quét nhẹ chai rượu nho nhỏ trong dương, nói, bên này là rượu mẫu vang đỏ, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Green Lucky, Syrah, Sangiovese, Nebbiolo, Zinfandel, Grenache, Malbec, một vài idea. Cô cần phải cất kỹ, mỗi người chỉ có một phần, nhưng... Nể mặt sô-cô-la của Tổng Giám Đốc Trang, nếu như làm bể một chai, nửa chai, thì có thể quay lại lấy, nhưng nhất định phải tìm tôi. Cô lén nói đùa. Đường Khả Hinh nghe vậy, cũng vui vẻ cười cười nói, cảm ơn cô, cái xe dương này, tôi có thể đẩy đi không? Có thể, Lệ Sa nói. Vậy cảm ơn cô, tôi đi trước. Tốt, cô đi thong thả. Lệ Sa mỉm cười gật đầu nói. Đường khả hình cười thật vui vẻ đẩy xe dương, chuyển vào lầu 1, đi ra đại sảnh, chuẩn bị gọi taxi về công ty, cũng đang trong lúc này nhìn thấy tưởng thiên lỗi mới vừa từ trên chiếc Rolls Royce đi ra, mới vừa muốn chỉnh lại tay trang đi lên cầu thang, lại nhìn thấy đường khả hình, mặt của anh ngưng tụ. Đường khả hình cũng dừng ở trước bậc thang nhìn anh một cái, không nói gì, chỉ im lặng đẩy xe, dọc theo đường bằng phẳng bên cạnh bậc thang, đi ra, sau đó cũng không chào hỏi, liền đứng ở ven đường, ngoắc taxi. Đông Anh, phái xe đưa cô ấy trở về. Tưởng Thiên lỗi nhàn nhạt, nhạt nói xong, đã muốn đi trên bậc thang. Không cần, Đường Khả Hinh lạnh lùng nói. Tưởng Thiên lỗi dừng bước lại, cũng không quay đầu lại. Đông Anh sướng sở ở giữa hai người, không biết nên nói gì. Tôi đi tới đây một mình, cũng sẽ đi một mình xuống. Tôi không cần ai giúp tôi, cũng không cần người khác đồng tình và thương hại. Đoạn thời gian trước, cảm ơn anh giúp tôi cầu cạnh, để cho tôi thuận lợi tham gia lần tranh tài này tôi sẽ cố gắng thi đấu, phục vụ thật tốt cho hoàn cầu. Hẹn gặp lại, đường khả hình nói xong, không muốn dừng lại nữa, vành mắt đỏ lên kéo xe rượu nặng nề, một mình đi khỏi. Tưởng thiên lỗi dừng ở trước bậc thang, cảm thấy cô gái kia, cách mình càng lúc càng xa, hai mắt của anh chấp một cái, cũng không quay đầu, bước nhanh lên hoàn cầu. Nước mắt đường khả hình lăn xuống, nhưng vẫn hít sâu một hơi, kéo xe rượu tiếp tục đi về phía trước, nhưng mới vừa đi chưa được mấy bước, Đột nhiên nghe phía sau lưng một loạt tiếng bước chân rồn rập, nói, mau. Ngay lập tức lái xe của tổng giám đốc tới, như mà tiểu thư đã xảy ra chuyện. Trái tim cô có chút gấp gáp, xoay người, nhìn thấy tưởng thiên lỗi đã nhanh chóng đi ra ngoài, lạnh lùng ngồi vào trong chiếc Rolls-Royce lái tới, cho xe nhanh chóng lao đi. Đông Anh ở lại hiện trường, vội cầm điện thoại di động, gọi điện thoại, gấp gáp nói, lập tức thông báo bác sĩ Trần, nói như mà tiểu thư đã xảy ra chuyện. Chấm than ngoặc kép. Đông Anh vừa nói, vừa gấp gáp muốn xoay người, vừa vặn nhìn thấy đường khả Hinh đẩy xe rượu đứng ở bên lề đường, đang nghi ngờ nhìn mình, trong lòng của cô quính lên, lập tức đi tới trước mặt của đường khả Hinh, hai mắt nhanh chóng đỏ bừng kêu nhỏ, khả Hinh. Chấm ngoặc kép. Vâng, chấm ngoặc kép, đường khả hình đành miến cưỡng cười đáp lời. Đông Anh nhìn về phía cô gái hiền lành này, nhưng cô vẫn còn không nhịn được nghẹn ngào nói với khả Hinh, cô không nên trách tổng giám đốc, anh ấy rất quan tâm cô, chỉ là chuyện tình yêu rất kỳ diệu. Tình yêu của anh ấy và như mà tiểu thư đã trải qua rất nhiều, có lúc tách không ra, đây là một loại dính rất vận mạng, cảm ơn cô còn có thể kiên cường đứng ở trước mặt chúng tôi, tôi thật sự vô cùng ngưỡng mộ cô. Đường khả hình im lặng nhìn về phía cô. Đông Anh khẽ thở dài một cái, nói có một số người cuộc sống rất kiên cường, có một số người cuộc sống luôn yếu đuối và dễ bị tổn thương, giống như như mà tiểu thư và tổng giám đốc thật ra là một loại duyên phận thật sâu, dính dấp không thể giải thích. Không thể nói rõ, nhưng mấy ngày nay tôi nhìn thấy tổng giám đốc mệt mỏi bởi vì chuyện của như mà tiểu thư, tôi thật sự không yên lòng và lo lắng, hôm nay tôi có yêu cầu quá đáng, xin cô đồng ý với tôi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút nghi ngờ nhìn về phía Đông Anh, miễn cưỡng cười hỏi cô muốn nói điều gì. Đông Anh nhìn thật sâu về phía đường khả hình, nói tôi nghe nói tình cảm giữa cô và cậu chủ tô luôn rất tốt, lần này như mặt tiểu thư phát bệnh tim, chúng tôi đang tìm kiếm trái tim thích hợp trên toàn thế giới, nhưng tổng giám đốc vẫn còn đang chọn lựa bác sĩ ngoại khoa, chuyện này hết sức hết sức phiền não và lo lắng, anh ấy chỉ tin tưởng người mà giáo sư Trần đề cử, cô. Có thể giúp anh ấy một chút không? Vì anh ấy đã từng có một chút tình cảm với cô, giúp anh một chút, được không? Tôi biết rõ tôi rất quá đáng, nhưng tôi thật sự nhìn thấy anh ấy rất mệt mỏi tôi rất đau lòng thật ra tôi hy vọng anh ấy và cô ở bên nhau bởi vì anh ấy ở bên cô thật nhẹ nhàng rất vui vẻ luôn phát ra nụ cười từ đáy lòng nhưng đây là lựa chọn của anh ấy cô hãy tha thứ cho anh ấy anh thật rất dụng tâm đối với cô tôi cầu xin cô khả hinh hãy giúp tổng giám đốc chúng tôi đi khả hinh chấm ngoặc kép đông anh nói xong hai mắt cũng đã đỏ bừng nghẹn ngào không lên tiếng Đường Khả Hinh đứng ở trong gió, nhìn về phía Đông Anh, trái tim mềm nhũn. Chương 317, gọi điện thoại. Trên con đường thật náo nhiệt, người đến người đi. Đường Khả Hinh một mình kéo dương rượu nặng nề, từng bước từng bước đi về phía trước, nhìn đoàn người lui tới trước mặt, tủ kính xinh đẹp, đôi mắt trống rỗng, đột nhiên nhớ tới vài năm trước có một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu, bất cứ lúc nào đón gió biển mãnh liệt, lạnh lùng đi về phía mình, cứ từng bước từng bước đi vào trong cuộc đời của mình hai mắt của cô xoay tròn, trong chớp mắt, hiện lên giọt lệ, nhớ tới những lời nói dịu dàng, nụ hôn ngọt ngào và nụ cười ôn nhu của anh. Trái tim rất đau. Đường khả hình kéo xe rượu, chậm rãi đi tới trước một quán cà phê nào đó, ngồi xuống trước cửa sổ nhỏ màu xanh, vịn chặt vị trí trái tim, đau đến nói không ra lời, nước mắt tràn trong hốc mắt, ngẩng đầu lên nhìn đám người lui tới, giống như bọn họ chưa từng đau khổ, nhưng tại sao mình đau đến khổ như vậy? Nước mắt muốn lăn xuống liều mạng nuốt trở về. Đường khả hình chịu đựng đau đớn trong thân thể, nhưng vẫn còn run rẩy vươn ngón cái vén màn hình điện thoại di động, nhẹ nhàng trượt một vòng, thật khổ sở nhìn ba chữ Tô Thủy Kỳ, trái tim lại không khỏi đau, rất đau, đông anh, cô cũng đã biết, dùng loại phương thức tìm đến Tô Thủy Kỳ, đối với tôi mà nói, là chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào. Bởi vì ở trong lòng của tôi, anh ấy là ánh mặt trời ấm áp nhất trong cuộc đời tôi. Nước mắt vẫn lăn xuống, rơi vào trên màn hình điện thoại di động. Đường khả hình hít mũi một cái, chịu đựng gió lạnh quét qua trên đường, nhớ tới đông anh mới vừa khóc lóc kể lể, nhớ tới như mà cho tới bây giờ vẫn mỉm cười dịu dàng với mình, nhớ tới cha đã từng nói với mình, sinh mạng rất quý trọng, chúng ta quý trọng mình. Cũng phải quý trọng người khác, cho nên mới có người chế biến thức ăn cho người khác. Cô đột nhiên khóc thút thít, nhìn cái tên đó, trong thân thể, trong lòng dâng lên đủ loại uất ức, nước mắt lớn giống như đậu rớt xuống, Cô không còn hơi sức lau sạch, ngơ ngác nhìn cái tên kia. Trong lòng lại dâng lên một nỗi đau khác. Đường Khả Hinh nắm chặt điện thoại di động, thật khổ sở vùi đầu nhẹ nhàng rơi lệ, nhưng ngón cái hồng hồng nhẹ nhàng nhấn mã số kia. Phủ thủ tướng. Giữa đại sảnh to lớn vang lên tiếng chuông điện thoại di động, thật lâu không có ai nghe, chỉ có hai bức tường thủy tinh thật cao, phản chiếu bóng trúc xanh biếc, nhẹ nhàng lay động. Phủ thủ tướng có quy định, nếu chủ nhân không có căn dặn, Người giúp việc không được đi vào phòng khách chính và nội sảnh và phòng ngủ. Một lát sau, rốt cuộc Tịnh Kỳ chậm rãi từ hành lang đi ra, nhìn về phía ghế salon hình tròn ở trong sảnh dưới lầu, để điện thoại di động cậu chủ, cô lập tức bước nhanh xuống lầu, đi tới trước phòng khách, cầm điện thoại di động lên, nhận máy, hết sức cung kính đáp nhẹ, "Xin chào." Đường Khả Hinh ngồi ở bên cạnh đường đi, bỗng nhiên ngẩng đầu, nghe được giọng nói của một cô gái, mặt của cô đỏ lên suy nghĩ đã nhiều ngày không gặp có lẽ bên cạnh anh đã có cô gái động lòng rồi cô lập tức lau khô nước mắt hít mũi một cái để cho mình cố khôi phục bình thường có chút căng thẳng nói chào chào cô xin hỏi đây là điện thoại của tô thụy kỳ phải không người có thể xưng hô như vậy với cậu chủ tô không nhiều lắm tịnh kỳ nghe xong lập tức mỉm cười nói đúng vậy đây là điện thoại của cậu chủ tô xin hỏi cô có chuyện tìm cậu ấy phải không Điện thoại di động của cậu ấy đặt ở phòng khách, tôi là người giúp việc, nếu như cô cần cậu ấy nghe, tôi lập tức nhắn lời cho cô. Lúc này đường khả hình mới có chút yên tâm, liền vội vàng gật đầu nói tốt, cảm ơn cô. Không cần khách sáo xin hỏi cô tên gì, tịnh kỳ mỉm cười hỏi. Tôi, tôi tên là đường khả hình, chấm ngoặc kép, khả hình vẫn nhanh chóng trả lời. Xin chờ một chút, đừng cúp điện thoại, tịnh kỳ cầm điện thoại di động, mỉm cười đi về phía phòng khách tầng 2. Quẹo phải hành lang thật dài, cuối cùng đi vào ánh mặt trời, cô nhanh chóng đi xuyên qua hành lang, đi ra một cây cầu nhỏ ngoài trời, mới đi tới một cái ngôi biệt thự khác, trực tiếp đi về phía phòng khách lầu 2, đạp sàn nhà đá cẩm thạch màu vàng nhạt, đi qua phòng khách nhỏ cổ kính, trên đỉnh đèn lồng hình vuông lộ ra ánh sáng màu vàng, bên trong hiện lên nhân vật Hồng Lâu Mộng, cô đi qua phòng khách, quẹo phải mới đi đến một chiếc cánh cửa gỗ. Gõ nhẹ một cái. Tô Thủy Kỳ ngồi ở bên trong phòng đọc sách đối diện ngoài cửa sổ là một con bạch hạc, khó được nhàn nhã xem một chút sách liên quan đến tim mạch. Đây là thói quen của anh nhiều năm qua, mặc dù không cầm dao giải phẫu nữa, nhưng kiến thức chuyên nghiệp không giảm sút, vừa vặn xem ghép tim nhiều lần sẽ gây ra nhồi máu cơ tim, trái tim co thắt, máy móc không đầy đủ và nhiều chỗ bung ra, hơn nữa tỷ lệ phẫu thuật thành công hết sức thấp. Trong lúc anh đang xem, nghe tiếng gõ cửa, liền ngưng thần một chút, đáp, vào đi. Tịnh kỳ mỉm cười đẩy cửa, cầm điện thoại di động, đi vào phòng đọc sách trang nhã, nhìn Tô Thủy Kỳ nho nhã ngồi ở trên ghế thái sư xem sách y học thật sự rất giống thủ tướng, liền đi qua, dịu dàng nói cậu chủ, điện thoại của cậu. Ai, Tô Thủy Kỳ vẫn chăm chú xem sách này. Một vị tiểu thư tên đường khả hinh, chấm ngoặc kép, tịnh kỳ cười nói. Tất cả động tác đều ngưng lại. Tô Thủy Kỳ buông sách y học trong tay xuống, hai mắt nhanh chóng xoay tròn một chút cảm xúc vui sướng, nhìn về phía tịnh kỳ, cao mày cười hỏi cô nói. Ai tìm tôi? Tiểu thư đường khả hinh, tịnh kỳ lập lại. Tô Thủy Kỳ để quyển sách xuống, đột nhiên đứng lên, có chút căng thẳng đứng ở sách trước bàn, suy nghĩ một chút, rốt cuộc đè nén cảm xúc, trong ánh mắt ngạc nhiên của tịnh kỳ, anh lại ngồi nữa xuống, thở phào một cái, mới giơ tay nói, đưa di động cho tôi. Vâng, tịnh kỳ mỉm cười cầm điện thoại di động, đi lên trước, đặt nhẹ ở trong tay Tô Thủy Kỳ, mới im lặng đi ra ngoài cửa nhẹ nhàng đóng lại. Rốt cuộc Tô Thủy Kỳ đã bình tĩnh, ho khan một tiếng, cầm điện thoại lên, đáp nhẹ, alo. Đường Khả Hinh vẫn giúp ở trước quán cà phê, nghe giọng nói rất ấm áp, giống như đã qua vài thế kỷ, cảm giác uất hức, không thoải mái, cùng tất cả tất cả bi thương lúc này đều biến mất, nắm điện thoại, có chút đỏ mặt cúi đầu, đáp nhẹ, alo. Tô Thủy Kỳ, chấm ngoặc kép, giọng nói mềm mại ngọt ngào xông vào trong lỗ tai Tô Thủy Kỳ, giống như một giai điệu ngọt ngào, làm cho người ta vui vẻ, anh cầm điện thoại di động, mặc dù có chút không thể tin được, trầm ngâm một lúc nhưng vẫn không nhịn được cười khẽ, nói, "Ừ." chấm ngoặc kép. Cả hai yên lặng một lúc, đều phải tiêu hóa một chút vì trước đây không lâu, hai người thổ lộ và từ chối. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động hơi căng thẳng nói nhỏ với Tô Thủy Kỳ, "Thật xin lỗi em. Em, hôm nay gọi điện thoại cho anh là có chuyện muốn trao đổi với anh một chút." chấm ngoặc kép. Cô nói xong, mặt đỏ lên. Tô Thủy Kỳ nghe lời này, đoán chừng biết cô có chuyện, mặc dù không biết chuyện gì, nhưng anh vẫn mỉm cười, nói tốt. Chấm ngoặc kép. Nhưng chuyện này, chúng ta có thể phải gặp, gặp mặt mới nói được. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lấy dũng khí, nói ra những lời này. Em, chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ nhăn nhẹ lông mày cười nói, em có chuyện nhờ anh. À, dường như là thế, chấm ngoặc kép, đường khả hình thật sự bất đắc dĩ nói ừ tốt tô thủy kỳ gật đầu nói em tới nhà anh nói đi gần đây anh không muốn ra cửa à được chấm ngoặc kép đường khả hình rất sảng khoái đáp lời tô thủy kỳ nghe cô nói vậy liền không nhịn được cười nói em hãy nghe cho kỹ em tới nhà của anh không phải đến nhà trọ của anh chấm ngoặc kép lúc này đường khả hình có chút ngẩn ngơ mắt to chợt lóe nói không phải cái nhà lúc trước anh đưa em tới sao không phải tô thủy kỳ sảng khoái trả lời đó là chỗ nào, cô ngu mốc hỏi. Nhà anh, Tô Thủy Kỳ cầm điện thoại di động, cười nói. Đó là chỗ nào, cô lại ngu ngu hỏi tiếp. Cô đột nhiên phát hiện ra mình có một tật xấu, chỉ cần khóc xong, không biết có phải là não thiếu oxy hay không, cứ có cảm giác khó khăn. Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ vẫn im lặng, cầm điện thoại di động, không nhịn được cười nói, nhà của anh chính là nhà họ Tô. Anh ở chung cùng ông nội, ba mẹ. Ô, chấm ngoặc kép đường khả hình ngây ngô đáp một tiếng sau đó chừng con ngươi kêu to à đi đến nhà của anh đúng vậy tô thủy kỳ lại nhịn không được bật cười chính là phủ thủ tướng đường khả hình không thể tin nổi kêu to đúng vậy hai mắt tô thủy kỳ chợt lóe không đường khả hình phát điên lắc đầu không đến thì chuyện nhờ miễn đi cúp máy đây giọng của tô thủy kỳ cứng rắn muốn cúp điện thoại đợi một chút chấm than ngoặc kép Đường khả hình lập tức kêu to Tô Thủy Kỳ cầm điện thoại di động Không lên tiếng, lặng lẽ cười Vậy, vậy, vậy em Em đi, nhưng Nhưng ba mẹ và chị của anh Chấm ngoặc kép, đường khả hình cảm giác Đột nhiên trái tim của mình tan vỡ Tô Thủy Kỳ bật cười nói Em yên tâm, bọn họ không có ở nhà 5 giờ anh ở nhà chờ em Nếu như đến trễ Cũng đừng đến nữa À, em, 5 giờ em còn chưa tan việc Đường Khả Hinh căng thẳng nói. Đây là chuyện của em, cúp máy đây, Tô Thủy Kỳ nhanh chóng cúp điện thoại, đặt lên bàn, đột nhiên đứng lên, vui vẻ mỉm cười. Lúc này đường Khả Hinh không có tâm tư, cũng không có thời gian bi thương nữa, cô cầm điện thoại di động, nhớ tới hôm nay Trang Hạo Nhiên giao cho mình bài tập tìm hương liệu vẫn chưa xong, nếu như làm xong, anh có thể tha mình một lần cũng không chừng, cô lập tức kéo xe rượu, nhìn về phía trước hô to, taxi. Chấm than ngoặc kép taxi thắng gấp ở trước mặt cô, cô lập tức gấp gáp kéo cái dương, chui vào trong xe, phịch một tiếng đóng cửa lại, kêu to khách sạn Á Châu. Chấm than ngoặc kép, hôm nay hương liệu mùi vị có, trứng cam muối, nicotine, lá sông khói, hạt rẻ. Nguồn gốc các loại mùi thơm. Đường khả hình kéo cái dương rượu vọt vào hoàn cầu thật nhanh, sau đó đem dương giao cho tiếp tân, khóa vào quỹ bảo hiểm, mau chóng xông lên tầng lầu tổng giám đốc hoàn cầu, nhanh chóng tìm nguồn gốc mùi thơm. Trang Hạo Nhiên đang ở bên trong hoàn cầu, mở một cuộc họp lớn khoảng 3 giờ, hơn 4 giờ anh bước nhanh đi ra phòng họp, trong tay còn cầm một phần tài liệu, vừa muốn đi về phía phòng làm việc, lại thấy đường khả hinh vèo một tiếng, giống như một trận gió sông tới, nhấc lên tay của mình kêu to, vào đây với tôi. Chấm than ngoặc kép, này, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên kêu to một tiếng, vẫn bị đường khả hinh kéo vào phòng tổng giám đốc, phịch một tiếng đóng cửa lại. Lâm Sở Nhai đứng ở một bên, không thể tin nổi nhìn về phía cánh cửa kia có chút không chịu nổi nói trời ạ không chịu nổi không được rồi bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện phi chấm than ngoặc kép tào anh kiệt chập một tiếng cười nói ở trong mắt trang hạo nhiên ngay cả con gái đường khả hình cũng không phải nhưng dù sao cô ấy vẫn là giới tính cái tô lạc hoành cũng không nhịn được nói con rồi cũng có giới tính cái tào anh kiệt hết sức có lòng tin hai người bọn họ không xảy ra việc gì lâm sở nhai vẫn cảm thấy giữa ban ngày ban mặt bọn họ quá tự nhiên thật sự thật sự quá mức hơn nữa hết sức nghi ngờ bọn họ bên trong phòng làm việc đường khả hinh một tay đẩy ngã trang hạo nhiên ở trên ghế salon sau đó cả người mình đè ở trên người của anh mặt kê sát mặt anh muốn hôn này chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên giống như sắp bị sỉ nhục đôi tay ôm chặt ngực trợn mắt nhìn đường khả hinh kêu to cô muốn làm gì tôi cho cô biết tôi không thể thích cô chấm than ngoặc kép anh đừng ồn ào chấm than ngoặc kép đường khả hình đột nhiên giống như đàn ông đánh anh một cái cười có chút xấu xa nhìn anh cô ánh mắt của cô thật sự rất đáng sợ tôi tôi không chịu nổi chấm ngoặc kép trang hạo nhiên không dám nhìn quay mặt đi giống như cô gái nhỏ xấu hổ đường khả hình lại vươn tay nắm cái cảm rất khêu gợi của anh cúi xuống nhìn anh rất mập mờ cười nói hôm nay anh ăn trứng cá muối xúc gà hạt rẻ còn có anh tán gẫu với thành viên hội đồng quản trị, ông ta hút xì gà, trên người có mùi nicotine. Chấm ngoặc kép. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới lạnh lùng nhìn cô, biết cô đang nói nguồn góc mùi thơm, trong con người hiện lên vui vẻ, nói cô biết sao. Đường khả hình rất hả hê cười hì hì hai tiếng, đột nhiên cúi xuống, đưa lỗ mũi của mình ngàn năm khó gặp, so với lỗ mũi chó còn thính hơn ngàn lần, nhẹ nhàng quét qua bên môi Trang Hạo Nhiên, rồi đến cổ, sau đó đưa một tay, thật bá đạo cởi cúc áo tây trang của anh. Này, Trang hạo nhiên không chịu nổi nhìn cô, muốn đưa tay kéo tây trang. Chát, tay bị đánh. Đường khả hình lạnh lùng chừng mắt liếc nhìn anh một cái, mới cúi xuống, vén tây trang của anh, lại cúi xuống, dùng chóp mũi của mình, cách lớp áo sơ mi màu đen, nhẹ nhàng ngửi trong áo sơ mi, lộ ra một chút mùi lá sông khói, ánh mắt của cô cười híp lại thành trang rằm, ngẩng đầu lên nhìn trang hạo nhiên, mắt lấp lánh, nói thời tiết lạnh, mùa thu tới, lá cây rụng rất nhiều, mấy ngày nay ở phía sau vườn hoa khách sạn, nhặt rất nhiều lá thơm dùng để làm việc sông khói, hôm nay nhất định anh đã vào phòng bếp. Có đúng hay không? Hai chồng mắt trang hạo nhiên thoáng qua một chút vui vẻ, nhìn cô. Mặc dù anh muốn xóa mùi vị đó, trở về tắm rửa sạch sẽ, nhưng bản tiểu thư tôi vẫn ngửi ra được. Có phục hay không? Đường khả hình rất nhanh chóng đưa mặt tới gần, hai mắt thật to lóe sáng, bắt trước tiêu đồng ngang ngược hỏi. Trang hạo nhiên nằm trên ghế salon, ngước đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đường Khả Hinh áp xuống, còn có đôi mắt thật to. Đột nhiên cười nói, còn có thể không phục sao? Cho nên hôm nay tôi làm bài tập xong, tôi muốn nghỉ một tiếng, có được không? Đường Khả Hinh nhìn thời gian không nhiều lắm, lại đưa mặt thật gần nhìn anh cười hỏi. Trang hạo nhiên không lên tiếng, hai mắt lóe lên dịu dàng, nhìn khuôn mặt cô áp xuống, nở nụ cười ngọt ngào. Anh cài một cái cái cúc áo, mới cố ý nói, không được sắc mặt của đường khả hinh thu lại chợt chừng mắt nhìn anh trang hạo nhiên thấy ánh mắt cô ngược lại dịu dàng nhìn cô hỏi có chuyện gì muốn xin nghỉ có một chút chuyện đường khả hinh nói trang hạo nhiên xoay mặt đi suy nghĩ một chút đường khả hinh lại nắm tay của anh giống như cầu xin anh khổ khổ nói làm ơn đi thời gian của tôi không nhiều lắm trang hạo nhiên đột nhiên mỉm cười trở tay nắm nắm bàn tay nhỏ bé của cô khều khều khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mới nói nói nhảm thời gian gì không nhiều lắm sau này không cho nói bậy muốn đi thì đi đi nhưng cô phải mang rượu mẫu về nhà chấm than ngoặc kép biết rồi đường khả hình nhảy dựng lên xông ra ngoài đừng đóng cửa mạnh chấm ngoặc kép ầm um, chấm than ngoặc kép cửa lại vang lên một tiếng đinh tai trang hạo nhiên tức giận nắm gối đầu phát điên ném tới bên cửa kêu to sớm muộn gì cánh cửa cũng bị cô phá hỏng thôi chấm than ngoặc kép. Đường Khả Hinh vọt vào đại sảnh khách sạn Á Châu, nhắc cổ tay nhìn thời gian đã 4 giờ 25 phút rồi, cô kêu lên một tiếng ôi, nhìn thấy một chiếc taxi từ bên kia lái tới, một người khách mới vừa đi xuống, cô lập tức xông qua, kêu to taxi. Xe vừa muốn lái đi, lại ngừng lại. Đường Khả Hinh xông vào trong buồng xe, kêu to với tài xế, tài xế làm phiền anh nhanh lên một chút, tôi muốn đến phủ thủ tướng. Mau, tôi không có thời gian tôi muốn 5 giờ phải đến nơi. Tài xế cầm tay lái, quay đầu nhìn về phía vị tiểu thư này, hỏi đi đâu. mười 318, anh làm sao thế? Phủ thủ tướng, đường khả hình nhìn về phía tài xế, căng thẳng nói. Tài xế không thể tin nổi quan sát bộ dáng đường khả hình từ trên xuống, không xác định hỏi, cô nói lại lần nữa, cô muốn đi đâu? Phủ thủ tướng, đường khả hình xác định nhìn anh ta, nói gấp. Cô em, chấm than ngoặc kép, Tài xế nhìn về phía đường Khả Hinh, có chút tức giận nói: "Cô đến phủ thủ tướng hay đi chợ mua thức ăn đây? Cô biết con đường kia đi như thế nào sao? Ngay cả một nửa cô cũng không đi được, cũng sẽ bị cản lại thôi." "Tôi biết rõ, tôi biết rõ. Anh hãy yên tâm đi. Có thể vào." Chấm than ngoặc kép. Đường Khả Hinh vẫn rất nhạy bén nói. Tài xế lại quan sát kỹ cô gái này, không tin. Đường Khả Hinh ôi một tiếng, từ trong túi của mình móc ra hai tờ một trăm đồng đưa cho tài xế nói, nếu như có thể tới đó 5 giờ. Tất cả tiền này đều là của anh, chấm than ngoặc kép. Tài xế nhìn thấy tiền thì vui vẻ, lập tức lái xe, cười nói, vậy cũng không trở ngại lắm. Đi thôi, chấm than ngoặc kép. Anh ta nói xong, lập tức lái xe, đạp chân ga, vèo một tiếng, xe lao về phía trước. Đường Khả Hinh ngồi ở phía sau xe, nhìn thời gian đã 4 giờ 30, rồi, cô thở dài một cái, quay đầu nhìn trời xanh biển rộng phía ngoài cửa sổ, cảm giác sầu lo vẫn ập vào lòng. Chiếc xe taxi màu đỏ, lái về dọc theo đường lớn Tân Hải lái phía trung tâm nội thành, sau đó rẽ trái lên đoạn đường cao tốc, trải qua một dãy căn hộ chung cư cao cấp, sau đó chậm rãi lái về phía một đường lớn rừng trúc sâu thẳm, hai bên chim hót hoa thơm, vẫn không cảm nhận ra không khí mùa thu mang đến hương vị cho thế giới này. Đường khả Hinh thật tò mò quay cửa kính xe xuống, nhìn phong cảnh xung quanh, hết sức tò mò. Taxi tài xế cũng hết sức tò mò, Lái xe chạy qua một cây cầu nhỏ, cùng thác nước nhỏ xa xa thấp thoáng phong cảnh núi non, vừa muốn chạy nhanh tới phía trước thì cũng đã thấy ánh đèn màu xanh nhanh chóng lóe sáng, con đường lớn rộng rãi trước mặt, dùng rào chắn quân dụng vàng đen chặn lại, hơn 20 cảnh vệ và xe cảnh sát chờ ở một bên, dùng tay chặn xe taxi bên này. Tài xế lập tức căng thẳng quay đầu lại nhìn về phía Khả Hinh nói: "Cô em, cô chắc chắn cô có thể qua sao?" Kế tiếp cô ứng phó đi. "Được, đường Khả Hinh khẳng định gật đầu. Tài xế nghe vậy, liền chậm rãi lái xe, để cho xe từ từ chạy về phía trước rào chắn, ngừng lại, Đường Khả Hinh lập tức đẩy cửa xe ra, đi ra, nhìn về phía một vị cảnh sát cũng nghiêm túc đi tới, mặc dù trái tim của cô hoảng sợ nhảy thình thịch, nhưng vẫn nhìn về phía cảnh sát cuối người, rất cung kính nói: "Xin chào, cảnh quan, tôi tên là Đường Khả Hinh, có hẹn với cậu chủ Tô trong phủ thủ tướng, làm phiền ngài giúp tôi thông báo một chút." Viên cảnh sát vừa nghe nhìn lên nhìn xuống đánh giá xong, mới nói cô chờ một chút. Viên cảnh sát nói xong, lập tức cầm bộ đàm đi trở về, vừa đi vừa nói chuyện, năm người cảnh sát phía trước mặt lập tức cầm dụng cụ dò xét, bước nhanh về phía xe taxi bên cạnh, kiểm tra xung quanh xe không che giấu đồ vật nguy hiểm, bảo tài xế taxi xuống xe, quét một lần toàn thân anh ta từ cao xuống thấp, sau đó để cho một con quân khuyển oai phong giống như tướng quân, người một lần toàn thân anh ta từ cao xuống thấp, lại đến trước mặt của đường khả hình, Người một lần toàn thân cô từ cao xuống thấp. Đường khả hình thật căng thẳng nhìn chầm chầm vào con chó này, so với Oscar còn đáng sợ hơn nhiều, Oscar nhìn bề ngoài đáng sợ, nhưng lông nó màu vàng, nó rất đẹp trai. Con này, cũng đẹp trai. Cho đi, cảnh vệ cầm bộ đàm ở phía trước, đột nhiên kêu to. Đường khả hình và tài xế taxi nhìn rào chắn phía trước đã chậm rãi mở ra, bọn họ thở phào nhẹ nhóm, lập tức leo lên xe, tài xế còn lau mồ hôi một phen lái xe nói, hù chết tôi rồi. Đường khả hình lau mồ hôi trên chán, nói, hù chết chị. Taxi chậm rãi chạy tới phía trước, chạy qua rào chắn, chạy qua một đoạn đường lớn màu xanh thật dài, rốt cuộc nhìn thấy sân cỏ rộng lớn trải dài tới phương xa, mái ngói cổ kính màu xanh và trắng nối liền nhau trên nóc khu biệt thự, một tòa tránh viện ở giữa, cửa chính đã mở ra, trước mặt là đài phun nước hoa mẫu đơn, đang phun nước ra, hai bên cạnh có rất nhiều cảnh vệ mặc đồng phục màu trắng, bọn họ mang bộ đàm, đang nghiêm túc đứng làm việc, luôn quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tài xế taxi nhìn ngây người, cầm tay lái, chậm rãi lái xe lớn về phía phủ thủ tướng trên con đường đá xanh rộng, nơi xa nghe tiếng chuông bong bong chuyển đến, ý cảnh như thế, làm cho người ta thoải mái và an tâm. Đây mới thật là địa phương tốt, chấm ngoặc kép, tài xế cũng có chút không nở đi, nhưng đã có cảnh vệ đưa tay ngăn taxi, xe dừng lại, đường khả hình vẫn có chút căng thẳng bước ra con đường đá xanh, Đối mặt ánh mặt trời hoàng hôn mãnh liệt trước khi dần tắt, ngắm nhìn sân cỏ rộng lớn xung quanh, cảnh vật vô cùng rõ ràng, nắm chặt dây túi sách tay. Đường tiểu thư, chấm ngoặc kép, một viên cảnh vệ mỉm cười nhìn về phía đường khả hinh, nói chúng tôi đã nhận được thông báo, biết cô sẽ tới, xin mời vào trong. Đường khả hinh nhìn viên cảnh vệ một cái, không khỏi lo sợ, nhưng vẫn nắm chặt dây túi sách, im lặng đi theo anh ta, đón ánh mặt trời, đi lên bậc thang đá màu trắng thật lớn đi qua một mảnh trống trải trước cửa, rốt cuộc đi vào phòng khách cổ điển thật lớn, phản chiếu bóng trúc xanh bốn phía, còn chưa kịp quan sát không gian xa hoa làm người ta líu lưỡi, cũng đã nghe được tiếng cười vui vẻ của người trong nhà, trong đầu cô bùm một tiếng, giống như gáo rửa bị con khỉ đột đập ra, một âm thanh tan vỡ. Trái tim chợt dâng lên lạnh lẽo, đứng ở cạnh bốn cánh cửa khổng lồ, không ngờ nhìn thấy thủ tướng, cha mẹ Tô, Tô Linh, bên cạnh có một người đàn ông nho nhã lịch sự, khi khái quân tử ôm lấy cô, Đoán chừng chính là con rể của nhà họ Tô, bọn họ đang ngồi ở trong đại sảnh trò chuyện vui vẻ. Hình ảnh ầm một tiếng, nổ tung trong đầu Đường Khả Hinh, cô lập tức giống như đứa bé, không thể tưởng tượng nổi, trợn to hai mắt, con người phóng đại nhìn tất cả trước mặt, mồ hôi đầm đìa. Cả nhà họ Tô nhìn về phía Đường Khả Hinh, cũng nhất thời giật mình, bởi vì Tô Thủy Kỳ trực tiếp liên lạc với cảnh vệ, cũng không có thông báo cho người trong nhà. Ô, chấm ngoặc kép, Tô Linh nhìn về phía Khả Hinh, có chút mất hồn cười khẽ, không nói nên lời. Bên cạnh, chồng chưa cưới Lưu Tử Tùng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của vợ chưa cưới, mỉm cười hỏi, Linh Linh. Vị này là, chấm ngoặc kép. Thủ tướng và ông bà Tô vẫn có chút không thể tin nổi nhìn về phía đường Khả Hinh. Vẻ mặt của đường Khả Hinh như bị táo bón, giống như muốn khóc, cúi thấp đầu, trong lòng ngàn vạn lần gọi, Tô Thụy Kỳ, anh muốn làm gì? Tịnh Kỳ lập tức mỉm cười đi tới, nói với ngòi nhà họ Tô, vị này là khách của cậu chủ, lúc này đã thông báo cho cảnh vệ, cậu chủ mời đường tiểu thư ngồi tạm một lát ở phòng khách, cậu ấy đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu, tạm thời không thể xuống. Trong mắt đường khả hình muốn rớt ra, đứng ở nơi đó, vẫn cũng không biết nên làm cái gì, mồ hôi hột từng giọt nhỏ xuống. Ô, chấm ngoặc kép, Tô Linh vừa nghe, lập tức mỉm cười đứng lên, nhìn bộ dáng khả hình sợ ngây người, liền đi qua. Nhẹ nhàng kéo bả vai của cô, nói, khả hình, chúng ta lại gặp mặt. Thủy Kỳ cũng thật là, muốn mời em đến trong phủ, cũng không nói với chúng tôi một tiếng, làm cho em luống cuống, đừng căng thẳng, coi như ở nhà mình, em cũng không phải là không biết chúng tôi. Tô Linh vẫn hết sức thật lòng và thẳng thắn nói chuyện với Khả Hinh. Ách, à, chấm ngoặc kép, Khả Hinh nhớ tới chuyện đồng ý với Tô Linh lần trước, cô thật sự cảm thấy hết sức hết sức khó xử, thật sự hết sức hết sức ngượng ngùng nói thật. Xin lỗi, mạn phép tới quấy giày. Chấm ngoặc kép, Đừng khách sáo, Tô Linh nhẹ nhàng nhìn cô một cái, mới mỉm cười, hết sức vui vẻ đỡ cô đi về phía ông nội và cha mẹ ở bên cạnh nói, ba mẹ, mọi người còn nhớ Khả Hinh chứ? Nhớ, làm sao lại không nhớ rõ, Khả Hinh, mau tới đây ngồi, Chu anh mỉm cười nói. Đường Khả Hinh lập tức căng thẳng đứng ở trước mặt của mọi người, thở nhẹ, căng thẳng nói, chào thủ tướng, chào chú chào gì? Mạn phép quấy dày. Lưu Tử Tùng là một người đàn ông nho nhã lịch sự, mặc tây trang kẻ sọc màu đen, tao nhã ngồi ở trên ghế salon, mỉm cười ngẩng đầu lên, hết sức hiền hòa nhìn về phía khả Hinh, hỏi vợ chưa cưới Tô Linh, vị này là. Chấm ngoặc kép, cô ấy là bạn thân của Thụy Kỳ, cũng giống như tử hiền. Tô Linh đỡ đường Khả Hinh ngồi ở bên cạnh mình, cười nói, Khả Hinh, đây là chồng chưa cưới của chị, Lưu Tử Tùng, em cũng như Tử Hiền, gọi anh rể là được. Trên trán đường Khả Hinh nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn căng thẳng nhìn anh rể họ tô nhẹ nhàng gọi chấm ngoặc kép anh 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 rể chấm ngoặc kép người cả nhà cùng nhau cười thoải mái lưu tử tùng càng ngạc nhiên cười nói tại sao lại anh chưa từng nghe nói thủy kỳ có một người bạn thân đáng yêu như vậy thủy kỳ xem cô ấy như bảo bối đều muốn giấu đi tô linh bật cười nói trên mặt đường khả hinh muốn kéo ra nụ cười nhưng cô thật sự không cười nổi hiện tại cô căng thẳng không nói nên lời chỉ muốn Tô Thụy hiện ra. Thật nhanh, mau, mau, mau tới. Một lát sau, tịnh kỳ lại ra ngoài, nhìn về phía mọi người mỉm cười nói, cậu chủ Tô mới vừa phái người tới đây thông báo, nói bị đau đầu, không chào hỏi đường tiểu thư được, cho nên mời đường tiểu thư cùng người trong nhà dùng bữa tối trước, cậu ấy nghỉ ngơi một lát, sẽ trò chuyện với đường tiểu thư. Một âm thanh gáo rửa vỡ vang lên. Đường khả hình cảm giác đầu óc của mình bị người ta tách ra, một cảm giác đau xót thiếu oxy, mặt của cô như bị táo bón, muốn khóc ngẩng đầu nhìn về phía tịnh kỳ, chị gái xinh đẹp, bày ra nụ cười khổ nói, anh ấy. Rất không thoải mái sao, tôi, muốn đi thăm anh ấy được hay không, hay là tôi đi thăm anh ấy nhé, tôi rất lo lắng cho anh ấy, tôi lập tức đến xem anh ấy, chấm ngoặc kép, chân của cô muốn lập tức chạy trốn. Cô yên tâm, cậu chủ không có việc gì, tịnh kỳ mỉm cười nói. Cậu ấy không thoải mái thì thôi, khả hinh, ăn tối với chúng tôi. Hôm nay trong phủ chúng tôi làm rất nhiều tôm rim, em nhất định phải đích thân nếm thử một chút. Tô Linh không nói hai lời, liền muốn đỡ đường khả hình. Không, không cần, nếu anh ấy không thoải mái. Em đi trước thôi, không quấy dày, chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức muốn chạy trốn. Thủ tướng suy nghĩ một chút, nhìn khả hình mỉm cười nói, khả hình, ở lại đây, cùng ông nội ăn một bữa cơm, ông nội rất ưa thích nghe cháu nói chuyện, ngồi ở bên cạnh ông nội ông nội trò chuyện với cháu một chút vâng chấm ngoặc kép trong lòng của đường khả hinh gào khóc chấm ngoặc kép tại sao có thể như vậy chứ đúng vậy xem như nhà mình lưu tử tùng cũng đứng lên cùng với thủ tướng đi về phía phòng ăn đường khả hinh cũng bất đắc dĩ cùng đám người tô linh chu anh đi về phía phòng ăn trang nhã sau khi lưu tử tùng chờ thủ tướng ngồi xuống mới đi đến vị trí thứ nhất bên trái phía dưới hết sức thân sĩ kéo ra một cái ghế cao nhìn về phía Khả Hinh, mỉm cười nói, Khả Hinh, ngồi đây. Hết sức thân thiết, lễ độ. Lúc này đầu óc đường Khả Hinh hỗn loạn lung tung, không biết làm sao mới đúng, chỉ đành miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó thật cẩn thận ngồi tại chỗ, ngẩng đầu lên, suy nghĩ Tô Thủy Kỳ, anh làm sao thế? chương 319, hạnh phúc của em hãy để chính em tìm lấy. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Hôm nay nhà họ tô ăn hải sản, cho nên trong lúc người giúp việc tới tới lui lui, mang lên cái mâm thủy tinh đựng tôm hấp ở giữa trang trí rực rỡ, sau đó cẩn thận mang lên một cái lồng hấp màu vàng, nhẹ nhàng mở nắp, đầy mùi thơm của cua, bên cạnh kèm theo từng đóa hoa cúc vàng óng ánh, kế tiếp là cá chép đỏ, tôm hùm hấp. Bên này người giúp việc phụ trách bữa ăn đem một bộ dụng cụ ăn cua, cẩn thận đặt xuống ở trước mặt mọi người, trước mặt còn có một đĩa nhỏ. Đường khả hình liếc mắt nhìn này đĩa nhỏ, từ nhỏ cùng cha ăn cua, hiểu đây là để dùng cho mọi người ăn xong mai cua, gộp lại thân cua đặt chung vào đĩa nhỏ. Bình thường người ăn cua sẽ không dễ dàng mở thân cua ra mà có dụng cụ đặc biệt để mở cua, có thể không bận tâm mở thịt cua ăn. Hai mắt của cô xoay tròn, trong chớp mắt, nhìn về phía người nhà họ tô vui vẻ nói đùa, mà tịnh kỳ chăm sóc cho thủ tướng, đã cầm kéo lên, cẩn thận cắt bỏ 8 cái que nhỏ và mai cua, sau đó hai cái càng lớn. Loại bỏ yếm, phú cua, mở cua. Lúc này thủ tướng cũng mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khả Hinh nói, "Khả Hinh, ăn nhiều một chút, đừng khách sáo, cháu quá gầy." Đường Khả Hinh nghe vậy, trong lòng ấm áp, nhìn về phía ông lão hiền lành nhà, khẽ mỉm cười nói, "Cảm ơn ông nội." "Ghét ông nội." Tô Linh cố ý nhìn ông nội, cười nói, "Luôn nói con gái không thể quá gầy, nếu không lại phúc bạc." "Tô Linh, không được nói chuyện với ông nội không có lễ phép, chú anh trách con gái." Cho dù Khả Hinh gầy cũng không phải là người phúc bạc." Thủ tướng mỉm cười nói. Người cả nhà cũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía thủ tướng. Đường Khả Hinh cũng có chút ngây ngốc nhìn về phía thủ tướng. Thủ tướng nhận lấy mai cua Tịnh Kỳ đưa cho mình, nhìn gạch cua đỏ vàng ở bên trong, liền nhẹ nhàng đưa tới đĩa nhỏ trước mặt Khả Hinh, mỉm cười nói, "Nào, ăn đi, ăn nhiều một chút." Chấm ngoặc kép. Ông nội, chấm ngoặc kép, Tô Linh thật có chút ăn dấm rồi nhìn về phía ông nội cười nói theo như cách nói của ông tương lai khả hình là người có phúc ừ chấm ngoặc kép thủ tướng mỉm cười gật đầu đường khả hình có chút kinh ngạc nhìn về phía thủ tướng không khỏi có chút không tin mỉm cười lưu tử tùng ngồi ở đối diện cũng mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn khả hình thật sâu mới nhìn sang thủ tướng hỏi ông nội ý kiến của ngài rất cao thâm giải thích cho bọn cháu nghe một chút đi đường khả hình cũng có chút tò mò nhìn về phía ông nội thủ tướng nhận lấy cái thìa nhỏ tình kỳ đưa tới, múc nhẹ một gớp gạch cua đặt ở trong miệng nhấp nhẹ, che đậy ánh sáng trí tuệ, trầm ngâm, sau một lúc lâu yên lặng, mới cười khẽ nói, xem cặp mắt to trong sáng và cái cằm nhỏ của cháu, chính là một đứa bé có phúc. Người cả nhà cùng nhau bật cười. Mặt của đường khả hình không khỏi đỏ lên. Ông nội, vậy cháu thì sao? Tô Linh mềm mỏng hỏi ông nội. Thủ tướng nghe vậy, cũng không có ngẩng đầu lên, vẫn chậm rãi ăn một miếng gạch cua, lại nếm thử một miếng trà gừng, mới nói, bản thân mình từ nhỏ cũng đã ngậm thìa vàng ra đời. Lúc ấy một vị sư phụ Phật giáo nói, còn nhỏ quá nhiều phúc, tương lai sẽ giảm thọ, cho nên từ nhỏ mẹ của cháu đặc biệt nghiêm khắc đối với cháu. Cũng giống như Thủy Kỳ đều sau 18 tuổi mới có người giúp việc hầu hạ lớn lên, cho nên bây giờ cháu mới có một chút phúc phận để hưởng thụ cuộc sống, suy nghĩ đứng đắn, bất quá hưởng thụ cuộc sống chính là chuyện bình thường nhất. Nhưng cháu không có kiên cường như khả Hinh, chịu nhiều khổ sở, không nản trí tương lai cuộc sống sẽ không kém nhất định sống rất tốt trong lòng của Đường Khả Hinh lại ấm áp nhìn về phía ông nội Thủ tướng cũng ngẩng đầu lên hết sức thương yêu nhìn về phía Khả Hinh bảo Tịnh Kỳ đem mai cua lớn nhất cho Khả Hinh nếm thử một chút cảm ơn ông nội chấm ngoặc kép Đường Khả Hinh thật lòng nhìn về phía Thủ tướng nói ăn đi Thủ tướng lại mỉm cười nói tương lai có thích cháu dâu như vậy hay không Tô Linh cố ý hỏi ông nội của mình Cháu dâu cũng không có ưu tú như Khả Hinh, thủ tướng khẳng định cười nói. Người cả nhà cùng nhau nở nụ cười, lòng của Khả Hinh ấm áp, cũng mỉm cười. Bữa bữa ăn tối này, cuối cùng ăn rất vui vẻ, sau đó cùng nhau rời bước đến phòng khách ngồi thì Khả Hinh cũng vẫn ngồi ở bên cạnh thủ tướng, thỉnh thoảng nói đùa cùng mọi người, mặc dù trong lòng có chút tâm sự, suy nghĩ tại sao Tô Thủy Kỳ còn chưa tới. Khả Hinh, Tô Linh nhìn ông nội thương yêu Khả Hinh như vậy, liền mỉm cười nhìn về phía cô nói nếu ông nội thương em như vậy, để cho ông nội nhận em làm cháu nuôi là được. Chị cũng hy vọng có một cô em gái. Đường Khả Hinh hơi sừng sốt, mỉm cười nhìn về phía ông nội. Ông nội mới vừa nhận lấy miếng táo tịnh kỳ đưa tới, mỉm cười muốn nói chuyện, ở đầu kia cũng đã chuyển đến một giọng nói cứng rắn, không được. Người cả nhà cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Thủy Kỳ mặc áo sơ mi màu xanh dương, quần thường màu đen, khoác áo khoác len màu trắng, phong độ thong thả đi tới, nhưng lộ rõ tao nhã và cơ trí, trên mặt lộ ra nụ cười cứng rắn, nhưng ánh mắt vẫn rất dịu dàng. Đường khả hình không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, nhiều ngày không gặp, trong lòng vẫn lo lắng ngày đó sau khi anh đau lòng và khổ sở đi khỏi, hôm nay nhìn thấy vẻ mặt anh bình tĩnh mỉm cười, ngược lại mình yên tâm. Tại sao lại không được? Tô Linh cười nhìn em trai, hỏi. Chính là không được, Tô Thụy Kỳ nói xong, người đã đi về phía đường khả hình, trực tiếp ngồi xuống ở bên cạnh cô, Dựa vào ghế salon, tay đặt nằm ngang sau lưng Khả Hinh, nhìn cô cười nói: "Thật xin lỗi, đã tới chậm." Đường Khả Hinh quay đầu nhìn anh, khẽ mỉm cười. Lưu Tử Tùng nhìn động tác của Tô Thủy Kỳ, hơi ý thức được cái gì, liền quay đầu nhìn về phía vợ chưa cưới. Tô Linh nhìn về phía em trai cười nói: "Trong nhà này, chỉ có một người khách sao? Chỉ biết nói xin lỗi với Khả Hinh." "Ai?" Lưu Tử Tùng bật cười hỏi vợ chưa cưới: "Anh là khách sao?" chúng ta còn chưa có kết hôn, anh vẫn là khách. Tô Linh cười nói, anh rể, chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ nhìn về phía Lưu Tử Tùng mỉm cười nói, chị tôi rất xảo trá tai quái, hay là đừng làm người một nhà với chị ấy. Ghét, Tô Linh cố ý chừng nhìn về phía em trai. Tô Thủy Kỳ nhận lấy miếng táo tịnh kỳ đưa tới, cắn nhẹ một hớp, thấy chị muốn cầm gối ôm lên, anh lập tức dùng tay đỡ lấy, bật cười nói, đừng. Em sai rồi. Đường khả hình quay đầu, có chút dịu dàng nhìn về phía Tô Thủy Kỳ cười thật vui vẻ, cô cũng vui vẻ. "Khả Hinh, cháu có muốn có một ông nội như ông không?" Thủ tướng cũng rất hứng thú với lời nói của Tô Linh, mỉm cười hỏi. "À." chấm ngoặc kép, cô sừng sốt. Tô Thủy Kỳ một tay ôm nhẹ cô vào trong ngực, nhìn về phía ông nội tiếp tục cứng rắn cười nói, "Không được. Ông nội, gọi ông nội có rất nhiều cách, nhưng chuyện này không được. Ông chỉ có hai đứa cháu, một là cháu, hai là chị của cháu." ha 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 chấm ngoặc kép thủ tướng hơi vui vẻ bật cười mặt của đường khả hình đỏ lên quay đầu lại nhìn tô thủy kỳ cảm thấy tay của anh dừng ở bên hông của mình thật chặt liền muốn nhẹ di chuyển tô thủy kỳ quay đầu nhìn bộ dáng xấu hổ của đường khả hình dịu dàng hỏi em tìm anh có việc sao ừm um, chấm ngoặc kép đường khả hình nhẹ nhàng đáp lời nhìn anh ánh mắt có chút gấp gáp bởi vì thời gian đã rất trễ rồi tô thủy kỳ nhìn vẻ mặt của cô liền gật đầu một cái, nắm tay của cô, đỡ nhẹ cô đứng lên, nhìn về phía mọi người cười nói, mọi người và anh rể ngồi trò chuyện, chúng cháu có chút việc phải trao đổi. "Tốt, Khả Hinh cũng chờ cháu đã lâu rồi." Thủ tướng mỉm cười nói. "Đi đi, trò chuyện một chút." Chu anh cũng sáng suốt cười nói. Tô Thủy Kỳ không nói gì thêm, kéo bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, cười đi khỏi. Tô Linh nhìn em trai dắt Khả Hinh đi khỏi, cũng im lặng lại. Trăng sáng giống như cái khay bạc treo trên cao, ánh trăng vẩy ra rơi vào trên mặt sân cỏ rộng rãi. Toàn bộ tòa nhà đều yên lặng, cảnh vệ vẫn đứng canh giữ. Mặt đất có chút ẩm ướt. Một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Tô Thủy Kỳ và Đường Khả Hinh đạp nhẹ mặt cỏ mềm mại, đi về phía đình nghỉ mát độc lập nằm ở đầu kia sân cỏ. Nhưng bởi vì quá khứ có một chút không vui, hai người vẫn im lặng bên nhau. Gần đây anh khỏe không? Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Tô Thủy Kỳ vừa đi về phía trước, vừa hỏi. đôi tay tô thủy kỳ cắm trong túi quần, mỉm cười từng bước từng bước đi về phía trước, nói gần đây cũng giống, chuyện trong tiệm vẫn theo quỹ đạo, người phụ trách cũng làm rất tốt, cũng không cần phiền tới anh. gần đây anh ở nhà, có thật nhiều thời gian dành cho người nhà, đây không phải là lời em chuyển lại cho anh sao? anh chậm rãi quay đầu, dịu dàng nhìn về phía cô. đường khả hinh nhìn ánh mắt kia, không nhịn được mặt đỏ lên, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước em tìm anh có chuyện gì tô thủy kỳ bước nhẹ nhàng hỏi nhắc tới chuyện này lòng của đường khả hình đột nhiên hoảng hốt không biết nói gì tô thủy kỳ nhìn bộ dáng đường khả hình như vậy im lặng một lúc liền cùng cô đi vào trong đình ở giữa sân cỏ đỡ nhẹ trên eo cô để cho cô ngồi xuống trên ghế salon kê gối ôm ở phía sau eo cô nương theo bốn chiếc đèn lồng bươm bướm cổ xưa chiếu ánh sáng rực rỡ nhìn nhau anh ngồi ở trên ghế salon đối diện cách bàn trà và lò hương nhìn bộ dáng ẩn nhẫn của khả hình, mỉm cười hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Chuyện này, rất khó mở miệng sao? Trái tim đường khả hình buộc chặt, nhất thời sinh ra ý nghĩ lùi bước, nhưng lại nhớ đến lời của Đông Anh, một cảm giác phiền não ập vào lòng, do dự. Tô Thủy Kỳ yên lặng nhìn về phía cô. Đường khả hình suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Thủy Kỳ nhẹ nhàng nói Tô Thủy Kỳ. Nghe nói, trái tim của thị trưởng phu nhân, giống như có vấn đề muốn muốn hỏi anh động giao giải phẫu chấm ngoặc kép tô thủy kỳ im lặng nhìn về phía cô một lúc lâu mới nhàn nhạt đáp ừ chấm ngoặc kép đường khả hình ngẩng đầu lên có chút vội vàng nhìn về phía anh lại tiếp xúc được ánh mắt lạnh lùng của anh cô giật mình không dám nói tiếp tô thủy kỳ nhìn về phía cô có chút không thể tin cười nói em hôm nay em tới tìm anh chính là vì chuyện này mặt của đường khả hình đỏ lên Tô Thủy Kỳ nhìn vẻ mặt cô, đột nhiên trong lòng đau nhói, không lên tiếng, cúi thấp đầu. Đường Khả Hinh thật gấp gáp ngẩng đầu, nhìn về phía anh nói Tô Thủy Kỳ. Em, chấm ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ đột nhiên cười khổ nói, hôm nay lúc anh nhận được điện thoại của em, anh vẫn rất vui vẻ, bởi vì sau ngày đó chúng ta không có gặp nhau, anh vẫn luôn nghĩ, lúc nào thì tìm em mới thích hợp, trái tim yếu ớt của em, lúc nào mới có thể khôi phục. Bản thân em cũng yếu ớt, anh không dám chạm đến, anh không thể không cân nhắc muốn mời em ăn cơm hay chấm ngoặc kép anh đột nhiên có hơi thất vọng không nói được nữa thở dài một hơi nói hay là gọi điện thoại cho em hỏi gần đây em có khỏe không hai mắt đường khả hình tràn lệ nhưng em lại dùng cách này xuất hiện trước mặt của anh tô thủy kỳ ngẩng đầu lên nhìn về phía cô nói đường khả hình bất đắc dĩ cúi đầu níu chặt áo khoác lông thỏ của mình suy nghĩ thật lâu thật lâu rốt cuộc yếu ớt mở miệng, nếu như có thể, em. Em tình nguyện cả đời cũng không muốn gặp anh, cũng không cần dùng cách này tới tìm anh. Em, gần đây số mạng em, giống như bị xé rách, càng không ngừng có người xé em ra, em mới vừa muốn mạnh mẽ một chút, chỉ sống cuộc sống của mình là được, nhưng em phát hiện em không thể. Chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ yên lặng nhìn về phía cô. Hai mắt đường khả hình dương dưng nói, em thật sự không thể. Bởi vì cuộc sống hiện tại của em là do người khác quan tâm và lo lắng chồng chất, em mắc nợ rất nhiều, có thể đời này em cũng không trả được, em không biết làm sao. Em, chấm ngoặc kép, cô đột nhiên không nói được nữa, cảm giác hôm nay mình tới nơi này, thật sự là sai lầm lớn, mình đáng chết, lòng biết ơn đáng chết, cô cắn chặt răng, cố nén nước mắt. Ai bảo em tới tìm anh, tưởng thiên lỗi, Tô Thủy Kỳ có chút tức giận hỏi. Không phải, đường khả hình lắc đầu một cái. Là ai? Tô Thủy Kỳ cứng rắn hỏi. Tự em thôi, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhẹ nhàng nói. Cái gì? Tô Thủy Kỳ nhìn về phía cô. Trong lúc nhất thời, đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, thật lòng nói, tự em, em muốn làm hết trách nhiệm, muốn giữ một chút lòng biết ơn tới đây thỉnh cầu anh, thỉnh cầu anh giúp thị trưởng phu nhân một chút, giúp chị ấy làm giải phẫu, để cho chị ấy sống lại, để cho chị ấy sống thật tốt. Em thật lòng thỉnh cầu anh, nhưng em không có nghĩ qua anh có đồng ý hay không. Em chỉ tới đây thật lòng thỉnh cầu anh mà thôi. Chấm ngoặc kép. Cô cúi đầu, nước mắt lan xuống. Tô Thủy Kỳ nhìn thấy cô bị thương, hỏi em cảm thấy anh sẽ đồng ý không? Em không biết, chấm ngoặc kép, nước mắt đường khả hình nhỏ xuống, nghẹn ngào nói. Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng phía ngoài cửa sổ, có một chút đau lòng hỏi, ngoài chuyện này, em còn có chuyện khác muốn nói không? Có, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh gật đầu. Tô Thủy Kỳ nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía anh, thật lòng nói, lúc đến, nghĩ kỹ rất nhiều lời cầu cạnh, sau khi nhìn thấy anh cũng không nói ra được nữa, nhìn thấy bây giờ anh vui vẻ, em rất vui vẻ, nếu như có thể, em tình nguyện mình bị băm vằm thành trăm mảnh, em cũng không muốn để cho anh bị tổn thương và khổ sở, bởi vì anh là người em rất quý trọng. Ngày đó sau khi chúng ta gặp nhau, vẫn rất lo lắng cho anh. Chấm ngoặc kép sau đó muốn gọi điện thoại cho anh hỏi anh gần đây có tốt không có khỏe hay không lời sau cùng ẩn nhẫn ở trong lòng không dám nói cô lau nước mắt tô thủy kỳ nhìn về phía cô cố ý cau mặt hỏi là thật sao có lo lắng cho anh sao đường khả hình im lặng gật đầu một cái tại sao không gọi điện thoại không dám chấm ngoặc kép đường khả hình khóc nói trên mặt tô thủy kỳ lộ ra nụ cười nói vậy anh không phải nên cảm ơn bệnh của như mạt đường khả hình ngẩng đầu lên rơi lệ nhìn về phía anh em hy vọng anh phẫu thuật lần này sao tô thủy kỳ hỏi đường khả hình thật ra hỏi một câu hai nghĩa nếu anh phẫu thuật thành công cô ấy khỏe mạnh rồi cô ấy hạnh phúc có thể em cũng sẽ không hạnh phúc chấm ngoặc kép đường khả hình chớp mắt đôi mắt đẫm lệ nước mắt lăn xuống nói trên thế giới này mỗi người đều có sức khỏe của riêng mình hạnh phúc của riêng mình hạnh phúc của em hãy để chính em tìm lấy. Chấm ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ đau lòng nhìn về phía cô, ánh mắt lại xẹt qua một chút vui vẻ. chương 320, Thượng Đế sắp xếp. Ánh trăng màu bạc vẫn nhàn nhạt tỏa sáng, rơi vào trên mặt cỏ ướt át. Tô Thủy Kỳ và đường Khả Hinh cùng im lặng đạp sân cỏ mềm mại, đi ra ngoài cửa. Khả Hinh có chút ngạc nhiên nhìn vẻ mặt Tô Thủy Kỳ bình tĩnh và cười trúng chím, có chút không hiểu. Tô Thủy Kỳ cảm thấy ánh mắt kỳ lạ của Khả Hinh, liền quay đầu nhìn về phía cô, mỉm cười hỏi thế nào. Đường khả hình nhìn anh ánh mắt bình tĩnh của anh, ngay lập tức lấy dũng khí hỏi chuyện. Làm phẫu thuật cho tần phu nhân, anh, chấm ngoặc kép, chiếc sấp đang ở phía trước, ánh sáng kim loại nhấp nháy. Tô Thủy Kỳ dừng tại chỗ, nhìn vẻ mặt đường khả hình có chút căng thẳng, đột nhiên mỉm cười, nói chuyện này, anh sẽ xem xét, em cũng không cần quan tâm. Đường khả hình có chút sướng sờ nhìn anh, không hiểu ý của anh. Tô Thủy Kỳ nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, "Em phải nhớ, sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không liên quan tới em, em chỉ cần làm xong chuyện của em là được. Tất cả giao cho anh, từ chối hay đồng ý, không phải ở trong tay em, là trong tay anh. Em không cần có bất kỳ áp lực nào, cũng đừng vì bất cứ người nào đau đớn mà chịu đựng chuyện gì, em không có trách nhiệm đó." chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh. Tô Thủy Kỳ nhìn kỹ Đường Khả Hinh trong khoảng thời gian này càng thêm gầy, liền vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói, nghe nói em sắp tham gia cuộc tranh tài rượu đỏ, phải cố gắng lên, vì tương lai của mình mà cố gắng. Hiểu chưa? Trong lòng của đường khả hình cảm thấy ấm áp, nhìn anh, cười nhẹ, gật đầu một cái. Tốt, chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ nắm chặt bả vai của cô, cười nói, đi. Anh đưa em về. Không cần, đường khả hình lập tức nói, đã chế thế này, còn đưa em làm gì? mau trở về nghỉ ngơi." Tô Thủy Kỳ đột nhiên mỉm cười, xoay người đi về phía chiếc sấp của mình, mới nói: "Đi thôi." Đứa ngốc. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn về phía bóng lưng của anh, đột nhiên phát hiện, anh dễ nói chuyện nhưng vẫn có chút bá đạo, thật ra bá đạo nhất chính là Trang Hạo Nhiên, cô đột nhiên mỉm cười, bước nhanh lên, nhìn Tô Thủy Kỳ đã kéo cửa xe chỗ ngồi kế bên tài xế cho mình, trong lòng của cô đột nhiên rất thoải mái, cười nói: "Em cho là." Cả đời cũng không có cơ hội ngồi xe của anh nữa. Tô Thủy Kỳ nhìn đường Khả Hinh thật sâu, nói cho tới bây giờ anh cũng không có cảm thấy, sẽ không ngồi xe của anh nữa. Đường Khả Hinh nhìn lại anh. Lên xe đi, thư ký đường, chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ cười nói. Đường Khả Hinh cười phốc tiếng, được anh đở lên, ngồi lên xe, Tô Thủy Kỳ đóng cửa lại, vòng qua sườn xe, mình ngồi lên ghế lái, thắt dây nhịt an toàn, nổ máy xe, cầm vô lăng, vòng qua mảng đất trống thật lớn, liền tăng tốc độ để cho xe chạy tới phía trước. Đường khả hình vẫn giống như lúc xưa, quay cửa kính xe xuống, vươn tay quét qua trận gió lạnh thấu xương, tâm trạng thật tốt. Tô Thủy Kỳ cầm tay lái, quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của đường khả hình, chậm rãi vươn tay, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, tựa vào trước ghế, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khớp xương nho nhỏ của cô. Đường khả hình quay đầu nhìn anh. Mệt không, Tô Thủy Kỳ lái xe một tay, để cho xe nhanh chóng chạy qua rào chắn, tất cả cảnh vệ lập tức đứng ở một bên, chào hỏi, anh khẽ gật đầu, mới nhìn con đường trúc thật lớn phía trước, hỏi. Đường khả hình đột nhiên mỉm cười, mặc cho anh nắm bàn tay nhỏ bé của mình, không biết nên nói gì. Tô Thủy Kỳ cũng không nói gì, chỉ nhanh chóng lái xe chạy nhanh tới phía trước. Ngôi lầu nhỏ, Tô Thủy Kỳ lái xe dừng ở dưới lầu, cởi dây nịt an toàn, thấy đường khả hình cũng cởi dây nịt an toàn, nhìn mình mỉm cười nói tối hôm nay cảm ơn anh. Đừng khách sáo, Tô Thủy Kỳ cố ý cười nói một lát nữa anh trở về, lái xe cẩn thận một chút. Đường khả hình quay đầu, nhìn về phía anh cười nói. Ừ, anh không tiến em lên đi, Tô Thủy Kỳ nói. Được, đường khả hình mở cửa xe, muốn nhảy xuống xe, nhưng cô lập tức ngẩn người tại đó, quay đầu nhìn về phía Tô Thủy Kỳ nói anh chờ một chút. Chấm than ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ kỳ dừng lại động tác, nhìn đường khả hình nhảy xuống xe, đi thật nhanh về phía tiệm bánh bao bên kia, mua hai bánh bao kim chi nóng hổi, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào, đi tới cửa sổ bên ghế lái, đưa bánh bao cho anh, nói, này, thật ra em biết rõ anh đói bụng. Cố ý nói đau đầu, đồ xấu xa. Tô Thủy Kỳ đột nhiên mỉm cười, nhận lấy bánh bao, bỏ một cái bánh bao thịt kim chi vào trong miệng, ăn trước, nhìn Khả Hinh đứng ngoài cửa sổ, cười rất ngọt ngào, anh vừa nhai vừa cười nói với cô, ngày mai. Chờ điện thoại của anh. Chuyện gì vậy, đường Khả Hinh không hiểu nhìn về phía anh. Ngày mai anh có chuyện phải tới khách sạn Á Châu, buổi trưa em chờ anh, anh và em đi ăn cơm. Chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ đã nhanh chóng ăn xong bánh bao thứ hai, cũng đã lái xe, không đợi cô trả lời, liền nổ máy xe chạy nhanh tới phía trước, sợ cô từ chối. Tô Thủy Kỳ, chấm than ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên trở nên mất hồn muốn gọi anh, nhưng anh đã lái xe đi, cô đứng ở giữa đường, đột nhiên bất đắc dĩ mỉm cười. Sáng sớm hôm sau, khách sạn Á Châu không trung sáng sủa, ánh nắng ban mai tan đi, bầu trời trong xanh, không mây, gió biển lẫm liệt vẫn điên cuồng gào thét. Xe buýt dừng ở trước trạm. Đường khả hình mặc sơ mi kẻ ô vàng trắng, quần ống ngắn màu đen, bên ngoài khoác áo khoác màu xanh dương đậm, mang giày cao gót màu đen, cầm túi sách nhỏ hình vuông màu đen, ngẩng đầu lên nhìn về phía tòa khách sạn Á Châu với kiến trúc hùng vĩ. Nhớ tới câu nói của Tô Thủy Kỳ, em phải nhớ, sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không liên quan tới em, em chỉ cần làm xong chuyện của em là được. Tất cả giao cho anh, chấm ngoặc kép. Trong lòng của cô ấm áp, mỉm cười vui vẻ, nắm túi sách, bước nhanh vào khách sạn Á Châu, nhắc cổ tay nhìn thời gian, đã 9 giờ 15 phút, hẹn với Lauren tiên sinh 10 giờ kiểm tra kho rượu, cô nhanh chóng đổi đồng phục, chào hỏi Trang Hạo Nhiên, nói rượu mẫu đã để cho nhã tuệ mang về nhà, bàn giao công việc xong, liền trực tiếp đi thang máy đến tầng lầu phụ của tòa nhà, cửa thang máy mở ra, chỉ thấy ánh đèn màu đỏ chiếu sáng đại sảnh kho rượu gần trăm mét vuông, phía trên bầy áp phích các loại rượu đỏ cùng với hình ảnh trang trại nho. Mà trên kệ thủy tinh xoay tròn cũng bầy các loại rượu đỏ, Lauren tiên sinh mặc tây trang phẳng phiu, đứng ở trước một tấm hình, xuất thần nhìn hình ảnh trang trại này, xung quanh nhân viên làm việc cũng không dám quấy rầy mà làm công việc của mình. Lauren tiên sinh, đường khả hình nhẹ nhàng bước tới phía sau lưng ông ta, gọi nhỏ. Lauren vẫn đứng ở trước áp phích đó, nhìn hình ảnh từng trang trại, nhìn vườn nho kéo dài đến phía bên kia chân trời, màu xanh biên biếc lộ ra sức sống mạnh mẽ, một thợ nấu rượu ngồi xổm ở dưới gốc cây nho, tay nắm bùn đất, ánh mắt thâm thúy xa xăm. Đường Khả Hinh cũng có chút nghi ngờ nhìn tấm áp phích kia. Lauren biết Khả Hinh đã tới, hai mắt lấp lánh hữu thần, thoáng qua một chút ánh sáng hoài niệm, nở nụ cười, kéo ra nếp nhăn, lộ ra một chút thương tang mới chậm rãi nói, biết câu chuyện xưa ở thế giới bên kia không? Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn Lauren, mới chậm rãi lắc đầu một cái. Lauren mỉm cười một cái, mới nói, nếu muốn thực sự hiểu được ý nghĩa rượu vang đỏ, cô phải đích thân tới chỗ đó, cảm thụ bầu trời nơi đó, ánh mặt trời, gió mưa sương tuyết, thấy thợ nấu rượu ở trong quá trình trưng cất rượu, lộ ra ánh sáng trí tuệ, giải quyết khó khăn thì đằng sau sự mệt mỏi, cô mới có thể thực sự hiểu được, muốn sản xuất một chai rượu ngon thật sự do thượng đế sắp xếp. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhất thời cảm thấy cuộc sống thật rộng lớn. Rượu đỏ là máu của thượng đế, những lời này nói không sai, mấy chục năm, mới có được mấy năm tốt. Một năm nước mưa, ánh mặt trời, gió, mưa, tuyết, phải phối hợp vừa đúng, thiếu một loại, hoặc nó tới chậm, hay tới sớm cũng không được. Chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi ánh mặt trời, chờ đợi xương, cho dù trong lòng cô có nóng như lửa đốt, nhưng thượng đế sắp xếp rất xảo diệu, cũng rất vô tình. Lauren nói tới chỗ này, trong tròng mắt lộ ra một chút tiếc nuối. Đường khả hình cũng im lặng đứng ở một bên, không lên tiếng. Lauren nghĩ tới đây, liền mỉm cười quay đầu, nhìn cô gái nhỏ nhắn mong manh, hiền hòa hỏi cô có khát khao tiếp xúc với thế giới rượu vang xinh đẹp không? Đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn về phía Lauren, hai mắt xẹt qua một chút khiêu chiến, ánh sáng kiên nghị đến từ bản năng cuộc sống, nhẹ nhàng, lại tràn đầy năng lượng nói có. Lauren nghe lời này, nhìn hai mắt cô lộ ra ánh sáng mãnh liệt, an ủi mỉm cười, vươn tay vỗ nhẹ bả vai của cô, cùng với cô im lặng đi tới kho rượu, mới nói cùng tổng giám đốc Trang học tập rượu đỏ tới đâu rồi. Nói đến thật xấu hổ, tổng giám đốc để cho tôi bắt đầu từ những điều cơ bản, bắt đầu học rượu đỏ lại từ đầu, rồi đến tập hợp so sánh, gần đây học được nguồn gốc mùi hương. chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Lauren khẽ gật đầu nói tốt, tổng giám đốc Trang coi trọng việc bồi dưỡng nhân tài, cũng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tới đó, biết mặc dù cô có thiên phú, nhưng bởi vì sự hiểu biết trước kia đều là kiến thức nhặt được, không toàn diện, tự nhiên sẽ yêu cầu cô bắt đầu học tập lại, nhất là cậu ấy hiểu được như thế nào mới có thể phát huy trí tuệ của một nhân tài lớn nhất, tỏa sáng thực lực của cô, làm cộng sự với cấp trên như thế, mới thật sự là hợp tác lẫn nhau. Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười, Lauren đi về phía hành lang thật dài hình vòm, ngọn đèn nhỏ màu trắng sữa, chậm rãi sáng lên, bước chân có tiết tấu, nhẹ nhàng, sợ đánh thức rượu chân quý giấu ở trong vách tường, hỏi bình thường có tiếp xúc qua kiến thức làm thế nào lưu trữ rượu đỏ không? Đường khả Hinh khiêm tốn nói, biết sơ một chút, nhưng vẫn không hiểu lắm. Lauren gật đầu một cái, đi tới trước một cánh cửa, đẩy nhẹ ra, lập tức tủ rượu chiều dài 50 mét, ở trong ánh đèn màu vàng nho nhỏ, tầng tầng sáng tiếp nối, rượu đỏ được giữa theo phương hướng quy định, đặt nằm ngang giá, mỗi một thước, có một vỏ chai rượu đứng lên, trước giá thủy tinh có đánh dấu, khả hình ngây ngô đứng ở bên cửa, không nghĩ tới hành lang nho nhỏ, một cánh cửa nho nhỏ, có thể ẩn giấu hầm rượu sâu thẳm như thế, hơn nữa đây chỉ là một trong những cánh cửa, nghe nói nơi này tổng cộng có 70 cánh cửa. Cô kinh ngạc, Lauren mỉm cười đi tới, giải thích nói chúng ta cũng biết, rượu đỏ là một loại rượu rất tuyệt vời. Nó có một đặc tính, sau khi vào chai còn có thể tiếp tục phát triển trong chai, cho nên nơi cất giữ rượu phải vô cùng chú trọng. Trước mắt cô nhìn thấy, đã là loại sản xuất từ nhà máy rượu đỏ, những loại rượu ngon mấy chục năm thậm chí trên trăm năm vẫn còn đang ở một nơi nào đó ở thế giới bên kia, trong hầm đất kín bít phủ đầy bụi bầm. Lauren nói dứt lời, liền chậm rãi đi tới trước một cái giá, mới xoay người nhìn về phía đường khả hình, nói, nhiệt độ bảo quản ảnh hưởng rất lớn chất lượng rượu đỏ, chúng ta nhiệt độ lý tưởng là 10 đến 15 độ, nếu nhiệt độ hầm chứa quá cao, sẽ ảnh hưởng độ trưởng thành của rượu, hơn nữa bị oxy hóa, làm cho cho rượu biến chất, nhiệt độ quá thấp, cũng sẽ làm cho rượu đỏ ngừng trưởng thành, cho nên đối với một chai rượu đỏ, nhiệt độ ổn định phải cực kỳ chú trọng. Đường khả hình gật đầu một cái. Tay của Lauren vịn vào trên giá rượu nào đấy, lại nhìn về phía đường khả hình, dùng giọng nói nhẹ nhàng thông thả, tiếp tục mỉm cười nói cô nhìn thấy phía dưới giá rượu có dây chuyển sản xuất không. Đường khả Hinh nghe xong, liền thấy phía dưới giá rượu, quả thật có một dòng giống như dây chuyền sản xuất, cô không hiểu ngẩng đầu lên nhìn về phía Lauren. Lauren mỉm cười nói, độ ẩm sẽ ảnh hưởng chất lượng rượu đỏ, hơn nữa độ ẩm quá thấp sẽ làm nút gỗ mềm bị khô, không khí và vi sinh vật sẽ xâm nhập, cho nên bình thường bên trong phòng độ ẩm được duy trì chừng 70%, bởi vì độ ẩm sẽ thay đổi theo thời tiết, cho nên công việc của nhân viên chúng ta là cứ mỗi năm giờ sẽ đi vào đo nhiệt độ và độ ẩm, yêu cầu này cực kỳ nghiêm khắc. Đường Khả Hinh gật đầu. Cô nhìn thấy ngọn đèn nhỏ trên nóc không? Lauren ngẩng đầu lên mỉm cười nói. Vâng, chấm ngoặc kép, đường Khả hình không hiểu. Ánh sáng cũng sẽ ảnh hưởng chất lượng rượu đỏ, nhất là ánh sáng tia tử ngoại đối với rượu đỏ có ảnh hưởng rất lớn, cho nên tủ rượu của chúng ta và tất cả cửa kính đều là thủy tinh chống tia tử ngoại. Đặc biệt là rượu sủi bọt và rượu trắng sức nhạy cảm với ánh sáng, cho nên rượu trắng luôn đặt ở giá gỗ tầng dưới chót. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình lại gật đầu. Sau khi Lauren mang theo đường khả hình lục tục kiểm tra kho rượu các nơi, sau đó dẫn cô đi ra bên ngoài kho rượu, mở một cánh cửa kính nào đó, chỉ tất cả các loại ly trong suốt và bình giải rượu, giải thích tất cả những ly thủy tinh này đều là ly thượng đẳng, muốn phân biệt ly thủy tinh thượng đẳng, có một phương pháp vô cùng khéo léo. Chấm ngoặc kép. Lauren nói xong, liền đưa ngón tay thanh nhã cũng đã giả nua đầy nếp nhăn, nắm một cái ly thủy tinh trong đó đưa lên trên xem xét, búng nhẹ một cái đường khả hình lập tức nghe được một âm thanh trong suốt vang dội xa xa âm thanh càng xa chứng tỏ độ lồi lõm của ly thủy tinh càng nhiều cho nên sinh ra tiếng chấn động mãnh liệt dĩ nhiên điều này giới hạn ở dưới lớp kính mắt thường của chúng ta không nhìn thấy chấm ngoặc kép lauren mỉm cười nói đường khả hình cũng khẽ mỉm cười tiếng gõ cửa vang lên lauren cẩn thận để ly xuống kêu nhỏ vào đi một nhân viên làm việc mỉm cười đi tới nhìn về phía Lauren nói, xin chào Lauren tiên sinh, lãnh sự Pháp và ba ông chủ trang trại bóc đô mới vừa xuống máy bay, trước mắt vào nghỉ ngơi tại câu lạc bộ xì gà tầng 12. Muốn mời ngài đi qua tụ họp một chút. Hả, Lauren hiểu ý, liền nói tôi sẽ đến ngay, cô đi ra ngoài trước đi. Vâng, nhân viên làm việc lui ra ngoài. Lauren không nói gì thêm, mà im lặng xoay người, từng bước từng bước bình tĩnh đi tới trước một giá rượu, đeo bao tay trắng, đưa tay vào trong giá, lấy Grab Sato Hau Brian, Hồng Nhan Dung năm 1995, dơ dưới ánh đèn, quan sát niên hạn, mới mỉm cười nói, bình thường chủ trang trại, bởi vì quá yêu tiếc rượu, cho nên sẽ không dễ dàng thưởng rượu ngon thượng đẳng, thưởng thức rượu ngon là phải chú ý đến tâm tình, cơ duyên, còn có một chút chuyện xưa nổi lên. Cho nên Lauren chọn một, Hồng Nhan Dung, năm hạn thấp, xoay người nhìn về phía khả hình mỉm cười nói, đi theo tôi, tôi dẫn cô đi xem câu lạc bộ xì gà thật sự, xem bọn họ thưởng thức rượu đỏ ở bên trong luồng khói thuốc lá. Đường Khả Hinh nghe vậy, nhất thời có chút căng thẳng, bởi vì cô chưa từng chính thức đối mặt với khách. Đừng sợ, sớm muộn gì cô phải đối mặt. Chấm ngoặc kép, Lauren dẫn cô, đi ra khỏi hầm rượu. Câu lạc bộ xì gà nằm tại tầng 12 lầu phụ, tất cả đều thiết kế theo phong cách ra sờ. Sau khi cửa thang máy mở ra, có thể nhìn thấy khắp nơi trang trí xa hoa và bay ra một mùi xì gà không dứt ngay cả có thể nghe được mấy người đàn ông dùng tiếng Pháp đang trao đổi cái gì. Lauren dẫn đường khả hình mỉm cười đi về phía một gian phòng VIP yên tĩnh, bảo nhân viên làm việc đẩy qua một chiếc xe nhỏ đã chuẩn bị xong. Phía trên đặt hồng nhan dung, rất tôn quý, giá rượu, ly thủy tinh, bình giải rượu. Dụng cụ mở chai, khăn lông trắng. Ông ta nhìn tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa xong, liền gõ nhẹ cánh cửa. Bên trong cửa mấy người đàn ông nhẹ nhàng cười nói. Lauren hiểu ý, liền đưa hai tay đẩy nhẹ cửa ra, nhìn về phía trong phòng viết trang nhã, ngồi mấy người đàn ông quý phái, bọn họ tay cầm xì gà, đang cười nói, sau đó tưởng thiên lỗi mặc tây trang màu xám cho, áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra, vạt áo trước đeo có xích xích hình tam giác màu xanh dương đập, đang ngồi ở vị trí chủ, cùng ba ông chủ trang trại nhau dùng tiếng pháp lưu loát đang cười nói. Tổng giám đốc tưởng, chấm ngoặc kép, Lauren có chút vui mừng gọi nhỏ. Đường khả hình đứng ở ngoài cửa, lập tức giật mình. Audio điện tử võ tấn bền chương 321 Hiện tượng giả Tưởng thiên lỗi nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn về phía Lauren khẽ mỉm cười Lauren nhìn anh khẽ gật đầu Lập tức xoay người đi vào Trước hết bắt tay với ba ông chủ trang trại nho bóc đô trăm năm Sau đó dùng tiếng Pháp quê hương thân thiết chào hỏi đại sứ Pháp Mới nhìn mấy vị tân khách Dùng tiếng Pháp mỉm cười nói cung kính chuẩn bị Sato Haubrian năm 1995 cho bọn họ Mấy vị khách nghe xong ồ một tiếng, trong tay cầm xì gà, nhẹ nhàng vỗ tay. Tưởng thiên lỗi cũng mãn ý mỉm cười. Lauren mỉm cười xoay người, lại thấy sau lưng trống trơn, liền có chút nghi ngờ nhìn về phía ngoài cửa, kêu nhỏ đường khả hinh. Sắc mặt của tưởng thiên lỗi hơi thu lại, chuyển mắt nhìn về phía ngoài cửa. Đường khả hinh đứng ở ngoài cửa, thở nhẹ một hơi, nhanh chóng chớp mắt, nhưng vẫn dẫn đầu các nhân viên chậm rãi đi vào phòng vip, nhất thời người thấy một mùi xì gà nồng đậm, cùng nước hoa nam giới mãnh liệt, cô bình tĩnh đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng. Tưởng thiên lỗi ngồi tại chỗ, nhìn về phía đường khả hình, hai mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Đường khả hình yên tĩnh đứng ở nơi đó, không có bất kỳ phản ứng. Lauren đi tới trước mặt của đường khả hình, nhìn cô, mỉm cười nói, muốn đích thân thử thể hiện chính mình ở trước mặt khách một chút không? Đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn về phía Lauren, nhìn ánh mắt hiền hòa của ông, Cô mỉm cười, nói, "Được." Chấm ngoặc kép. "Bây giờ cô nói cho khách biết, tại sao tôi chọn lựa rượu đỏ Sato Brian để mời khách lần này." Lauren mỉm cười nói, "Vâng." Đường Khả Hinh lên tiếng trả lời. Đường Khả Hinh hơi ngẩng mặt, nhớ tới Trang Hạo Nhiên đã hối tiếc dạy mình, làm một chuyên gia hầu rượu, cần phải có đủ tố chất chuyên nghiệp, đầu tiên cô bình tĩnh định thần, nhìn về phía mấy người khách trong khói mù lượn lờ, ánh mắt của bọn họ rất sắc bén, người mặc tây trang đắt tiền tản mát ra hơi thở của vương quốc rượu đỏ, tao nhã mà cẩn thận, một ông chủ trang trai nho trong đó, tuổi chừng 50, ngồi ở vị trí danh dự, nhìn về phía đường khả hình, lộ ra nụ cười bình tĩnh. Tưởng thiên lối cũng ngồi ở một bên, bình tĩnh nhìn về phía cô. Đường khả hình thở nhẹ một hơi, từ xe thức ăn, nhanh chóng cầm bao tay trắng, mang vào, sau đó nâng chai rượu đỏ lên, hơi ngẩng mặt nhìn về phía các vị khách, dịu dàng nói, Sato how Brian, năm 2008, một loại rượu lịch sử tao nhã nhất trên thế giới, có hương vị phức tạp và hay thay đổi. Hương vị phức tạp của nó có chứa mùi hun khói, mùi khoáng vật, mùi xì gà, cùng một chút mùi mùi giấm đen. Ngoài ra trong Sato Hau năm 2008, còn chứa mùi trái cây hết sức rõ ràng. Thành phần rượu Cabernet Sauvignon 45%, Merlot 37%, Cabernet Franc 18%. Bởi vì các vị đi đường dài mệt nhọc, trong một phòng xì gà kín đáo trang nhã, hưởng thụ Sato Hau Brian năm 1995 sẽ không quá kích thích khứu giác, vì tôi tin tưởng, sau khi thưởng thức rượu, nhất định mọi người cần nghỉ ngơi, loại rượu này ngủ không say, chất tannin mềm mại mà không kích thích, mùi thơm này còn hỗ trợ giấc ngủ cho mọi người. Sau khi tất cả vị khách nghe người phiên dịch giải thích, dối rít mỉm cười gật đầu, nhìn về phía cô gái trẻ tuổi, kinh ngạc vì sự hiểu biết của cô đối với rượu đỏ và quan tâm chu đáo với khách tưởng thiên lối cũng im lặng nhìn về phía đường khả hinh, lauren lại càng hài lòng mỉm cười. đường khả hinh mỉm cười sau khi giải thích xong, hơi xoay người, đem chai rượu đặt vững vàng lên xe thức ăn, từ trong túi đồng phục của mình lấy ra dao mở chai lauren đưa cho mình. trước mặt khách, tay trái dùng sức cầm chai rượu, tay phải mở dao, nhanh chóng cắt nắp rượu, đem mũi dao xoay tròn đâm vào trong nút gỗ mềm, xoay tròn với sức lực vừa phải, cuối cùng đè xuống cái giá, nút gỗ thuận lợi bung ra nhanh chóng xoay tròn vặn nút gỗ ra, để lên mũi hít nhẹ một cái, hai mắt lóe lên. Im lặng để xuống, cầm khăn vải màu đỏ thấm, lau nhẹ gỗ vụn trên chai rượu, sau đó cầm cái bật lửa, thắp sáng đèn cầy để ở bên cạnh, tay phải nâng bình giải rượu cách chai rượu khoảng 2 cm, mượn ánh sáng, chậm rãi rót rượu vào trong bình giải rượu bằng thủy tinh giống như bình nước, luôn chú ý đến mùi thơm phức tạp của dịch rượu thay đổi khi rót vào trong bình. Lauren ở bên cạnh chỉ điểm, quan sát màu sắc rượu rơi vào mép bình, nếu bờ mép có màu tím, tức là biểu hiện thuộc về rượu niên hạn thấp, nếu như là màu đỏ bảo thạch, bên là gần như đã trưởng thành, nếu là màu đỏ gạch, tức là rượu trưởng thành, nếu là màu cà phê, thì rượu này đã quá cũ rồi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình yên lặng lắng nghe, tỉ mỉ quan sát dịch rượu chảy vào trong, thấy Sato Howe Brian, nổi màu tím, trong bụng nắm chắc, đem toàn bộ rượu dịch đổ vào trong bình giải rượu, sau đó xoay tròn 360 độ, bởi vì rượu đỏ đã trưởng thành, mùi thơm chân quý, cho nên thời gian giải rượu không được quá dài, mà rượu đỏ niên hạn thấp thường có thời gian giải rượu khá lâu, mới có thể làm cho tannin mạnh mẽ trong Cabernet Sauvignon tiếp xúc khí oxy, làm mềm tannin và độ cồn cao, từ đó làm cho rượu trở nên mềm mại và tinh tế. Tất cả các vị khách đều yên lặng nhìn về phía cô gái này, kỹ thuật thuần thục, tay trái nắm quai chai rượu, tay phải nhẹ ước lượng độ cao của bình tư thế hết sức tuyệt đẹp xoay tròn bình giải rượu, từng làn mùi thơm theo tanin mạnh mẽ bay ra, có chứa mùi táo, mùi việt quất và nhiều loại mùi thơm khác, theo sức lực cô xoay tròn nhẹ nhàng chậm rãi dừng lại, không khí tản mát ra một mùi giấm đen thật rõ ràng, nhưng mùi vị này hết sức khó nắm bắt. Đường khả hình bình tĩnh để chai rượu xuống, mỉm cười mặt nhìn tất cả người nói, xin chờ một chút, thời gian giải rượu còn 30 phút. Tất cả các vị khách đều hài lòng vỗ tay, mỉm cười gật đầu. Đường khả hình trong tiếng vỗ tay của mấy người khách, không cần Lauren căn dặn nhiều, cũng đã hết sức thông minh và chuyên nghiệp nâng ly thủy tinh, đưa tới trước mặt của mỗi vị khách. Một ông chủ nhìn về phía đường khả hình cẩn thận đặt ly rượu xuống trước mặt của mình, nói một câu tiếng Pháp thật dịu dàng và lãng mạn. Đường khả hình có chút không hiểu, hơi ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn về phía vị khách, khẽ mỉm cười. Từ phía sau, người phiên dịch mỉm cười nhìn về phía đường khả hình nói, ông chủ Loch Ness nói cô rất xinh đẹp, giống như có thể nhìn thấy cô là một cánh bướm trong khu vườn nho xinh đẹp rất cổ điển tao nhã. Vào ban đêm, mở đôi cánh, đón lấy ánh trăng, lúc cô giải thích rượu đỏ, giọng nói hết sức ngọt ngào quyến rũ, ông ấy nói rất vui vì biết được cô. Chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình đỏ lên, nhìn về phía vị thân sĩ tao nhã kia, khẽ gật đầu mỉm cười. Người trang chủ kia cũng nhìn cô khẽ mỉm cười. Đường khả hình không nói gì, lại nâng ly rượu nhẹ nhàng đưa tới ông chủ thứ ba, sau đó đưa tới tưởng thiên lỗi. Sắc mặt của cô hơi thu lại, trong tay cầm chân ly rượu, cẩn thận đặt ly rượu xuống bàn trà kim loại. Tưởng thiên lỗi ngồi tại chỗ, vẫn im lặng nhìn về phía cô. Cô giống như không nhìn thấy anh, mà đứng thẳng người, nhẹ nhàng cất bước đi tới trước xe thức ăn, nhắc cổ tay thời gian, hẹn còn 15 phút, cẩn thận cầm lên dụng cụ đo nhiệt độ rượu đỏ. Quan sát nhiệt độ rượu đỏ và khả năng thay đổi mùi vị xì gà có chút phức tạp trong phòng VIP có kết hợp thỏa đáng hay không. Lauren đứng ở một bên, hài lòng mỉm cười, đối mặt với ông chủ trang trại quen biết nhiều năm, dùng tiếng Pháp nói cô gái phương Đông tỉ mỉ hơn cô gái phương Tây, cho nên lúc hầu rượu luôn thong dong và dịu dàng. Tất cả khách đều nở nụ cười. Bởi vì Đường Khả Hinh nghe không hiểu, lại thấy tất cả khách nhìn mình mỉm cười, cô có chút căng thẳng khẽ chớp mắt, nở nụ cười theo. Động tác này của cô hết sức đáng yêu động lòng người, khách lại mỉm cười hai mắt tưởng thiên lối cũng lộ ra vẻ dịu dàng. Ông chủ trang trại nhìn về phía tưởng thiên lối, mỉm cười dùng tiếng Pháp nói vài câu, dưới cờ khách sạn của Tổng giám đốc tưởng nhân tài xuất hiện lớp lớp, tưởng thiên lối cũng dùng tiếng Pháp lưu loát đáp lời bày tỏ khen ngợi của ông chủ trại, sau đó theo bản năng nhìn về phía đường khả hình. Lúc này Lauren đã ngồi xuống tán gỗ với ông chủ trang trại, sau đó hết sức cẩn thận căn dặn đường khả hình. Đường khả hình kéo nhẹ xe thức ăn, theo vị trí đã định trước, đành phải đi về phía bên cạnh tưởng thiên lỗi, im lặng đứng ngay ngắn. Mặt của tưởng thiên lỗi hơi nghiêng, cảm giác bóng dáng của cô, chiếu trên người của mình. Sắc mặt đường khả hình lạnh lùng nhìn về phía trước, không lên tiếng, thỉnh thoảng nhắc cổ tay, nhìn thời gian, lại vô tình nghe được người phiên dịch dịch lại một câu tiếng pháp hơi khó hiểu cho tưởng thiên lỗi nghe, nói năm nay giá rượu đỏ có thể tăng thêm 15%, cần có sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều người tiêu dùng Trung Quốc. Trong tương lai, nhà máy rượu sẽ nhắm vào người tiêu dùng Trung Quốc, trên nhãn hiệu được in bằng chữ Trung Quốc và trong buổi họp bình luận phẩm rượu, phải cảm ơn các doanh nghiệp Trung Quốc. Cô nghe đến đó, hai mắt nhanh chóng lóe lên, có chút giật mình nghĩ, lại tăng giá 15%. Một cảm giác phiền não ập vào lòng. Tưởng thiên lỗi nghe vậy, cũng chỉ bình tĩnh đáp lại nụ cười. Một tiếng thở dài từ phía sau truyền đến. Anh nghe thấy, hơi nghiêng mặt, cảm thấy cái bóng dáng này có chút xung động, ánh mắt anh chợt lóe. Lauren tiên sinh mạnh dạn đưa ra câu hỏi, nếu như giá tăng thêm 15% nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc lăng xê rượu của thương gia trong nước, lúc đó giá tiền rượu đỏ lại tăng cao, rất nhiều người bình thường cũng không uống được, cùng bọn họ cùng nhau tẩy chay rượu ngon rồi. Chấm ngoặc kép, ông chủ trang trại kia tao nhã buông tay nói, chúng tôi đang cần kích thích tiêu thụ thị trường Trung Quốc, bọn họ khát khao xa xỉ, đang cần chúng ta, không phải sao tăng giá tiền cũng là thứ xa xỉ bọn họ cần, mặc dù đây là hiện tượng giả. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, mấy ông chủ trang trại cười to. Một ông chủ trang trại khác cười nói, trong tương lai chúng ta còn phải tăng 50% đến 100%, rượu ngon thì giá tiền cũng cao, tất cả mọi người đều mong tốt đẹp, nhờ thị trường khổng lồ tại Trung Quốc để cho chúng ta cùng nhau có lợi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, người phiên dịch lưu loát nói ra những lời này. Tưởng Thiên lỗi hơi mỉm cười, không lên tiếng. Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới, có một thứ gì đó dâng lên trong thân thể và sẵn sàng bộc phát làm cho hơi thở của cô càng lúc càng nặng, quả đấm dần dần nắm chặt. Thời gian giải rượu đã đến. Chấm ngoặc kép, Lauren nhìn thời gian đã qua, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, thông cảm cho cô gái nhỏ này sai lệch thời gian. Đường Khả Hinh vẫn đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, trong đầu vẫn là lời nói của mấy ông chủ trang trại nho hai mắt tưởng thiên lỗi di động dự cảm chẳng lành, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô, hơi nghiêm nghị gọi nhỏ đường khả hình. Đường khả hình vẫn không nhúc nhích, mấy người khách cũng không nhịn được nhìn về phía cô, chương 322, người không có trái tim. Khả hình, Lauren có chút căng thẳng kêu nhỏ cô gái trẻ tuổi. Lúc này đường khả hình, đột nhiên bừng tỉnh, đè nén cảm xúc đang tuôn ra xuống đáy lòng, bước chân thật nặng nề đẩy nhẹ xe thức ăn, đi về phía vị trí chính giữa, trong không khí yên lặng, nâng bình giải rượu, xoay tròn 360 độ, cảm giác từng đợt mùi thơm trái cây nồng nặc bay ra, biết thời gian giải rượu đã đến, liền im lặng nâng bình giải rượu lên, hai mắt lộ ra lạnh lùng, đi về phía đại sứ Pháp. Tưởng thiên lỗi hơi lo lắng nhìn về phía cô, đường khả hình im lặng không lên tiếng, nâng bình giải rượu lên, nhẹ nhàng rót một phần ba ly rượu đỏ cho đại sứ Pháp, chậm rãi cầm lên khăn lông trắng, lau nhẹ miệng bình rượu một ông chủ lại mỉm cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi, ánh mắt lộ ra tán thưởng, dùng tiếng Pháp nói lời cảm ơn, ngay sau đó người phiên dịch dịch lại, ông Mick nói, cảm ơn Tổng Giám Đốc Tưởng đã có phương pháp kinh doanh, làm cho rượu vang đỏ Antinori Solaya bán rất chạy, bước kế tiếp sẽ lợi dụng sự sùng bái xa xí phẩm của người Trung Quốc, mà tung tin đồn, ít ngày nữa rượu đỏ sẽ tăng giá 100%, bắt buộc doanh nghiệp nhanh chóng nhập khẩu rượu đỏ, tăng giá trong nội bộ, sau đó đem một phần nhỏ rượu đỏ tung ra thị trường tạo thành hiện tượng rượu đỏ khan hiếm giả, kích thích người tiêu thụ phải mua. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nghe nói nói thế, cũng chỉ khẽ mỉm cười. Trái tim đường khả hình chợt trở nên lạnh lẽo, tay cầm bình giải rượu, năm ngón tay dần dần buộc chặt. Lúc này Lauren cũng chỉ im lặng không lên tiếng. Đại sứ Pháp mỉm cười nói, Trung Quốc cứu sống thật nhiều xa xỉ phẩm của Âu Châu, ngay cả thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ trăm năm sắp gặp phải phá sản, đơn giản đưa lên mấy quảng cáo tại Trung Quốc, trong chớp mắt, công ty của chúng ta lập tức sống lại, mặc dù quốc gia của chúng ta cũng không chú trọng vào nơi đây, nhưng người Trung Quốc mù quáng và sùng bái xa xí phẩm, quả thực kích thích tăng trưởng kinh tế thế giới, ha ha ha. Chấm ngoặc kép chấm, một tràn cười khinh miệt, hết sức tận tình phát ra. Một cảm giác tức giận tràn lên tim, không chút ra được. Đường khả hình nắm chặt bình giải rượu, đi tới trước mặt ông chủ mới vừa cho khen ngợi, nhẹ nhàng rót một phần ba ly rượu đỏ, không ngờ hơi mất hồn, miệng bình chợt nghiêng xuống, rượu vẩy ra bên ngoài ly. Ồ, oh, ông chủ kia đột nhiên kêu nhỏ một tiếng. Tưởng thiên lỗi và Lauren lập tức ngồi thẳng người, căng thẳng nhìn về phía đường khả hinh. Đường khả hinh nổi giận, khó chịu nắm chai Sato Howe brian đứng thẳng người, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bốn người đàn ông Pháp đáng chết, chợt nện chai rượu xuống. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía cô, ngay cả phiên dịch ngồi ở phía sau, cũng không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hình, trợn mắt hốc mồm. Anh, chấm ngoặc kép, đường khả hình chỉ người phiên dịch tiếng Pháp ở nói, tôi nói một câu, anh phiên dịch cho tôi một câu. Tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Tưởng thiên lỗi đứng lên, tức giận đi về phía cô, muốn kéo cô đi ra ngoài. Anh buông tay, đường khả hình hất tay của anh ra, quay đầu tức giận chừng mắt nhìn về phía anh nói, thứ người cặn bã như thế nói ra lời này, anh cũng có thể nhịn. Đường khả hinh, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lại đưa tay muốn kéo cô. Anh buông tay, đường khả hinh lại vung mở tay của anh, đột nhiên nhìn về phía ba ông chủ trang trại rượu đỏ ở trước mặt, tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo nói, thiệt thòi chính là các chủ trang trại các người, đem rượu đỏ kinh doanh tư lợi, nếu thực sự giá rượu tăng cao, giống bán rẻ máu của các người. Đừng xem người Trung Quốc là kẻ ngu, Trung Quốc chúng tôi có lịch sử 5.000 năm, rượu ngon đếm không xuể. Các người ngung cuồng như vậy, cũng bởi vì một phần rượu đỏ mang tới cảm giác bí ẩn so với quốc tử của chúng tôi. Nếu như có một ngày, cảm giác bí ẩn đột nhiên biến mất, chúng tôi nhận ra thủ đoạn lăng xê của các người, các người còn có thể đoạt lấy thị trường nơi này sao? Chúng tôi yêu nó là bởi vì nó xứng đáng được yêu, các người không biết quý trọng để cho nó trở thành một loại thủ đoạn. Bất kỳ đồ vật gì bị dùng làm thủ đoạn, cũng không thể tồn tại vĩnh viễn trên trái đất này, tận tình thao túng tuệ của con người. Chấm than ngoặc kép Mấy người đàn ông Pháp trợn mắt há mồm nhìn về phía cô gái Trung Quốc đột nhiên cuồng nộ, đột nhiên giật mình. Hai mắt tưởng thiên lỗi nóng lên, kéo mạnh tay của cô, kéo cả người cô đi ra bên ngoài, phịch một tiếng đóng cửa lại. Lauren ngồi ở trên ghế salon, cũng hết sức khiếp sợ ngẩn người tại chỗ, nói không ra lời. Anh buông tôi ra, chấm than ngoặc kép, đường khả hình bị tưởng thiên lỗi dùng sức túm ra khỏi phòng vip, cô liều mạng xoay cổ tay, tức giận kêu to anh buông tay chấm than ngoặc kép. Khuôn mặt tưởng thiên lỗi lạnh lùng, dùng sức kéo cả người cô đi tới một góc khu vip, chợt nện cô ở trên tường, gào lớn, rốt cuộc cô đang làm gì. Đường khả hình bị nắm đau cổ tay, ngửa mặt tức giận nhìn về phía tưởng thiên lỗi kêu to, rốt cuộc anh có phải là người Trung Quốc hay không. Nghe câu nói như thế, anh lại còn cười được, cuộc đời tôi cho tới bây giờ cũng không có khi dễ người nào như vậy. Nhưng tôi khi dễ anh, anh mượn tay của bọn họ, kiếm lợi từ người nước mình. Chuyện như vậy anh cũng làm được. Tưởng Thiên lỗi thật sự không nói nên lời, đi tới gần, nhìn cô gái ngu ngốc đã cao thêm 2 cm, tức giận nói, tôi nói rốt cuộc cô đi theo Trang Hạo Nhiên học được cái gì? Lần trước cũng bởi vì tự ý rời bỏ công việc, bị cậu ta tức giận muốn đuổi việc, chuyện này mới qua được vài ngày. Cô lại gây ra họa cho tôi, đến cùng có bao nhiêu người có thể bảo vệ được cô? Cô không cần tận tình tiêu xài cương chiều của người khác đối với cô ở chỗ này chuyện thảo luận loại người như cô có thể kêu là sao. Tưởng thiên lỗi nói xong lời cuối cùng, cũng không để ý nhân viên xung quanh, mà gầm nhẹ. Vành mắt đường khả hình ửng đỏ, ngẩng đầu lên nhìn về phía tưởng thiên lỗi, tức giận nói tại sao tôi không thể. Tôi là một người nhiệt tình yêu rượu đỏ, tại sao tôi không thể. Rõ ràng một chai rượu ngon 38 đô la, bị những thương nhân vô đạo đức tăng lên 100 đô la, 1.000 đô la. Để cho nó trở thành loại rượu cao không thể chạm đến, theo không kịp, như vậy chỉ biết tăng nhanh sự chết chóc của nó. Giống như lá trà Trung Quốc chúng ta, chưa bao lâu, thiết quan âm hương vị mộc lan là đồ uống bình thường của mỗi gia đình chúng ta, đến hiện tại, nó chỉ có thể được đặt ở trong lon phong kín, đặt ở trước tủ kính thật cao, cho người thưởng thức. Những loại nấm thong thơm ngon đã từng mọc đầy khắp núi đồi, đến hôm nay bị nhào nặn, buộc phải đào sạch sẽ. Lá trà Trung Quốc chúng ta phát triển sao? Nấm thông còn có thể sống sao? rốt cuộc còn có bao nhiêu người không hiểu biết, uốn ba tắc lưỡi. Để cho một số người có thể sống sót, có thêm một chút cơ hội để thở. Tôi thấy tình trạng như thế, tôi làm sao có thể không đau lòng. Chấm hỏi ngoặc kép. Cô nói xong, hai mắt nhanh chóng tràn lệ, lại cố gắng cắn chặt môi dưới, nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cũng nóng mắt nhìn cô chầm chầm, nhìn hai mắt cô tràn nước mắt, cắn răng nắm cầm của cô, tức giận nói, nói cô ánh mắt thiển cận. Cô cho rằng cô kêu la một tiếng là có thể giải quyết tất cả vấn đề của thế giới sao? Là một thành viên của Hoàn Cầu, cách làm ích kỷ như cô, biết sẽ phá hủy bao nhiêu giao dịch của tôi hay không? Đường Khả Hinh nghe xong lời này, tức giận muốn nổ phổi, tiến lên một bước, ngẩng đầu lên nhìn về phía tưởng thiên lỗi, tức giận nói cho nên nói anh là người không có trái tim, đối với thứ anh yêu, sẵn sàng bảo vệ. Mặc kệ chết sống của người khác, câu nói có ẩn ý khác. Tưởng thiên lỗi tức giận chừng mắt, lập tức nắm chặt bả vai của cô, lạnh lùng nhìn ánh mắt chắc chắn của cô, tức giận thấp giọng nói cô nói cái gì. Phòng làm việc tổng giám đốc Trang. Tiếng gõ cửa thật gấp gấp rút vang lên. Trang hạo nhiên đang chăm chú xem văn kiện, nghe tiếng gõ cửa rồn rập, liền thở dài, lên tiếng, vào đi. Tiêu đồng chợt đẩy cửa ra, kêu to, lão đại không xong. Trang hạo nhiên không ngẩng đầu, nhìn về phía cô, tức giận nói, cô nói chuyện rõ ràng chút. Cái gì gọi là lão đại không xong, lão đại rất tốt. Thiệt là, tiêu đồng rất gấp gáp nhìn về phía trang hạo nhiên gào khóc một tiếng, nói thật sự không xong rồi. Đường khả hình đã xảy ra chuyện, chấm than ngoặc kép. Sắc mặt trang hạo nhiên vừa thu lại, nhìn về phía cô, hỏi nhanh cô ấy. Cô ấy thế nào? Tiêu đồng thở dài một hơi, mới nói cô cùng Lauren tiên sinh đến xì sì gạc lắp chiêu đãi khách, không ngờ trong quá trình hầu rượu, nghe được ba ông chủ người Pháp nói chuyện có liên quan kích thích tăng giá rượu đỏ, khả hình nhất thời tức giận, mắng chửi ba ông chủ và đại sứ Pháp. Trang hạo nhiên trừng lớn con ngươi, gào khóc một tiếng, lập tức tuyệt vọng sụp đổ cúi đầu, dùng sức đánh mạnh cái bàn, một tiếng ẩm vang lên, kêu to, ông trời ơi! Suốt cuộc người này là cái gì cấu tạo thành? Cô ấy nghe không hiểu tiếng người à? Có phải cô ấy muốn trở về ngoại tinh cầu? Phái người đón cô ấy đi, lão tử không chịu nổi rồi chấm than ngoặc kép. Tiêu Đồng đau lòng nhìn Trang Hạo Nhiên nói, anh đừng nóng giận. Mau đi xem một chút đi, bà ông chủ pháp nghe nói hết sức tức giận, đang la hét muốn đoạn tuyệt giao dịch với Hoàn Cầu, Đường Khả Hinh cũng bị tổng giám đốc tưởng kéo đi ra ngoài, nhưng nghe nhân viên nói, bây giờ bọn họ còn đang tranh cái kịch liệt. Trang Hạo Nhiên lại kêu lên một tiếng, buông bút máy xuống, nhanh chóng lao ra phòng làm việc. Theo cách nói của cô thì Trung Quốc chúng ta hoàn toàn đoạn tuyệt thị trường rượu đỏ nước ngoài hôm nay tưởng thiên lỗi thật sự không thể nhịn được nữa đối với người không có đầu óc này. Tại sao không được, chấm hỏi ngoặc kép, đường khả hình ngẩng đầu lên kêu to. Được, tưởng thiên lỗi lại giống giận, sau đó nói nhanh, đợi đến khi cả thị trường rượu đỏ nhanh chóng thiếu hụt, sau đó giá tiền của nó cũng sẽ tăng lên. Đây chính là trí tuệ của cô. Đường khả hình đột nhiên dừng lại nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Cái gì gọi là người không có trái tim, cô nói rõ ràng cho tôi tưởng thiên lỗi lại lạnh lùng hỏi lại vấn đề vừa rồi. chương 323, Ngoại tộc. Anh chính là một người không có trái tim. Đối mặt tình huống như thế, anh cũng có thể cười được, cho nên nói anh không có trái tim. Trong thế giới của anh, chỉ có ích lợi của anh, tiền tài của anh, quyền lợi của anh, người yêu bệnh hoạn của anh nằm ở trong phòng bệnh. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình cũng tức giận hét lên. Đôi tay tưởng thiên lỗi lại siết chặt bả vai của cô, kéo cô đến trước mặt mình, chừng mắt cô, lạnh lùng nói, cô nói lại lần nữa. Chấm than ngoặc kép, tôi nói một trăm lần tôi cũng vậy dám nói. Anh đừng cho rằng tôi sợ anh, tôi anh đã từng nói tôi không xứng gọi tên của cô ấy. Tôi gọi thì thế nào hả? Anh có thể làm gì tôi? Đường khả hình tức giận nói, tôi là người sống, cho nên tôi phải chịu cái tội này. Ngày đó tôi muốn chết, tôi cũng tìm một người giống như anh. Thương hại tôi, đồng tình với tôi, ở bên tôi cả buổi tối đừng đem loại chuyện như vậy nói với tôi, đường khả hinh. Ai cũng có thể nói như vậy, cô không được. Tưởng thiên lỗi đột nhiên tức giận, thoáng qua một chút đau lòng nói. Tại sao tôi không được, tôi mới là người bị hại. Nước mắt đường khả hinh lăn xuống. Tưởng thiên lỗi cắn răng nhìn đường khả hinh, nắm chặt bả vai, sắp bóp vỡ trong lòng bàn tay của mình. Đường khả hinh nóng mắt nhìn anh, nước mắt lại run rẩy lăn xuống. Cửa thang máy nhanh chóng mở ra trang hạo nhiên lao ra thang máy lập tức nghe được tiếng của đường khả hình từ hành lang đầu kia truyền đến anh lập tức căng thẳng nương theo âm thanh chạy như bay đến lập tức nhìn thấy tưởng thiên lỗi vặn đường khả hình giống như vặn một con gà đường khả hình vừa liều mạng đẩy anh ra khóc kêu to buông tay hai mắt tưởng thiên lỗi nóng lên càng tức giận nắm chặt cô ai 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 trang hạo nhiên lập tức đi tới tách hai người ra căng thẳng cười nói này này này, này xảy ra chuyện gì trở nên như vậy tưởng thiên lỗi thấy trang hạo nhiên tới lập tức ánh mắt cuồng nộ nhìn về phía anh tức giận nói cậu đã đã đến rồi vừa đúng cậu xem đi cậu dậy ra là thứ gì có thể kêu gào ở trước mặt ba người khách quan trọng của tôi phá hỏng đại sự của tôi sốt cuộc cậu nhét thứ gì trong đầu cô ấy chấm hỏi ngoặc kép một tiếng giống giận lỗ tai trang hạo nhiên cũng muốn nổ ra căng thẳng nghiêng qua một bên liếc con bé đường khả hình thấp lùn đáng chết đứng ở bên tường cúi đầu yên lặng rơi lệ anh thở dài một cái, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, bất đắc dĩ nói, người nào vừa sanh ra đã biết đi. Mỗi người đều có giai đoạn lớn lên mà. Hoàn toàn khác biệt, Tưởng Thiên Lỗi chỉ về phía đường khả hinh, tức giận nói cô ấy đã cảm thấy mình trưởng thành. Đại khái có thể thao túng tất cả thị trường rượu đỏ. Có thể mang đến hạnh phúc cuộc sống cho 1.3 tỷ dân Trung Quốc. Cô ấy không chỉ trưởng thành, cô ấy thành tiên rồi. Đoán chừng người này tức giận muốn nổ tung. Trang hạo nhiên liếc tưởng thiên lỗi tức giận đến nổi mặt cũng trắng bệch, hai mắt nóng đến muốn xì khói, anh lập tức tiến lên, vươn tay vuốt mạnh lồng ngực của tưởng thiên lỗi nói, xin anh bất giận, xin bất giận, con bé đáng chết tôi sẽ dậy dỗ, anh đi vào trần an mấy cái lão giả sắp chết nước ngoài trước. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đẩy anh ra, tức giận nói, tôi cảnh cáo cậu. Nếu một lúc nữa không ký được hợp đồng, cậu nghĩ biện pháp lấy tranh lệch giá cho tôi. À, Trang hạo nhiên kêu to. Tưởng Thiên Lỗi sửa sang lại Tây Trang, lại tức giận nhìn Đường Khả Hinh một cái, mới nói chuyện này chúng ta chưa xong đâu. Hai người các người đều chờ đó cho tôi. Chấm than ngoặc kép, anh nói xong liền nhanh chóng xoay người đi trở về câu lạc bộ xì gà. Trang hạo nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi tức giận biến mất, trên mặt của anh mới từ từ nóng lên, nhưng vẫn đè nén tức giận, quay đầu giống như có chút bình tĩnh nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh chớp mắt, đứng ở bên tường, nước mắt lăn xuống lần này là chết không nhận sai rồi lồng ngực trang hạo nhiên nóng lên đang chậm rãi thiêu đốt duỗi ra ngón tay chỉ đường khả hình muốn nói chuyện nhưng mặt thật sự vặn vẹo nói không ra lời cũng chỉ run rẩy đứng ở trước mặt của cô nóng mắt nhìn cô sốt cuộc đường khả hình bắt đầu có chút hoảng sợ ngẩng đầu lên liếc trang hạo nhiên một cái vừa tiếp xúc với ánh mắt muốn giết gà cho dọa khỉ của anh lập tức cúi đầu trang hạo nhiên giận run mới vừa muốn mở miệng nói một câu thấy nhân viên đang lặng lẽ liếc qua, anh tức giận ngẩng đầu lên, tạm thời đè nén tức giận, vươn tay véo mạnh lỗ tai của cô một cái, nắm cả người cô đi ra ngoài, nói, đi về cùng tôi. Ôi, ôi, đau quá, đường khả hình nức nức nở nở kêu lên. Đợi lát nữa cô sẽ biết rõ, cái gì là kêu đau. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên ném cả người cô vào thang máy. Phòng làm việc tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng, nín thở, đè nén tức giận, cởi áo khoác tây trang xuống, ngồi ở trên ghế salon, cao mày nhìn vào laptop, bộ phận theo dõi lập tức truyền hình ảnh cho mình, sau đó thấy đường khả hình đứng ở trước mặt của mấy ông chủ trang trại, gào lớn. Đừng xem người Trung Quốc là kẻ ngu, Trung Quốc chúng tôi có lịch sử 5.000 năm, rượu ngon đếm không xuể. Các người ngung cuồng như vậy, cũng bởi vì một phần rượu đỏ mang tới cảm giác bí ẩn so với quốc tử của chúng tôi. Nếu như có một ngày, cảm giác bí ẩn đột nhiên biến mất, chúng tôi nhận ra thủ đoạn lăng xê của các người, các người còn có thể đoạt lấy thị trường nơi này sao? Chúng tôi yêu nó là bởi vì nó xứng đáng được yêu, các người không biết quý trọng, để cho nó trở thành một loại thủ đoạn. Bất kỳ đồ vật gì bị dùng làm thủ đoạn, cũng không thể tồn tại vĩnh viễn trên trái đất này, tận tình thao túng tuệ của con người. Chấm than ngoặc kép, anh nghe những lời này, cảm giác không còn hơi sức gào khóc, cuối cùng tuyệt vọng trợn mắt nhìn về phía đường khả hình quỳ trên mặt đất, như cô gái Nhật Bản, cô đang dơ lên cao quyển sách rượu đỏ dày 12cm, nặng có chừng 10kg, đôi tay cô run dày dơ lên, đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn không lên tiếng. Trang hạo nhiên cắn răng nghiến lợi nhìn về phía con bé đáng chết, thở dài một hơi, cũng đã nghe được tưởng thiên lỗi kéo đường khả Hinh ra ngoài, nện cô ở bên tường, sau khi gây gổ xong, đường khả Hinh khóc nói với tưởng thiên lỗi, rõ ràng một chai rượu ngon 38 đô la, bị những thương nhân vô đạo đức tăng lên 100 đô la, 1.000 đô la để cho nó trở thành loại rượu cao không thể chạm đến, theo không kịp, như vậy chỉ biết tăng nhanh sự chết chóc của nó. Giống như lá trà Trung Quốc chúng ta, chưa bao lâu, thiết quan âm hương vị mộc lan là đồ uống bình thường của mỗi gia đình chúng ta, đến hiện tại, nó chỉ có thể được đặt ở trong lon phong kín, đặt ở trước tủ kính thật cao, cho người thưởng thức. Những loại nấm thong thơm ngon đã từng mọc đầy khắp núi đồi, đến hôm nay bị nhào nặn, buộc phải đào sạch sẽ. Lá trà Trung Quốc chúng ta phát triển sao? Nấm thông còn có thể sống sao? Rốt cuộc còn có bao nhiêu người không hiểu biết, uốn ba tắc lưỡi. Để cho một số người có thể sống sót, có thêm một chút cơ hội để thở. Tôi thấy tình trạng như thế, tôi làm sao có thể không đau lòng. chấm hỏi ngoặc kép chấm. Nghe lời này, hai mắt Trang Hạo Nhiên chợt lóe, lại bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh. Mặt của Đường Khả Hinh lập tức đỏ lên, cúi đầu. Trang Hạo Nhiên chỉ Đường Khả Hinh, tức giận bất đắc dĩ nói: lúc cha mẹ của cô sinh cô ra, trên đầu đội quốc kỳ sao? Lúc mẹ của cô sinh cô ra, có phải nuốt vi sinh vật hay không? Làm sao sinh ra loại ngoại tộc như cô? Nói chuyện không dùng đến não sao? Cho cô làm như vậy sao? Đường khả hình cắn chặt môi dưới, không dám lên tiếng. Cô nói xem, cô biết sai chưa? Trang hạo nhiên lập tức đứng lên, chỉ đường khả hình, hỏi. Không sai, ông ta trở lại, tôi lại mắng tiếp. Vẫn muốn mắng, chấm than ngoặc kép, đường khả hình cố chấp nói. Cô, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên mới vừa muốn tiến lên, lại nghe cửa bị đẩy ra thật mạnh, tưởng thiên lỗi giống như tượng Phật, dẫn nhân viên điều tra của Hoàn Cầu, đến phòng làm việc tổng giám đốc trang, nóng mắt nhìn về phía hai người. Trang hạo nhiên vừa nhìn thấy vẻ mặt của tưởng thiên lỗi, trong lòng suy nghĩ, xong rồi, nhất định không vui, anh lập tức cười tiến lên nói, tổng giám đốc tưởng, anh đừng nóng giận. Tôi đang dạy dỗ cô ấy, anh xem, Cô ấy cũng quỳ một giờ rồi, thấy không? Anh lập tức chỉ Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi vẫn tức giận nhìn về phía Đường Khả Hinh, vẫn không thể tha thứ, hung hăng cởi bỏ cúc áo tây trang, bộ dạng muốn giết muốn băm muốn đòi tranh lệch giá, ngồi ở trên ghế salon. Trang Hạo Nhiên lập tức cười nói, con bé đáng chết thiếu dạy dỗ. Quả thật là thiếu dạy dỗ. Tôi đã hạ lệnh, trừ một năm tiền lương của cô ấy. A, à, Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kêu lên. A à, cái gì? chấm hỏi ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lập tức đi tới, véo lỗ tai của cô một cái nói, cô còn không biết xấu hổ. Cô hại tổng giám đốc tưởng tổn thất làm ăn lớn như vậy, cô kêu tôi bảo vệ thế nào? Người đâu? Tiêu Đồng, chấm than ngoặc kép. Tiêu Đồng run sợ đi vào, giấu đôi tay về phía sau. Lấy ra, vẻ mặt Trang Hạo Nhiên như anh dũng hy sinh, vươn tay. Tiêu Đồng đau lòng nhìn về phía Khả Hinh, không dám động. Đường khả hình cũng nghi ngờ nhìn về phía tiêu đồng, ngạc nhiên phía sau cô ẩn giấu thứ gì. Tôi bảo cô lấy ra, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên đột nhiên quát tiêu đồng. Tiêu đồng run rẩy, nhưng vẫn hết sức chấp nhận đem gậy bóng chảy ở sau lưng dơ ra ngoài. Mẹ ơi, cả người đường khả hình ngã trên mặt đất, ôm quyển sách rượu đỏ, nhìn gậy bóng chảy còn to hơn bắp đùi của mình kêu to, lão đại, anh muốn làm gì? Anh thật muốn đánh chết tôi à? Tưởng Thiên Lỗi cũng nghi ngờ xoay người nhìn thấy gậy bóng chày, cũng sợ hết hồn, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Dáng vẻ Trang Hạo Nhiên như thà chết chứ không chịu nhục, quét qua một trận gió, đoạt lấy gậy bóng chày trong tay Tiêu Đồng, khí thế mãnh liệt đi đến trước mặt của Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi lập tức đứng lên, nắm chặt cánh tay của anh, lạnh lùng nói, "Cậu làm gì?" Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên giống như anh em thân thiết với Tưởng Thiên Lỗi, ngẩng mặt lên, dáng vẻ như vì anh em sắp hy sinh người nhà, nói tôi đánh chết cô ấy, tôi đánh chết cô ấy trả thù cho anh. nuôi một người không có tiến bộ, cô ấy sống cũng vô ích. Hôm nay tôi muốn đánh chết cô ấy. Anh nói xong, kéo mạnh tay của Tưởng Thiên Lỗi xuống, muốn đánh cây gậy lên cái mông Đường Khả Hinh. A, à, chấm ngoặc kép, cả người Đường Khả Hinh hoảng sợ rút vào bên tường, kêu to đừng đánh. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt tay của anh, tức giận nói cậu nổi điên làm gì? chấm hỏi ngoặc kép. Không phải anh hận cô ấy sao? Hận không được băm vằm cô ấy. Tôi đánh chết cô ấy để cho anh sảng khoái. Trang hạo nhiên vừa nói xong, lại tránh ra khỏi tưởng thiên lỗi một lần nữa, chợt vung gậy đánh xuống cái mông của cô. A, à, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhìn thấy cây gậy sắp rơi xuống, cả người tay vừa đỡ, nằm trên mặt đất, không ngờ trước mặt bóng tối sầm, bên cạnh ấm áp, cô hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy tưởng thiên lỗi dành một bước đi tới trước mặt của mình, dùng cánh tay đỡ được một gậy đó. Mặt của anh căng ra, một cơn đau đớn cuốn tới, làm cho anh nhăn nhó. Trang hạo nhiên sợ ngây người, cây gậy trong tay rơi trên mặt đất. Đường khả hình nhìn cánh tay tưởng thiên lỗi sưng đỏ, tâm trạng không khỏi đau nhói, lại tức giận nhìn trang hạo nhiên kêu to, này. chương 324, không yên lòng. Phòng làm việc tổng giám đốc. Đường khả hình cầm thuốc mỡ, ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Người khác vẫn lạnh lùng ngồi ở trên ghế salon, cũng không nổi giận, nhưng vẫn có thể cảm giác hơi thở trong lồng ngực anh tăng vọt, như không thỏa hiệp. Cô chừng mắt liếc nhìn anh một cái, mới nói, thoa thuốc một chút, tổng giám đốc đã đi lấy thuốc mỡ rồi. Tưởng thiên lỗi vẫn ngồi tại chỗ, không lên tiếng, hai mắt lạnh lùng. Đường khả hình nhìn chầm chầm dáng vẻ đáng chết của anh, một cảm giác tức giận chợt chui lên, phịch một tiếng, đem bình thuốc nện ở trên bàn trà mới hét kên ghét nhất dáng vẻ không lên tiếng chết tiệt của anh nếu không muốn thì thôi tôi mới không cầu anh cô đột nhiên đứng lên vừa muốn đi ra ngoài tưởng thiên lỗi chợt vươn tay nắm chặt cổ tay của cô kéo cả người ngồi xuống đường khả hình bị kéo ngồi trở lại quay đầu lại tức giận nhìn về phía anh tưởng thiên lỗi vẫn không lộ vẻ gì ngồi tại chỗ im lặng không lên tiếng có lẽ đường khả hình có chút hiểu anh cũng im lặng nghiêng người tới trước, cầm thuốc mỡ lên, lạnh nhạt nói, cởi tay trang ra. Tưởng thiên lỗi nghe vậy, dừng lại một lát, rốt cuộc cởi bỏ cúc áo tay trang, cởi tay trang ra, thả vào một bên, rất tao nhã lịch sự ngồi ở chỗ đó, vẫn không lên tiếng. Đường khả hình nhìn anh, trừng mắt, ngay lập tức đặt bình thuốc xuống, vươn tay cầm tay trái anh bị thương, đặt trên đầu gối mình, cởi cúc tay áo sơ mi của anh, sau đó dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại, sắn ống tay áo của anh một cảm giác mềm mại và nhột nhột, mang theo một chút ấm áp trên cánh tay nhẹ nhàng truyền đến, vọt thẳng vào tim. Hai mắt tưởng thiên lỗi mãnh liệt xoay tròn, hơi thở nặng. Đường khả hình chăm chú sắn ống tay áo, cho đến vị trí cùi trỏ, rốt cuộc nhìn thấy cánh tay anh, vừa đỏ vừa sưng, thậm chí có một mảnh da hơi rách ra, cô trợn mắt hốc mồm, không ngờ trang hạo nhiên xuống tay ác như vậy. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút lo lắng nhìn một bên mặt của anh, nói, này, anh có nên đi chụp hình một chút? Không, tôi cảm thấy bị gãy xương ở trong. Tưởng thiên lỗi không lộ vẻ gì, hời hợt nói, vết thương này như thế nào, tự tôi biết, không cần cô nói nhảm. Đường khả hình ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn người này, liền im lặng nặn thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên trên cánh tay của anh, lại dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn một cái, có chút lo lắng anh bị đau, liền ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt, không nhúc nhích chút nào, hai mắt của cô chợt lóe, Ngón tay chợt nhấn một cái. Tưởng Thiên Lỗi lập tức cau mày nhìn cô. Đường Khả Hinh thầm nở nụ cười, mới buông nhẹ tay, xoay theo chiều kim đồng hồ, nhìn làn da màu đồng của anh sưng đỏ, liền xoa nhẹ nhàng, ngay sau đó từ đỏ chuyển sang tím, cô lại chăm chú xoa vết thương cho anh. Tay của Tưởng Thiên Lỗi vẫn đặt ở trên đầu gối cô, để cho ngón tay mềm mại của cô dừng lại ở trên da thịt của mình, hai mắt cũng đang chuyển động, nhớ lại cô khàn giọng la hét anh chính là một người không có tim. Đối mặt tình huống như thế, anh cũng có thể cười được, cho nên nói anh không có trái tim. Trong thế giới của anh, chỉ có ích lợi của anh, tiền tài của anh, quyền lợi của anh, người yêu bệnh hoạn của anh nằm ở trong phòng bệnh. Nghĩ tới những lời này. Rốt cuộc tưởng thiên lỗi chậm rãi mở miệng, cô ấy không phải là người thích bệnh. Ngón tay đường khả hình ngừng lại, im lặng ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt tưởng thiên lỗi chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, lúc này mới lưu ý đến một cái trong chóng gió màu tím cắm ở bên cửa sổ, thật vui vẻ xoay tròn, mới chậm rãi mở miệng, cô ấy là người tôi yêu nhất yêu nhất, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, ngồi ở trên ghế salon nhà tôi, ánh mắt dịu dàng yếu ớt nhìn về phía tôi, liền đi vào trong lòng của tôi, cả đời này cũng không có cách nào biến mất. Hai mắt đường khả hình đỏ bừng, duỗi ngón tay, im lặng xoa nhẹ vết thương cho anh. Lần đầu tiên tưởng thiên lỗi thẳng thắn nói về tình yêu này với người khác chấm ngoặc kép, tôi yêu cô ấy, từ trước đến bây giờ, tôi chưa từng nói với bất cứ người nào về tình yêu này, tôi vẫn luôn âm thầm yêu cô ấy. Đường khả hình thở nhẹ một hơi, tiếp tục đè nén cảm xúc xoa vết thương, lại nhớ tới hai người hôn nhau ở hồ sen, hai người đưa mắt nhìn nhau môi hôn rất ngọt ngào. Hai mắt tưởng thiên lỗi lộ ra một chút dịu dàng, nhưng cảm giác trái tim dâng lên một chút khổ sở, nói tôi không biết lúc nào tôi mới không còn yêu cô ấy, tôi chỉ biết, lúc tôi đi tới bên cô, tôi rất vui vẻ, tâm trạng rất vui vẻ, nói cô cho tôi một chút thời gian là thật, muốn hôn là thật, muốn cùng cô đi thăm cha là thật, tâm ý là thật. Xin lỗi không có cách nào nói ra khỏi miệng, bởi vì nói rồi, giống như nó không còn thật nữa. Hai mắt đường khả hình tràn lệ, ít nhất phải để cho cô biết điều này. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nói xong, đột nhiên khẽ luồn tay, cầm tay trang lên, im lặng nhanh chóng mặc vào, sau đó đứng lên, vội đi ra ngoài nước mắt đường khả Hinh lăn xuống, cảm giác vô cùng khổ sở làm để cho cô đột nhiên nhảy dựng lên, chạy như bay về phía anh, lúc tay anh sắp cầm khóa tâm, kéo cửa ra trong chớp mắt, chợt từ phía sau cô chợt ôm hông của anh, đột nhiên thất thanh khóc giống lên, nước mắt từng viên rơi xuống. Tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên, hai mắt lộ ra một chút đau lòng, nhưng không có xoay người. Đường khả Hinh không có lên tiếng, mặt dính vào trên lưng của anh, cảm thụ nhiệt độ thân thể của anh, người mùi thân thể quen thuộc của anh, cảm giác chua xót lộ ra tuyệt vọng thật sâu, thật khổ sở run rẩy khóc. Ánh mắt tưởng thiên lỗi xẹt qua chút ửng đỏ, hai tay buông thỏng ở một bên, chậm rãi nhúc nhích ngón tay, dần dần đưa lên, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé quấn ở bên hông của mình, ngón cái trượt nhẹ mờ u bàn tay mềm mại của cô, giống như tiếp xúc được rất nhiều rất nhiều dịu dàng từ cô, cảm giác thân thể nhỏ nhắn ở phía sau thật khổ sở run rẩy, anh cắn chặt răng, ngăn đôi bàn tay nhỏ bé của cô, bước lên trước, rời khỏi thân thể của cô. Mở cửa, sải bước đi ra ngoài. Đường Khả Hinh nhìn bóng dáng kia, rất quyết liệt biến mất, thân thể chợt mềm nhũn, ngã xuống đất, đau lòng khóc, nghẹn ngào nói, nếu anh muốn xoay người, ít nhất phải hạnh phúc một chút, cứ đi như thế, em làm sao yên tâm về anh. Tưởng Thiên lỗi sải bước đi ra phòng làm việc, giống như nghe được tiếng nghẹn ngào khóc ngất của cô gái ở bên trong phòng, tình yêu rất tươi đẹp một lần nữa xông vào trong sinh mệnh mình, giống như mới xuất hiện đã nghe được tiếng đổ vỡ vang lên trong trái anh nắm chặt quả đấm, im lặng mang theo Đông Anh, xài bước đi về phía trước. Điện thoại di động vang lên. Đông Anh lại đi vào trước thang máy, nhanh chóng nghe điện thoại, ứng, alo. Tưởng thiên lỗi đứng ở bên trong thang máy, xoay người, im lặng nhìn về phía Đông Anh. Đông Anh vui mừng nghe cuộc điện thoại này, chợt mỉm cười, nói, là thật sao? Anh ấy đã đồng ý. Lời này rất kỳ quái, Tưởng thiên lỗi hơi nghiêng mặt nhìn về phía Đông Anh, ánh mắt hơi nghi ngờ. Tốt, cảm ơn cô nhắn tin này cho chúng tôi. Tâm trạng Đông Anh rất vui vẻ, cúp điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn về phía tưởng thiên lỗi vui mừng nói. Tổng giám đốc mới vừa nhận được điện thoại của người nhà họ Tần, nói cậu chủ tô thông báo chấp nhận làm phẫu thuật lần này, cũng chấp nhận theo dõi bệnh tình của như mà tiểu thư. Hai mắt tưởng thiên lỗi sáng lên, ngay sau đó trên mặt hiện lên nụ cười vui mừng, nói thật. Vâng đông anh mỉm cười nói, giống như thấy được một tia hy vọng. hai mắt tưởng thiên lỗi nhanh chóng xoay tròn, giống như tìm được hy vọng vậy. tô thủy kỳ mặc áo len màu trắng cổ chữ V, quần thường màu đen, lái chiếc len rover SUV dừng ở trước đại sảnh khách sạn Á Châu, cầm điện thoại di động, mỉm cười nói, ừ, tốt, vậy anh ở đại sảnh chờ em. tốt. anh nói xong, liền cúp điện thoại, đi xuống xe, đem chìa khóa giao cho tiếp tân, liền cất bước tràn ngập nụ cười đi về phía đại sảnh cháu trai của thủ tướng tới khách và nhân viên làm việc tại đại sảnh cũng rối rít ghé mắt nhẹ nhàng nói rất đẹp trai tô thủy kỳ nhếch miệng mỉm cười tiếp tục cất bước đi về phía trước tưởng thiên lỗi từ hoàn cầu đi ra chuyển vào đại sảnh khách sạn hỏi tình huống của như mặt hôm nay tình hình ghép tim ra sao như mặt đều nhanh chóng trả lời tưởng thiên lỗi vừa nghe vừa đi về phía trước cũng đang trong lúc này Nhìn thấy Tô Thủy Kỳ vẻ mặt nhẹ nhõm, vui vẻ đi tới, anh dừng bước lại. Tô Thủy Kỳ đang cất bước đi về phía trước thì nhìn thấy Tưởng Thiên Lối đứng ở đó, anh cũng ngừng lại, thu lại vẻ mặt nhẹ nhõm, trở nên nghiêm túc chuyên nghiệp. Trên mặt Tưởng Thiên Lối lại hiện lên nụ cười, cất bước đi về phía Tô Thủy Kỳ, mang theo một chút lòng biết ơn, duỗi tay về phía anh, lễ phép nói: "Cậu chủ Tô, anh khỏe chứ? Hôm nay khó được nhìn thấy anh, cũng mới vừa nhận được tin anh chấp nhận làm phẫu thuật cho Như Mạt, Thật sự rất cảm ơn. Tô Thủy Kỳ nhìn Giang vẻ Tưởng Thiên Lỗi giống như thần, vì người phụ nữ yêu mến mà có thể buông bỏ tư thái, liền mỉm cười nói, tôi là một bác sĩ, cứu người là chuyện tất nhiên, nhưng bởi vì nhiều năm không có cầm dao, cho nên mới có điều do dự, nhưng vì khả hinh tới tìm tôi, nói một câu làm cho tôi rất cảm động. Chấm ngoặc kép. Sắc mặt của Đông Anh tức thì trắng bệch. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi từ từ thu lại, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, lộ vẻ không tin miễn cưỡng cười nói, anh nói. Anh nói, khả hình bởi vì như mà chuyện đi tìm anh. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ nghĩ đến khả hình, liền cười khổ một tiếng, mới nói, cô ấy nói với tôi, mỗi người đều có quyền khỏe mạnh và hạnh phúc của mình. Tôi đột nhiên nghĩ đến những lời này của cô ấy, quyết định cố gắng một chút, so với tôi, cô ấy càng giống một bác sĩ hơn. Hai mắt tưởng thiên lỗi nhanh chóng xoay tròn, tơ tái tim chấn động mạnh một cái, quay đầu lại, mang theo một chút tức giận nhìn Đông Anh. Đông Anh thật căng thẳng đứng tại chỗ, hoảng sợ đến nói không ra lời. Chương 325, đứng lại. Mặc kệ như thế nào, đối với chuyện phẫu thuật của Tần phu nhân, tôi sẽ hết sức, anh yên tâm. Chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ mới vừa dứt lời cũng đã thấy Đường Khả Hinh có vẻ mệt mỏi đi vào đại sảnh, anh lập tức mỉm cười gọi nhỏ, Khả Hinh. Tưởng Thiên lỗi chợt xoay người, hai mắt lộ ra vội vàng và đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường khả hình cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Tô Thủy Kỳ, khẽ mỉm cười, vừa vặn nhìn thấy tưởng thiên lỗi, chớp mắt một cái, ngưng lại, không nói lời nào. Tô Thủy Kỳ mỉm cười gật đầu chào tưởng thiên lỗi, tâm trạng vui vẻ đi về phía cô, đi tới trước mặt cô, nhìn mặt cô có chút tiểu tụy, liền lo lắng hỏi tại sao vẻ mặt như vậy. Thật tiểu tụy, tối hôm qua ngủ không ngon. Đường khả hình miễn cưỡng cười cười, nói không có việc gì. Chỉ là, được rồi, gặp một ác mộng, em cũng nằm mơ à." Tô Thủy Kỳ có chút kinh ngạc nhìn về phía Khả Hinh, cười hỏi. "Tại sao em không mơ chứ?" Đường Khả Hinh nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, có chút không nói nên lời, cười hỏi. "Theo góc độ y học, nằm mơ là vì đại não giải phóng các tế bào não hoạt động mệt mỏi, nhưng em ngốc như vậy thì suy nghĩ cái gì?" Tô Thủy Kỳ cười hỏi. "Này, Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, đánh mạnh vào bờ vai của anh một cái, mới bật cười nói, anh đừng nói em như vậy." em rất thông minh, từ tiểu học, phổ thông, trung học, thành thích học tập của em luôn rất tốt, hơn nữa học rất nhanh. Ừ, bây giờ đi đến nhà anh, anh sẽ giải thích từng thứ. Chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ cười, nhẹ đỡ bả vai của cô, đi tới thang máy ở đầu kia. Tô Thủy Kỳ, đường khả hình dậm chân gọi anh. Đi thôi, Tô Thủy Kỳ lại ôm nhẹ cô, cùng nhau vui vẻ đi về phía trước. Tưởng thiên lỗi đứng ở một bên, cực độ khiếp sợ nghĩ tới Tô Thủy Kỳ mới vừa nói, cô ấy nói với tôi, mỗi người đều có sức khỏe và hạnh phúc của mình. Tôi đột nhiên nghĩ đến những lời này của cô ấy, quyết định cố gắng một chút, so với tôi, cô ấy càng giống một bác sĩ hơn. Một tiếng thở dốc nặng nề, giống như ngàn vạn đau thương, tập kích tới. Tưởng thiên lỗi căng thẳng ngẩng khuôn mặt kiên nghị, nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nói, đi theo tôi. Trai tim đông anh nhảy lên, hoảng sợ đến nói không ra lời, nhưng vẫn căng thẳng và lo lắng đi theo Tưởng Thiên Lỗi đi về phía trước phòng làm việc tổng giám đốc cửa nặng nề mở ra Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhanh chóng buông lỏng cúc áo Tây Trang cởi Tây Trang ra ném tới trên ghế salon sau đó đi về phía trước cửa sổ sát đất đối mặt trời lam biển biếc trước mặt hai tay cuộn ống tay áo lên động tác nặng nề Đông Anh thấp thỏm đi vào phòng làm việc nhìn về phía bóng lưng cao lớn lạnh lùng bên cửa sổ trái tim của cô đột nhiên buộc chặt nhưng vẫn im lặng xoay người đóng cửa lại mới chậm rãi đi đến sau lưng tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi đột nhiên xoay người nóng mắt nhìn đông anh đông anh cảm thấy ánh mắt hừng hực của anh cúi đầu không dám nói lời nào tức giận tràn lên tưởng thiên lỗi thở dài một hơi mới nhìn gờ đông anh giọng nói trầm thấp lại cực độ tức giận hỏi có phải là cô gọi khả hình đi cầu tô thủy kỳ hay không hai mắt đông anh rưng rưng hoảng sợ đến không dám lên tiếng tưởng thiên lỗi nhíu chặt mày hai mắt bắn ra lửa giận mãnh liệt nhìn về phía đông anh gần giọng hỏi có phải là cô hay không bởi vì cô nhìn thấy đường khả hinh và tô thủy kỳ quan hệ tốt đẹp cho nên cô đi cầu xin cô ấy để cho cô ấy đi cầu xin tô thủy kỳ làm giải phẫu cho như mạt phải hay không một câu cuối cùng giọng điệu nặng nề đông anh hoảng sợ hai mắt xoay tròn cuối cùng níu chặt một góc áo thở phì phò yếu ớt nói phải chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn về phía cô trong im lặng lộ ra không tin và tức giận tôi 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 thấy khoảng thời gian này anh vì như mà tiểu thư rất lo lắng khổ não tôi thật sự chấm ngoặc kép đông anh lại nói không ra lời chỉ nghẹn ngào nức nở mặc kệ cô muốn làm chuyện gì nhưng tại sao cô có thể gọi khả hinh đi cầu tô thủy kỳ cô không biết quan hệ giữa tôi và cô ấy sao cô không biết như vậy đối với cô ấy là một chuyện rất tàn nhẫn sao Tưởng thiên lỗi tức giận nhìn cô gầm lên, cô còn muốn tôi thiếu nợ cô ấy cái gì? Cô không cần lo giải quyết yêu phiền cho tôi. Đông Anh. Nước mắt Đông Anh lăn xuống. Tưởng thiên lỗi chợt xoay người, nhìn trời xanh mây trắng phía ngoài cửa sổ, thở phì phò một hơi, nhớ tới lúc này trước khi đi, đường khả Hinh thật khổ sở chua xót từ phía sau ôm mình vào ngực, cảm giác tuyệt vọng, cảm giác lặng lẽ nức nở, giống như đang nói tất cả chuyện của anh, em đều hiểu, em có thể hiểu, em có thể thông cảm, em có thể em có thể. Anh đau lòng nhắm mắt lại, hai tay chống ở trước cửa sổ, cúi đầu đau lòng địa nói, sớm biết như thế này, lúc này tôi cũng không nên quyết liệt như vậy, ngay cả một chút an ủi cô ấy cũng không nhận được. Chấm ngoặc kép, nước mắt đông anh lăn xuống, hối hận ngẩng đầu, nhìn về phía tưởng thiên lỗi khóc nói, tổng giám đốc. Tôi thật sự rất xin lỗi, thật xin lỗi, lúc tôi làm không nghĩ nhiều như vậy, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi không nói gì nữa, mà ngẩng đầu lên, nhìn đám mây trắng bên ngoài ánh mắt lặng lẽ đau lòng phòng ăn ngự tôn chỗ ngồi ngoài trời đường khả hinh ngồi tại chỗ nghe gió biển điên cuồng gào thét nhìn tô thủy kỳ ở phía đối diện hôm nay rất đẹp trai ngồi ở trước mặt của mình ngón tay đang xoay ly thủy tinh trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ nhìn thẳng mình cô đột nhiên mỉm cười nói cười cái gì tô thủy kỳ nhìn khả hinh ở phía đối diện để mái tóc ngắn đáng yêu mặc đồng phục vừa người trong dí giỏ mang theo một chút mùi vị nữ tính, đón gió biển nhìn mình, anh không khỏi cười nói, không biết vì sao, nhìn thấy em, chỉ muốn cười, mặc dù biết trong thế giới của em có rất nhiều bi thương. Đường khả hình bình tĩnh nhìn về phía anh, nhưng dường như anh nhìn thấy trong thân thể em có một thiên thần thật đáng yêu, khát vọng hạnh phúc. Tô Thủy Kỳ dịu dàng nói, đường khả hình nghĩ tới những lời này, cũng không nhịn được cười. Trần Mạn Hồng mỉm cười, ở trong ánh mắt tò mò của rất nhiều nhân viên, dẫn hai nhân viên phục vụ đi ra ban công, đi tới trước mặt bọn họ, trước đem thực đơn và rượu bạch sao cẩn thận đưa ở trước bàn ăn của hai người, mới nhìn sang Tô Thủy Kỳ mỉm cười nói, cậu chủ Tô, khó được hôm nay ngài đến phòng ăn ngựa tôn, xin hỏi muốn uống loại nào? Có muốn ăn gì hay không? Tô Thủy Kỳ cầm rượu bài lên xem. Đường Khả Hinh lại nhìn về phía Trần Mạn Hồng và đồng nghiệp, mỉm cười ngọt ngào, lại nhìn về phía Tiểu Nhu đang ở bên trong hưng phấn vẫy tay, cũng vẫy tay một cái. Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía Khả Hinh, nói chuyên gia hầu rượu xuất sắc tương lai, có gì ngon giới thiệu hay không? Đường Khả Hinh vừa nghe, dịu dàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh mây trắng, đón gió biển lẫm liệt, hít mạnh một hơi, giống như chút hết bi thương trong đáy lòng, không muốn bị người đàn ông trước mặt phát hiện ra điều gì. Nhìn về phía anh, mỉm cười nói, thời tiết xinh đẹp như vậy gió phơi phới như vậy, ánh nắng mặt trời rực rỡ như vậy, phòng ăn đẹp như vậy, không bằng chúng ta uống một chai bia Francis Kenner và một chai Valley Riesling. Tô Thủy Kỳ nhíu chặt mày, có chút tò mò nhìn về phía đường Khả Hinh. Riesling Bernard Weber là một trong những loại rượu kinh điển nổi tiếng, loại rượu này trong suốt rõ ràng, mùi vị hết sức đặc biệt, có vị chua đặc trưng, hơn nữa mùi thơm vô cùng tao nhã, nhưng hương vị rất mỏng, kết hợp với hải sản hết sức ngon miệng mà trơn mềm, là thứ tuyệt vời nhất. Trần Mạn Hồng lắng nghe cũng mỉm cười. "Tốt, Tô Thủy Kỳ thu lại thực đơn, mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn về phía cô nói, liền làm theo em nói." Đường Khả Hinh cười ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Mạn Hồng, rất cung kính cười nói, "Quản lý Trần, làm phiền chị mang một chai Riesling năm 2000 ướp đá." "Cảm ơn." "Tốt." Trần Mạn Hồng mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía hai người bọn họ, nói, "Vậy có muốn ăn món gì không?" Tô Thủy Kỳ cũng để cho Đường Khả Hinh làm theo sở thích của mình, chọn vài món ăn, Trần Mạn Hồng mỉm cười thu hồi thực đơn và rượu bài, đi khỏi. Khả Hinh có chút giận trách nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, cười hỏi, tại sao muốn để cho em lựa chọn? Chẳng may em chọn thứ anh không thích ăn thì sao? Tô Thủy Kỳ dịu dàng mỉm cười nhìn về phía Khả Hinh nói, không phải là nên như vậy sao? Hả? Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên nhìn về phía anh. Tô Thủy Kỳ nhìn đôi mắt to sáng lấp lánh của Khả Hinh, sâu kín nói cùng bạn gái đi ra ngoài ăn cơm, cô ấy thích ăn cái gì, cho cô ấy chọn, thích mua cái gì, mua cho cô ấy, thích đi dạo ở đâu, theo cô ấy đi dạo, cô ấy vui vẻ anh sẽ vui vẻ. Chấm ngoặc kép, đường khả hình yên lặng lại nhìn về phía anh. Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút, liền nói tiếp, rất có thể, nhờ vào quốc phẫu thuật lần này, anh sẽ quay lại con đường bác sĩ, sau đó cả đời cứ bận rộn trong phòng giải phẫu. Có thể anh sẽ cảm thấy áy náy, không có cách nào ở bên cạnh bạn gái, nhưng hiện tại anh mới phát hiện, người mà anh muốn cô ấy trở thành bạn gái của anh, sau này có thể cô ấy còn bận rộn hơn anh. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nghe nói như vậy, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn anh. Tô Thủy Kỳ lại lộ ra nụ cười bí ẩn, đột nhiên cầm dao lên, giơ ở trước mặt của đường khả hình, dịu dàng cầm bàn tay nhỏ bé của khả hình, đặt nhẹ ở trên bàn ăn, dao nhỏ nhẹ nhàng dừng ở mu bàn tay của cô đường khả hình có chút hoảng sợ nhìn về phía anh miễn cưỡng cười nói làm gì tô thủy kỳ thở dài một cái bày ra vẻ mặt của một bác sĩ chuyên nghiệp nhìn về phía đường khả hình nói em không biết bác sĩ ngoại khoa như bọn anh thường mổ cho bệnh nhân anh đã thử ghi chép lại số lần cao nhất một tháng có thể cứu sống hơn 80 người đường khả hình có chút kinh ngạc nhìn về phía anh nói nhiều như vậy à tô thủy kỳ ngẩng đầu lên nhìn về phía cô rất nghiêm túc nói ừm Bệnh viện của bọn anh, bác sĩ thường nói đùa rằng, bác sĩ tô của chúng ta sau khi mổ cho bệnh nhân, lưu vết sẹo nhất định rất đẹp. Cho nên, vết sẹo, ở trong mắt của bác sĩ bọn anh cực kỳ có giá trị, đây không phải là một loại phá hư, mà là một loại cứu vớt. Hai mắt đường khả hình ửng đỏ nhìn về phía anh. Hai mắt Tô Thủy Kỳ cũng lộ ra vẻ cứng rắn và có trách nhiệm nhìn về phía cô. Một làn gió lẫm liệt thổi tới, không khí đưa tới từng trận mùi vị chua chua đường khả hình chợt quay đầu nhìn trần mạn hồng tràn ngập nụ cười dẫn nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi tới chai rượu Riesling, lóe lên ánh sơ sáng màu xanh biếc đặt trong xô đá thời gian đã đủ trường kíp mỉm cười và thái độ hết sức chuyên nghiệp xoay tròn dao mở chai cắt nắp chai mở nút rượu dùng khăn lông bao chặt thân rượu cẩn thận châm Riesling màu vàng nhạt vào trong ly cao cổ cho hai người bọn họ từng đợt mùi chanh cam quýt bưởi đào dối dám bay ra giống như có thể nhìn thấy khu vườn với các loại trái cây màu sắc tươi đẹp vui vẻ bay xung quanh cuộc sống chính là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời ai có thể biết lúc nào thượng đế sẽ trừng phạt hoặc ban thưởng cho chúng ta chỉ cần em dám yêu cảm ơn em nói cho anh biết đạo lý này cảm ơn em để cho anh cầm lên giao phẫu thuật một lần nữa thì ra lúc cầm lên mới phát hiện nó cũng không phải quá khó khó khăn là sự lựa chọn trong lòng anh hơn nữa trong lòng của anh đối với em tràn đầy biết ơn em nhắc nhớ anh nhớ đến lời dạy của giáo sư muốn trở thành bác sĩ, mỗi ngày cầm dao luyện tập, kiên định đối với cuộc sống rất quan trọng. Cảm ơn em âm thầm nhắc nhở quá khứ của anh, Tô Thủy Kỳ nhìn về phía Khả Hinh thật lòng cười nói. Đường Khả Hinh nhìn Tô Thủy Kỳ thật sâu, chăm chú nhìn anh thật lâu thật lâu, cho đến độ lạnh trong rượu dần dần giảm xuống, mới mỉm cười, đột nhiên hiểu, thì ra bỏ ra thật sự không chỉ là bản thân mình bỏ ra, mình cũng sẽ thu hồi lại, giống như lúc này, cô cần những lời này của tô thủy kỳ để cứu vớt mình đến cỡ nào cốc một tiếng hai người ở trong thế giới rực rỡ cùng nhau chạm cốc nhìn nhau mỉm cười qua buổi trưa tô thủy kỳ muốn trở về bệnh viện ngay làm xong thủ tục nghiên cứu bệnh tình của như mạt mà tâm trạng đường khả Hinh cũng vui vẻ đi trở về văn phòng tổng giám đốc lại thấy tất cả mọi người dùng bữa trưa xong bắt đầu bận rộn công việc khả Hinh nhớ tới một phần tài liệu rượu đỏ nhập khẩu cuối cùng phải ký trang hạo nhiên đã ký nhưng còn đặt ở phòng làm việc của anh, mình phải đi vào lấy ra, gửi cho cấp dưới đặt mua hàng ở nước ngoài, không ngờ cô mới vừa muốn đẩy cửa đi vào. Cũng đã thấy tiêu đồng ở phòng thư ký đi nhẹ ra, khe khẽ nhắc nhở mình, lúc cô đi vào cẩn thận một chút, cô mới vừa gây họa, hại tổng giám đốc tưởng và thành viên hoàn cầu thỏa thuận không thành, mất ba nhà cung ứng quan trọng. Chủ tịch Tường và Chủ tịch Trang ở Tổng Công ty Hoàn Cầu bởi vì chuyện này gọi điện thoại tới hỏi nguyên nhân, mắng lão đại một trận anh ấy tức giận đến buổi trưa không có ăn cơm, cứ nằm trên ghế salon ngủ, mấy người lâm sở nhai không có một ai dám đi vào, cô có chừng mực. Chấm ngoặc kép, đường khả hinh hoảng sợ đến dã rời xương cốt, lập tức trợn to hai mắt, gật đầu giống như bằng tỏi, đôi tay vịn nhẹ tay cầm cửa, cũng không còn dám gõ cửa, cắn chặt môi dưới, cẩn thận đẩy nhẹ ra, chỉ thấy cả phòng làm việc yên tĩnh, không khí vắng vẻ đáng sợ, cô mở to mắt nhìn một vòng, quả thật nhìn thấy trang hạo nhiên mặc màu đen áo sơ mi, quần tây đen, nằm trên ghế salon, tay gác trên chán, hai chân co lên, ngủ say. Hai mắt của cô chợt lóe, nuốt cổ họng một cái, nhanh trí cởi giày cao gót ra, đạp sàn nhà bóng loáng, hết sức hết sức lo sợ nhón chân lên, đi về phía bàn làm việc, nhìn thấy phần tài liệu mình muốn đặt ở mặt bàn, cô vui mừng mỉm cười, ôm lấy, lập tức đông 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 xoay người, cầm giày cao gót, muốn xông ra. Đứng lại, chấm ngoặc kép, một giọng nói lười biếng truyền đến. Đường Khả Hinh mở chừng hai mắt, sau lưng vọt lên ớn lạnh cả mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 325.